Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 44. Cũng có nghĩa là, vì Trần Bát Hoang, Vân Tịch Giao trực tiếp được chỉ định là thánh chủ kế nhiệm, từ nay, vị trí thánh chủ của đảo Định Thiên, hoàn toàn vô duyên với Hạ Lương Xuyên hắn ta. Ngoại trừ chỗ của thánh chủ và thái thượng trưởng lão, Linh Tẽn Các là nơi có nguyên khí dày đặc nhất, địa thế đẹp nhất. Nhưng kể cả là Trần Đức có thể nhìn xuyên thấu cũng không nhìn rõ được bất cứ thứ gì bên trong Linh Tiên Các. Hiển nhiên, nơi này được bảo vệ giữ kín vô cùng cẩn thận, hoàn hảo. Trong Linh Tiên Các nguyên khí mờ mịt, hoa tươi nở rộ, trong không khí tràn ngập mùi hương nồng nồng, nơi này giống như một biệt thự lớn độc lập, bài trí cực kỳ xa hoa, không chỉ có một số vật trang trí đặc biệt mà thế giới đại thiên mới có, mà còn có đèn điện, máy chiếu giống với địa cầu. Thánh nữ, đây là phòng của cô và cậu Trần, Nỏ Bộc dẫn hai người Trần Đức đi một vòng trong Linh Tiên Các. Cuối cùng dẫn họ đến phòng ngủ trên tầng cao nhất. Nói là phòng ngủ, chỉ bằng nói là một vườn hoa thì đúng hơn. Hoa tươi đầy màu sắc rực rỡ nở rộ xung quanh, từng đóa hoa tỏa ra hào quang dịu nhẹ, khoác lên một lớp màu sắc ánh sáng lung linh ấm áp, ở chính giữa là một chiếc giường lớn hình tròn không biết làm bằng chất liệu gì trải đầy cánh hoa. Còn ở chỗ khổng xa là một bồn tắm đang bốc hơi ỉ nóng. Điều khiến người ta ngạc nhiên là xung quanh phòng ngủ đều là kết giới trong suốt như cửa sổ, có thể nhìn ngắm toàn cảnh của cả đảo Định Thiên. Thánh nữ, cậu Trần, Nỏ Tỳ Hầu ở bên ngoài, có gì cần cứ gọi tôi bất cứ lúc nào, Nô Bộc nói xong bèn đi ra, khi rời đi, nhân tiện đóng cửa phòng, đế lại một nam một nữ Trần Đức và Vân Tịch Giao. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, lại đem hào quang lung linh xung quanh, bầu không khí trở nên hơi quái dị. Khuôn mặt Vân Tịch Giao ửng hồng, đôi mắt như sóng mùa thu, tỏa ra hào quang khác thường. Tịch Giao. Trần Đức ngắm nhìn xung quanh, lại nhìn sang Vân Tịch Giao, đang định nói gì, Vân Tịch Giao lại nhắm đôi mắt, ngắt lời của anh, đừng nói gì, hôn tôi đi. Vừa dứt lời, đôi tay xinh đẹp đã ỏm lấy hông Trần Đức. Đối diện với cô gái như vậy, tất cả đàn ông bình thường cũng khó mà chịu được, Trần Đức đâu còn có tâm tư khác, khô nóng, hừng hực. Vừa chạm là bốc cháy. Trong biến hoa, cầu vồng hiện lên đúng lúc, không gian như tấm gương, chiếu ra bóng dáng như nam thanh nữ tú, bồn tắm lăn tăn sóng, biến hoa dập dờn, bay bay khắp nơi, đan xen kết giới của cửa sổ, cùng nhảy múa trên cầu vòng. Bên ngoài cửa, khuôn mặt Nô Bộc đỏ bừng, kể cả có kết giới, cũng khó mà ngăn được tiếng động cao trào bên trong truyền ra, nghe mà lòng người bất ổn, sao động. Hồi lâu sau, tiếng động đó mới hoàn toàn im ẳng. Nhưng cùng với màn đêm buông xuống, sao sáng ngập trời như bảo thạch nạm trên màn đen, lóe lên hào quang lấp lánh, âm thanh đó lại vang lẻn lần nữa. Cùng lúc đó, Nam Hạ Châu, vùng đất thần bí tộc Tu La nằm bên ngoài núi sâu, 100.000 mét dưới lòng đất, cuối ngày không thấy ánh sáng, đều dựa vào trận pháp duy trì ánh sáng mờ mờ. Trong hào quang màu đỏ máu, không thấy bóng người. Xung quanh, đều là tòa nhà quỷ dị âm u. Bù. N. Đột nhiên, một bóng hình đột nhiên xuyên qua hư không, đến trước một tòa nhà cao nhất, bỗng dừng lại. Lại thấy người này hơi mập, trên người có một con dao phay. Chính là Tu La Tử. Đến trước cửa, hắn ta trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bên trong là một đại sảnh. Có 9 người ngồi trong đại sảnh. Một người ngồi bên trên, hai bên trái phải ngồi bên 4 người. Bọn họ đều mặc áo bào đen, ngồi ở đó, như từng cái xác khô, tỏa ra khí tức đáng sợ, xui xẻo. Người bên trên nhất, thậm chí cũng không phải là người nữa. Dưới áo choàng đen là một bộ xương khô màu đỏ, chỉ có vị trí đôi mắt lóe lên điếm sáng đỏ ngầu. Ông ta nhìn Tu La Tử, rất nhanh, cả không gian truyền ra giọng khô khan. Tu La Tử, tại sao tập trung chúng tôi gấp như vậy? Tộc trưởng, Tu La Tử đứng ở chính giữa. Nhưng rất đúng mực, hôm nay tôi cảm nhận được khí tức của ấn ký thiên tâm ở trên người của một người. Cái gì? Cái gì? Lời vừa được nói ra, 9 người, không ai ngoại lệ, đều đứng lên, nhìn chằm chằm Tu La Tử. Tộc trưởng tộc Tu La, Tu Vô Sanh khóa chặt Tu La Tử, cậu, chắc chắn chứ? Chắc chắn. Tu La Tử gật đầu, tộc trưởng, chắc ổng biết rõ, tộc chúng ta có cảm nhận cực kỳ nhạy cảm với ấn ký thiên tâm, có lẽ người khác sẽ nhầm lẫn. Nhưng tộc Tu La chúng ta làm sao nhầm được? Chỉ có điều hình như ấn ký thiên tâm của người đó đang bị phong ấn, chưa thức tỉnh, còn cần một thời gian, tộc trưởng, theo như tổ tiên truyền dạy, tộc Tu La,
các đời đều trung thành với chủ của ấn ký thiên tảm, chúng ta có cần lập tức đi bảo vệ anh ta không? Anh ta là ai? Cảnh giới thế nào? Tu Vô Xanh hỏi. Người này tên là Trần Bát Hoang, cố bản đỉnh phong, nhưng chắc sắp đột phá rồi, Tu La Tử trả lời, trung thành với anh ta, Tu La Tử tỏi không có ý kiến. Tu Vỏ Xanh trầm mặc một lúc, chuyện này rất quan trọng, Tu La Tử, cậu lui trước đi, chúng tỏi bàn bạc một chút. Vâng, Tu La Tử không nghĩ nhiều, đáp lại rồi lui ra. Đợi khi Tu La Tử rời đi, Tu Vô Xanh lướt nhìn tám người còn lại, các vị thấy thế nào? Tộc trưởng, lúc này, một người đột ngột đứng lên, thản nhiên nói, ấn ký thiên tâm chưa thức tỉnh, người đó vẫn chưa phải là chủ nhân của tộc chúng ta, cũng như vậy, tộc Tu La chúng ta cũng không cần chủ nhân, hai mươi mấy vạn năm trước, ông có thể bóp chết, nuốt chửng chủ của ấn ký thiên tâm, bây giờ cũng có thể, chẳng phải sao? Tộc trưởng, đại trưởng lão nói rất đúng, tộc Tu La không cần chủ nhân. Tôi tán thành. Những người còn lại hai bên trái phải đều đứng lên, tán thành lời của đại trưởng lão. Tám người bọn họ là người mạnh nhất nhiều tuổi nhất trong tộc Tu La, cũng như vậy, cũng là người đưa ra quyết định của tộc Tu La. Trước khác, nay khác, Tu Vô Xanh lướt nhìn mấy người trong đại sảnh, thản nhiên nói, 30 vạn năm trước, tôi đạt đến đỉnh phong, và liên thủ với người khác, mới miễn cưỡng giết được văn nhân Hạo Nguyệt vốn đang bị thương, nhưng hiện giờ, chân thân của ta đang bị niêm phong. Chỉ có một đạo thần hồn ở đây, muốn giết hắn, e rằng rất khó. Văn nhân Hạo Nguyệt chính là tên của chủ nhân ấn ký thiên tâm trước đây. Tu Vô Xanh ngập ngừng, nói tiếp, nhưng các ông nói đúng, tộc Tu La không cần chủ nhân, càng không cho phép ấn ký thiên tâm xuất hiện. Tộc Tu La quá đặc biệt. Sự xuất hiện của bọn họ là được tạo ra vì chủ nhân của ấn ký thiên tâm hàng vạn năm trước. Tổ tiên có lời dạy. Các đời tộc Tu La buộc phải trung thành với chủ của ấn ký thiên tâm. Bất luận là ai có ấn ký thiên tâm. Nhưng các đời truyền thừa đến nay, vật đối, người cũng khác. Các đời phải trung thành, đùa gì? Tộc Tu La khỏng cần thế diện sao? Tộc trường tộc Tu La hiện giờ đương nhiên sẽ không cam tám làm nô bộc, trung thần. Lão Nhất, Lão Bát, Lão Cửu, ba người các ông điều tra xem Tu La Tử về từ nơi nào, trông chừng Trần Bát Hoang. Chưa đến lúc cần thiết không được ra tay, những người còn lại, các ông âm thầm đưa tin đến các thế lực hàng đầu, nhớ kỹ, nhất định phải đích thân đi, nghĩ hết mọi cách truyền tin ấn ký thiên tâm sắp xuất thế ra ngoài. Giọng của Tu Vô Xanh như truyền ra khắp bốn phương tám hướng, có vẻ nham hiểm, độc ác trong uy nghiêm. Một tên nhóc cảnh giới cố bản thôi, có lẽ không cần đích thân chúng ta ra tay, thì sẽ chết không có chỗ chôn thân, còn nữa. Về chuyện tổ tiên răn dạy, nhớ phải giữ bí mật. Không được nói cho bất kỳ ai, khoảng thời gian này, Lão Nhất, ông cho Tu La Tử bế quan đi. Rõ. Đám người cấp dưới nhận lệnh, trong tích tắc, hóa thành làn sương rồi biến mất. Hào quang lóe lẻn trong đỏi mắt Tu Vô Xanh cũng lắng xuống, chỉ còn lại một bộ xương khô, cả đại sảnh tĩnh lặng. Đêm đó, cả thế giới đại thiên đều xôn xao. Hai tin tức bùng nổ. Thứ nhất, chủ của ấn ký thiên tâm sắp xuất thế, tên là Trần Bát Hoang. Thứ hai, hiên viên anh hùng biến mất 13 vạn năm trước quay trở lại. Hai tin này như bom hạt nhân, lập tức truyền khắp thế giới đại thiên, kể cả là trong đêm, thế giới đại thiên cũng bận rộn náo động, không biết bao nhiêu người bàn tán hai chuyện này. Ấn ký thiên tâm lại xuất hiện, tên nhóc đó quá may mắn rồi đấy. May mắn, nếu hắn đủ mạnh thì đúng là may mắn, nhưng không đủ mạnh thì là tai họa, dưới bầu trời này, ai mà không muốn có ấn ký thiên tâm. Ấn ký thiên tâm mang theo số phận của thế giới này, có được nó, thì sẽ cùng tồn vong với thế giới đại thiên, chỉ cần không chết, cho dù trốn đi tu hành, sẽ có một ngày trở thành cường giả. Thứ như vậy, ai mà không muốn có, thế giới đại thiên, e rằng lại nổi lên một trận gió tanh mưa máu rồi. Hiên viên anh hùng trở lại nhân gian, vốn là một chuyện lớn, nhưng vì tin tức về ấn ký thiên tâm, nên độ hot của hiên viên anh hùng giảm đi rất nhiều, trong không gian đại thiên. Bàn tán thảo luận sôi nổi ngút trời, đồng thời, có không ít thế lực bắt đầu điều tra hành tung của Trần Đức. Sao chuyện này lại bị truyền ra ngoài? Tu La Tử được biết chuyện này, sắc mặt rất khó coi, nhanh chóng đoán được có liên quan đến Tu Vô Xanh, đi đến chất vấn, tộc trưởng, là ông tiết lộ thông tin ra ngoài phải không? Tu La Tử, tạm thời cậu đừng quản chuyện này, bế quan tu hành cho tốt đi. Tu Vô Xanh không trả lời trực tiếp, mấy vị trưởng lão trực tiếp phong cấm hắn ta.
ra lệnh cho hắn ta bế quan, nếu không đột phá, không được xuất quan. Hơn nữa còn bố trí cấm chế trùng trùng, do 3.000 cường giả đích thản canh giữ. Bên ngoài bàn tán sôi nối ngút trời, gần như cả thế giới đại thiên đều biết tin này. Thậm chí có người đã điều tra ra tung tích của Trần Đức, rất nhiều người đến Tây Thần Châu, còn thế lực mạnh hàng đầu của mảnh đất Tây Thần Châu trực tiếp đến thăm đảo Định Thiên. Các vị, cậu Trần đã rời đi từ nửa đêm rồi, đối diện với các cường giả liên tiếp đến hỏi, Phản Diệp gánh áp lực rất lớn, nói với họ Trần Đức đã rời khỏi đài. Ông ta nói thật, xảy ra chuyện lớn như vậy, Vân Diệp không thế nào không thông báo cho Trần Đức. Thông tin truyền ra chưa đến 3 phút, ông ta đích thân đến Linh Tiên Các, lập tức báo chuyện này cho Trần Đức ngay sau khi anh xong việc. Sau khi Trần Đức biết chuyện cũng không do dự, đi đến Nam Hạ Châu trong ánh mắt đưa tiễn của Vân Diệp, Vân Tịch Giao. Trong lúc đó, trong cung điện nhà họ Trần trên một hòn đảo. Sắc mặt Trần Nguyên Vũ âm trầm đến sập nhỏ ra nước, An Nhã Hy quỳ dưới đất đối diện ông ta, run lấy bẩy. Rốt cuộc tại sao tin này bị lộ, Trần Nguyên Vũ cúi nhìn An Nhã Hy, vẻ mặt vỏ cùng khó coi. Vốn dĩ, rất ít người biết chuyện ấn ký thiên tâm, kể cả nhà họ Trần cũng chỉ có một mình ông ta biết. Ban đầu nhà họ Trần chỉ biết Trần Giang Lăng, bố của Trần Đức rất mạnh, nhưng không ai biết ổng ấy là chủ nhân của ấn ký thiên tâm. Thứ nhất, Trần Giang Lăng rất khiêm tốn, thứ hai, ông ấy khỏng đế tâm chuyện tu hành, cũng không coi trọng ấn ký thiên tâm. Trần Giang Lăng là một người cực kỳ bướng bỉnh, vì tình yêu nguyện trả giá tất cả. Kiểu thích gì làm nấy đó là ngu dốt trong mắt Trần Nguyên Vũ. Ông ta nằm mơ cũng muốn có ấn ký thiên tâm, cho nên ông ta giữ bí mật này từ rất lâu, cho đến nay cũng chỉ có ông ta và An Nhã Hy biết. Tôi thực sự không biết, An Nhã Hy cúi đầu, khẽ lắc đầu, không chỉ có tôi biết chuyện này, Hiên Viên Anh Hùng cũng biết, ổng ta bảo Trần Bát Hoang đến tộc Hiên Viên, còn cả Tu La Tử đó, có lẽ cũng phát giác ra, chủ nhân, tôi thực sự không biết. Bốp, An Nhã Hy còn chưa nói hết, một cái bạt tai đã giáng lên mặt cô ấy, Trần Nguyên Vũ hừ lạnh lùng nói, làm việc không thuận lợi, cái tát này, thưởng cho. Cảm ơn chủ nhân. Khóe mắt An Nhã Hy rơi một hàng nước mắt, một dấu bàn tay đỏ chót như khắc trên khuôn mặt của cô ấy, hồi lâu vẫn không biến mất. Chắc chắn An Nhã Hy không nói dối, Trần Nguyên Vũ mới không truy cứu nữa, chuyến giọng nói, chậu nước này đã bị khuấy đục, chuyện đến nước này, chỉ có thể đi một bước xem một bước, chuẩn bị đi, theo tôi đến Nam Hạ Châu. Vâng, tì, trong một đêm, thế giới đại thiên nối sóng gió, vạn tộc kinh hãi. Ấn ký thiên tâm liên quan quá nhiều, có thể nói, ấn ký thiên tâm kéo theo sổ phận của cả thế giới đại thiên, một khi thực sự xuất hiện, có thể sẽ ảnh hưởng đến cả cục diện của thế giới đại thiên. Một số người muốn có được ấn ký thiên tảm, còn một số người cũng muốn giết chết chủ nhân của ấn ký thiên tảm, đương nhiên cũng có một số người muốn lôi kéo. Tóm lại, bất luận không gian đại thiên hay thế giới hiện thực, ba chữ Trần Bát Hoang đã trở thành tiêu điểm bàn luận. Những chuyện trước đây của anh cũng bị đào lên. Giết Nam Cung Trần, lấy kích Định Thiên, giết Sở Hiên, đánh bại Cát Phong Hành. Những chuyện này vốn không giấu được, nhanh chóng bị truyền đi khắp nơi, hoàn toàn không thể phong tỏa, một người chưa đến cảnh giới cố bản có thể làm được những chuyện này, khiến cả thế giới xôn xao, người vốn có chút nghi ngờ về tính thật giả của ấn ký thiên tâm cũng không còn sinh nghi nữa. Dù sao nếu không có ấn ký thiên tâm, giết người vượt cấp bằng cách nào? Đương nhiên, anh tiến vào vùng đất truyền thừa của Thiên Yêu Hoàng, có quả âm chi và chuyện ở đảo Khốn Long cũng bị lộ. Chuyện này khiến rất nhiều người nóng mặt, từng trải nghiệm khiến Trần Đức có được quá nhiều cơ duyên, bảo vật. Tuy họ không biết có những gì, nhưng không phải nghi ngờ, chắc chắn là bảo vật hiếm có. Chỉ đáng tiếc, giống như Trần Nguyên Vũ, không có nhiều người biết hành tung của Trần Đức. Cũng chỉ lúc đó An Nhã Hỉ nghe thấy lời của Hiên Viên Anh Hùng, cho nên mới biết Trần Đức đến tộc Hiên Viên. Ngoài ra, chỉ có mấy người ở đảo Định Thiên và Tu La Tử, Cát Phong Hành của học cung đạo vận biết. Nhưng Tu La Tử cũng không tiết lộ chuyện Trần Đức đến Nam Hạ Châu, còn Cát Phong Hành sau khi trở về học cung đạo vận cũng hoàn toàn như không xảy ra chuyện gì, không có chút động tĩnh. Điều này cũng bình thường. Nói thẳng ra, học cung đạo vận là trường học. Thầy giáo, học sinh ở đó đều là người của các thế lực lớn, thậm chí còn có tông chủ, thánh chủ. Thông thường, chuyện thế tục, chưa đến lúc cần thiết, học cung sẽ không trực tiếp ra mặt, huống hồ, ở đây còn liên can đến Hiên Viên Anh Hùng. Ngoài ra,
mấy người Đào Định Thiên cũng miệng kín như bưng, chỉ nói với mọi người là Trần Đức đã bỏ đi, còn đi đâu thì không nhắc một chữ. Vân Diệp là người thông minh, một khi tiết lộ hành tung của Trần Bát Hoang, chẳng khác gì đứng ở thế đối đầu với anh. Cuối cùng nếu anh chết, xảy ra chuyện, Đào Định Thiên cũng không được lợi gì, nếu anh sống lành lặn không tổn hại, chắc chắn sẽ báo đáp Đào Định Thiên. Dù sao, tính cách của Trần Bát Hoang, chắc chắn là người có thù ắt báo. Họ không tiết lộ thì sao? Đến lúc đó, nếu Trần Bát Hoang sống sót lành lặn, có mối quan hệ của Vân Tịch Giao, thì là chuyện tốt to lớn trời bế với Đào Định Thiên, nếu xảy ra chuyện, cũng không liên quan đến Đào Định Thiên. Nhưng Vân Diệp cũng biết rõ, nguồn lực, thủ đoạn của các thế lực nhiều vô số, điều tra ra hành tung của Trần Bát Hoang chí là vấn đề thời gian, không tốn bao lâu. Nhưng Đào Định Thiên chọn giữ bí mật, các thế lực cũng sẽ không làm khó bọn họ. Trần Đức lại vô cùng im tiếng, anh biết chuyện này đã ầm ĩ, nếu quá hoành hoang, sẽ dẫn đến tai họa, rời khỏi Đào Định Thiên, anh không đến Nam Hạ Châu ngay lập tức, mà thay đổi dung mạo, khí tức, âm thầm đi trong khu phố ồn ào, một mặt theo dõi tiến triển sự việc, mặt khác cũng nghe ngóng thông tin về tộc Hiên Viên và Hiên Viên Anh Hùng. So với ấn ký thiên tâm, tuy sự trở về của Hiên Viên Anh Hùng không nóng hổi bằng, nhưng trên thực tế cũng là tin tức mang tính bùng nổ. Cường giả cái thế biến mất 13 vạn năm quay trở lại, thì phải cường mạnh đến thế nào? Tính tuổi tác, ít nhất cũng phải 16-17 vạn tuổi phải không? Một người đã sống 16-17 vạn năm. Rất nhiều người kích động, cái tên Hiên Viên Anh Hùng đủ để khuấy động tinh thần của rất nhiều người, có thể nói, ông ta thuộc top người già nhất xuất hiện trong thời đại này đấy. Những người cùng thời với ông ta, hoặc đã chết trận, hoặc chết già, kể cả còn sống cũng sống đến hóa thạch, không muốn ra mặt, đang trong trạng thái bế quan thường xuyên, rất ít ra thế giới bên ngoài. Không thể tưởng tượng được, mất tích 13 vạn năm, người thiên hạ đều cho rằng ông ta đã chết, không ngờ lại quay lại, ông ta trở về chắc chắn sẽ khiến tộc Hiên Viên nối lên sóng gió. Có tin đồn nói ông ta cũng xuất hiện với Trần Bát Hoang, có phải hai người có quan hệ không? Nối sóng gió là không thế nào, tuy Hiên Viên Anh Hùng quay về, khí huyết khô cạn, không còn nhiều thời gian, nghe nói vừa đến tộc Hiên Viên, đã ngất đi, đến nay chưa tỉnh. Chẳng trách, trong thành Phong Vân, tộc Hiên Viên đi tìm dược thảo kéo dài mạng sống khắp nơi, chấp nhận mua được thần dược có 102 với giá cao. Rất nhiều người đang suy đoán tương lai của tộc Hiên Viên, trong một số cuộc bàn luận, có rất nhiều tin đồn gần với sự thật, cũng có rất nhiều tin đồn thất thia. Nếu nói Tây Thần Châu phần lớn là biến, có thể nhìn thấy sông lớn biến lớn ở mọi nơi, thì Nam Hạ Châu của tộc Hiên Viên là vùng non xanh nước biếc, dãy núi Tú Lệ nối liền không dứt, từng dãy núi như rồng, cao vút trời xanh, kéo dài hàng vạn dặm. Ngoại trừ Trung Nguyên Châu, Nam Hạ Châu là vùng đất có nhiều thế lực hàng đầu, thế lực cố xưa, gia tộc lâu đời nhất. Thế lực hàng đầu có hơn 10 gia tộc như Hoàng tộc Đại Hạ, Mãn tộc, tộc Bách Hoa, tộc Trương Sinh Tiên. Thế gia lâu đời có tộc Hiên Viên. Mục thị Thượng Cố, nhà họ Hà Thượng. Cố. Thánh địa Thái Thương, một trong ba thánh địa lớn. Trong 9 gia tộc lâu đời thì chiếm 3, trong 3 thánh địa thì chiếm 1. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 12 thế lực cố xưa, 1/3 đều ở Nam Hạ Châu, có thể nói là khá khủng bố. Thành Phong Vân là thành lớn nhất Nam Hạ Châu, trong thành có các thế lực chiếm cứ, hãng buôn, nhà bán đấu giá, phường buôn thạch đá, nhiều không đếm hết, từ sáng đến tối đêm, không lúc nào là không náo nhiệt, sầm uất. Trong một quán rượu, Trần Đức ngồi một mình uống rượu bên cửa sổ, vừa nghe bàn luận xung quanh. Anh tạm thời không quan tâm đến ấn ký thiên tâm, chỉ quan tâm Hiên Viên Anh Hùng. Được biết Hiên Viên Anh Hùng hôn mê, tộc Hiên Viên tìm kiếm thần dược kéo dài mạng sống, Trần Đức vô cùng buồn bã, chuyến này anh đến Nam Hạ Châu, một mặt là đến tìm Hiên Viên Anh Hùng theo như đã hẹn, mặt khác là muốn cứu mạng Hiên Viên Anh Hùng. Trên đường Trần Đức vô cùng cẩn thận, anh phát hiện quá nhiều người nhằm vào anh, trong đó không thiếu một vài cường giả siêu cấp có thể giết chết anh. He he, bây giờ cậu là miếng bánh ngọt, ai cũng muốn cân một miếng một, lão yêu hoàng cười quái dị, cũng không biết tên khốn nào tiết lộ chuyện ấn ký thiên tâm. Ai bảo tôi không có gia cảnh tốt, cũng không đủ mạnh chứ. Trần Đức cười khổ, nếu phía sau anh có một thế lực siêu cấp, chắc chắn sẽ khỏng rơi vào tình trạng hiện giờ, đẩy là thế giới đại thiên. Anh không có gì, người khác sẽ muốn ức hiếp anh, ăn thịt anh. Trần Đức rời khỏi quán rượu, đi đến các nơi bán nguyên thạch,
muốn tìm một vào loại thuốc nghịch thiên, cứu mạng Hiên Viên anh hùng. Nhưng chí bảo vốn không dễ tìm được như vậy, cả một ngày cũng không tìm được bảo vật gì. Nghe nói gì chưa, chẳng biết vì sao, hình như Hiên Viên anh hùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, hôm nay được tộc Hiên Viên đưa đến thành Hiên Viên. Không sai, tỏi mới từ thành Hiên Viên về, toàn bộ thành trì đều đã giới nghiêm, không cho phép bất kỳ ai tới gan. Chẳng lẽ một đời hào kiệt thật sự chết như vậy? Tin tức bất ngờ khiến Trần Đức ngây ra, trước đó không phải thọ nguyên còn một tháng sao? Vì sao trong phút chốc biến thành mạng ngàn cân treo sợi tóc? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Trần Đức kinh hoàng, anh định từ từ tìm bảo vật, xem ra hôm nay Hiên Viên anh hùng không chờ được nữa. Anh không trì hoãn thời gian nữa, chạy thẳng đến thành Hẽn Viên, bất chấp nguy hiểm tiết lộ thản phận với nhân vật cấp bậc trưởng lão canh giữ bên ngoài thành Hiên Viên, muốn gặp mặt Hiên Viên anh hùng. Hóa ra là cậu Trần, vị trưởng lão này mặc áo hoa, rất hòa nhã, trong tộc đã truyền xuống tin tức, nếu như cậu tới, không cần bẩm báo, mời cậu đi theo tôi. Vị trưởng lão này rất mạnh, có thực lực cực kỳ kinh khủng, số tuổi thật ít nhất cũng 5-60 ngàn tuổi, ông ta rất hiền hòa dằn Trần Đức vào thành Hiên Viên, nhưng không dằn anh đi gặp Hiên Viên anh hùng, mà là thế hệ trẻ tộc Hiên Viên nghênh đón anh. Tôi tên Hiên Viên Dị, người đến rất trẻ tuổi, nhưng tuổi cũng hơn 100, thân dài 9 thước, mày kiếm mặt sáng, quanh người tỏa ra khí điềm lành, phảng phất có thủy thú vây quanh hắn ta, hào quang lấp lánh như con trai nối dõi của thần. Hắn là thiên đạo thế, linh lung nhắc nhở Trần Đức, thực lực dường như rất mạnh. Thiên đạo thể, tên như ý nghĩa, người có dấu ấn thiên đạo. Giống với tỏ y tộc Bách Hoa trước kia anh gặp ở đảo Khốn Long, thế chất này tu hành một ngày có thể bằng với người bình thường tu hành 10 năm 100 năm, tương đối kinh khủng. Đương nhiên so với ấn ký thiên tâm thì vẫn kém hơn một chút. Nhưng cái này cũng đủ chứng minh được sự hùng mạnh của tộc Hiên Viên, có thiên đạo thế tồn tại. Chứng minh rằng tương lai chục ngàn năm sau, tộc Hiên Viên sẽ không sa sút. Anh Hiên Viên, tôi muốn gặp tiền bối, tình trạng ông ấy thế nào rồi, Trần Đức trực tiếp nói rõ ý đồ. Anh Trần, tình hình tổ vương không ổn, Hiên Viên anh hùng thân là lão tổ, được người trong tộc tôn xưng là vương, tình hình hiện giờ của ông ấy không ổn, không thích hợp gặp người khác, anh yên tâm, trong thời gian ngắn 10 ngày, ông ấy sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì đến tính mạng. Sau đó thì sao, Trần Đức hỏi. 10 ngày sau, nếu không có thần dược giúp đỡ thì khó bảo toàn tính mạng, giọng nói của Hiên Viên Dị trầm thấp, hiển nhiên trong lòng không tốt lắm. Trần Đức lại một lần nữa hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc tôi tạm biệt ông ấy, không phải còn một tháng thọ nguyên sao? Lần này, Hiên Viên Dị lại im lặng. Trần Đức cứ liên tục hỏi, rốt cuộc anh ta đã nói ỉ ra chân tướng. Tổ vương vì quay về thực lực đỉnh phong. Vì bảo vệ anh, báo đáp ơn cứu mạng, ai ngờ cơ thể và nguyên thần đều đã gần sát tuổi xế chiều, xảy ra vấn đề, không những chẳng thể khôi phục, ngược lại thần hồn không rõ, đã ở trong trạng thái bất tỉnh, chỉ có thể ngâm trong ao thần hỗn độn dưới thành Hiên Viên, vậy mới duy trì được tính mạng. Ao thần hỗn độn. Ừ, một vùng đất bí mật của tộc tôi, trong đó ẩn chứa nguyên khí hỗn độn, cho dù như vậy cũng khó mà kéo dài tính mạng, Hiên Viên gì có chút than khóc. Đồng thời cũng ghen ghét căm hận Trần Đức, ông ấy làm tất cả nhưng điều này đều là vì anh, trước khi hôn mê lại không cho chúng tôi nói với anh, nói tộc Hiên Viên cố gắng hết toàn lực cũng phải bảo vệ cho anh đột phá. Trần Đức ngây ra, hồi lẩu không nói. Không ngờ Hiên Viên anh hùng rơi vào tình cảnh này lại là vì anh. Trần Bát Hoang, anh có biết Nam Hạ Châu có bao nhiêu người muốn lấy mạng Tổ Vương? Tình trạng này của Tổ Vương rất có khả năng sẽ dẫn đến chuyện cường giả chu diệt. Rất nhiều người không hy vọng ổng ấy sống tiếp, chúng tôi phải mở lại đại trận Hiên Viên Lục Tiên, Hiên Viên Dị nói nghiêm túc, thậm chí có vài phần thù địch. Trần Đức không trách anh ta, có thể hiểu được, Hiên Viên anh hùng chính là tín ngưỡng của tộc Hiên Viên. Hỏng nay, ông ta lại đánh cược tính mạng vì một người ngoài. Nếu đổi lại là anh, chỉ sợ mình không tốt như Hiên Viên Dị. Chỉ có điều, bây giờ nói nhiều vô ích, quan trọng nhất phần là kéo dài tính mạng cho Hiên Viên anh hùng. Cách duy nhất có thể giúp tiền bối Hiên Viên, e rằng chỉ có quả âm chi. Trong lòng Trần Đức thầm nói, trên người không có đồ gì tốt, duy chỉ có quả âm chi được xem như thần dược. Vốn dĩ, định đế lại cho Tiếu Y. Nhưng tình hình trước mặt chỉ có thể mượn dùng một quả, về sau nghĩ cách khác bồi thường Tiếu Y. Nhưng, một quả âm chi Trần Đức phần lo lắng tác dụng có hạn,
vậy nên anh chuẩn bị lại tìm chí bảo. Dứt khoát, còn có 10 ngày. 10 ngày này Trần Đức quay về thành Phong Vân, sau khi cải trang, lại một lần nữa dạo khắp thị trường các cố nguyên lớn, liên tục ra tay, không ngừng cắt được nhiều chân bảo dược liệu, thủ đoạn nhanh chuẩn lợi hại, thậm chí một vài thị trường cố nguyên vừa nhìn thấy anh đều mổn đóng cửa. Anh thu hoạch được vô cùng phong phú, thị trường cố nguyên giống như máy ATM của anh, chưa từng thua thiệt. Đến mức có rất nhiều người để ý đến anh. Trong mấy ngày, Trần Đức đã chém giết 5 người có ý đồ gây rối với mình. Lần này hình như gặp phải một người khó giải quyết, Trần Đức vừa ra khỏi một thị trường cố nguyên thì phát hiện lại có người đi theo, khác với người trước kia, người lần này rất mạnh, nếu không phải lão yêu hoàng nhắc nhở, anh cũng không phát hiện ra. Đi tới một nơi người thưa thớt, Trần Đức dừng chân, quay đầu nói, ê anh bạn, cũng đến rồi sao không hiện thân? Ha ha, thủ đoạn của anh bạn nhỏ quả thật không tầm thường, vừa dứt lời, một lão giả trống ba tong xuất hiện, lão phu là Hiên Viên Ung của tộc Hiên Viên, phụng mệnh đến thành Phong Vân thu thập một vài dược liệu dùng để kéo dài sinh mệnh, mấy ngày nay nghe nói anh bạn nhỏ mở ra từ cố nguyên rất nhiều dược liệu hiếm có, cho nên muốn dùng số tiền lớn để mua, chỉ là ngại thân phận, không xuất hiện ở nơi có quá nhiều người, lo lắng sẽ mang đến phiền toái cho cậu. Tộc Hiên Viên. Trần Đức kinh ngạc. Quét mắt nhìn lão giả, quả thật anh cảm nhận được khí tức tộc Hiên Viên trên người lão giả. Đồ anh cắt ra vốn để chuẩn bị cho Hiên Viên anh hùng, ngược lại không ngờ người của tộc Hiên Viên lại chủ động tìm đến cửa. Xin lỗi, dược liệu của tôi tạm thời không bán. Trần Đức lắc đầu, đối phương mặc dù là người của tộc Hiên Viên, nhưng ngoại trừ nhân vật quan trọng của tộc đó ra, anh cũng sẽ không tin tưởng bất kỳ ai, dù sao thì lúc này lợi ích sẽ che đậy trái tim và đôi mắt của con người. Nhân tính. Không chịu nổi thử thách nhất. Một giây kế tiếp. Thuật hư không được thi triển, trong nháy mắt Trần Đức biến mất ngay tại chỗ, chạy đến một nơi khác ở cổ nguyên. Anh không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì nhất định có bảo vật, thủ đoạn như vậy lập tức cho anh có chút danh tiếng ở thành Phong Vân, không ít thánh địa muốn mời anh qua làm khách, thậm chí có không ít thánh tử thánh nữ cũng đang tìm tung tích của anh, mong muốn gặp mặt. Dĩ nhiên. Trần Đức không có tâm tư quan tâm những thứ này. Trong lòng anh chỉ lo lắng cho an nguy của Hiên Viên anh hùng. Đoàng. Ban đêm đột nhiên truyền tới một tiếng động trời, cách vạn dặm thành Hiên Viên, huyền quang mãnh liệt giống như mặt trời, trong nháy mắt chiếu sáng ngời trong chu vi vạn vạn dặm, rõ ràng có thể thấy, phía trên thành Hiên Viên kia có một thân ảnh cao lớn đang ra tay đánh vào thành Hiên Viên. Yên lặng mấy ngày. Rốt cuộc có người không nhịn được muốn ra tay với Hiên Viên anh hùng. Tiếng nổ lớn vang dội, chấn động chu vi vạn dặm, lúc này có võ sĩ tu sĩ nhảy lên trời cao, nhìn xa xa. Rõ ràng có thể thấy. Ngoài thành Hiên Viên, một thân ảnh khổng lồ đứng sừng sững như thiên thần hạ phàm, tay cầm cây búa lớn màu vàng lần lượt hướng về phía thành Hiên Viên, một luồng thần uy cực kỳ kinh khủng bao phủ thành Hiên Viên, cách khá xa cũng khiến rất nhiều người ra đầu tẻ dại, có một loại cảm giác sợ hãi. Trên thực tế. Xa hơn nữa không chỉ một người đến công kích, bốn phương tám hướng thành Hiên Viên đều có sát thủ tràn vào, từng người đều mạnh đến đòi mạng. Nhưng, rất nhanh, mọi người nhìn thấy máu tươi vấy đầy trời, xung quanh thành Hiên Viên xuất hiện từng mảng xương máu, người xâm phạm không một ai sống, chết toàn bộ, mà đại trận của tộc Hiên Viên vẫn hoàn hảo không tổn hao, ánh sáng chói lọi dần ảm đạm, lại một lần nữa khôi phục vẻ yên tĩnh. Xung quanh thành Hiên Viên đã giới nghiêm từ lâu. Không ai biết rốt cuộc là kẻ nào tới xâm phạm, cũng không ai biết tình hình cụ thể. Lần này, tộc Hiên Viên không có bất kỳ tiết lộ. Nhưng, tất cả mọi người đều biết những thứ này chỉ vừa mới bắt đầu. Người không hy vọng Hiên Viên anh hùng tiếp tục sống rất nhiều, nếu ông ta còn sống, ảnh hưởng quá lớn, xếp hạng thế lực của đại thiên thế giới có lẽ lại một lần nữa xào xáo. Trận tập kích này rất hung mãnh, tôi nhìn từ xa ít nhất có 100.000 người. Nhưng không một ngoại lệ đã chết toàn bộ ngoài thành Hiên Viên, ngay cả người chạy trốn cũng không còn một ai, người cách khá gần nhìn thấy chút tình hình chân thực. Không hổ danh là thế gia viễn cổ, cho dù không còn như ban đầu, trong 9 thế gia viễn cổ lớn cũng xem như hùng mạnh, vẫn khủng khiếp khiến người ta sợ hãi, một binh một lính không cần ra đã chu diệt 100.000 cường giả, cũng chỉ có những thế lực viễn cổ này mới có thể làm được. Tất cả mọi người đều cảm thán với sự mạnh mẽ và khủng khiếp của thế lực viễn cổ. Im lặng đã bị đánh vỡ, tiếp theo chí sợ có thêm nhiều thế lực đến đánh lén, có lẽ một vài thế lực sẽ liên minh, nhân cơ hội này san bằng hết tộc Hiên Viên.
rất có khả năng, nhưng một khi như vậy, đại thiên thế giới sẽ máu chảy thành sông. Tóm lại trận tập kích này chỉ là bắt đầu, về sau nhất định sẽ còn. Khắp nơi bàn luận sôi nổi, thảo luận trong không gian đại thiên cũng rất nhiệt tình, ngược lại liên quan đến chuyện ấn ký thiên tâm và Trần Đức lại rất ít, nhưng cũng chỉ có một chút vậy thỏi, đô hót vẫn rất cao. Thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng, động thái hai chuyện này gần như trở thành tiêu điểm bàn tán sau giờ cơm của mọi người. Qua nửa đêm, lại một làn sóng kinh khủng vang lên. Là Thành Hiên Viên. Lại có người sầm phạm đến, người lần này đến còn mạnh hơn trước, có ba đường thần thức kinh khủng hóa thân, tạm thời không dám dùng thân phận thật đến đây, dùng thần thức tiến hành dò xét, ba thân ảnh thậm chí có máu tươi kèm theo, trận lục tiên của tộc Hiên Viên bị đánh thành một lỗ thủng khổng lồ, trong lỗ thủng, từng phù văn đại đạo vỡ vụn, đứt gãy. Nhưng, rất nhanh lỗ thủng kia đã tự liền lại, một hư ảnh đang muốn đi vào, lập tức bị thắt một nửa, thần hồn phân thân bị thắt thành phấn vụn. Kẻ xâm phạm tộc Hiên Viên, giết không tha. Cùng lúc đó, trong Thành Hiên Viên truyền đến một giọng nói cuồn cuộn như chuông đại lữ, giọng nói giống như tỏa ra từ 9 tầng trời, âm thanh ầm ầm vang bên tai không dứt, như sấm rền nổ vang. Lúc nói chuyện, giữa trời đất thậm chí xuất hiện sấm chớp rền vang, một chữ, giết, màu vàng ngưng đọng trên không trung Thành Hiên Viên, tu sĩ trong chu vi trăm ngàn dặm gần như đều nhìn thấy cảnh tượng này, một chữ kinh khủng vô cùng nhức mắt. Rất nhiều tu sĩ không thế nào nhìn thẳng, chỉ liếc nhìn thôi đã chảy huyết lệ. Chữ giết dạo dực, từng làn sóng hình rồng lan tràn ra bốn phía, xung quanh Thành Hiên Viên, đại quân tiến đánh bất ngờ giống như hạt thóc ngã xuống, máu tươi chảy ra như cột nước, trong nháy mắt máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết vang khắp chân trời. Lần này, ít nhất hơn 300.000 tu sĩ. Mấy con số này đối với đại thiên thế giới mà nói có lẽ chẳng tính là gì, chỉ một hạt cát nhỏ trên sa mạc. Phải biết rằng ở đại thiên thế giới này có thể tùy tiện bùng nổ chiến tranh thế lực quy mô nhỏ, chí ít là 1 triệu người, thậm chí 10 triệu người. Tranh đấu giữa thế lực hạng 2, số người dùng hàng trăm triệu để tính. Nhưng, dù vậy, 300.000 người đồng thời ngã xuống chết đi vẫn tương đối kích thích mắt. Phải biết rằng trong 300.000 tu sĩ kia, ai nấy đều rất mạnh, tùy tiện lấy ra một người cũng có thế một mình đảm đương một phía. Chỉ tiếc. Đối mặt với tộc Hiên Viên, bọn họ vẫn rất yêu. Như cỏ như kiến, như cây hành, mạng sống trong nháy mắt bị cắt mất. Đồng thời, trên không trung Thành Hiên Viên, một thân ảnh bước ra, người mặc áo hoa, bình tĩnh đứng trên không trung, đối mặt với hai thần hồn phân thân còn lại, lòng bàn tay mở ra. Xoạt xoạt, một thanh kiếm lao ra từ trong lòng bàn tay anh ta. Là kiếm màu lửa đỏ, giống như dung nham hội tụ. Đố thành bẻ tỏng, mang theo một vùng ánh sáng đỏ rực, trong nháy mắt xuyên qua hai thân ảnh kia. Suy, suy, hai thần hồn phân thân trong nháy mắt hóa thành ánh sáng, nổ tung như pháo bông, không còn tồn tại. Ba làn sóng tập kích được tộc Hiên Viên dẹp yên. Hơn 300.000 người, bao gồm cả ba phân thân không thua gì thiên đạo, thậm chí có khả năng ở trên thiên đạo, tất cả đều bị chém chết. Đây chính là thế gia viền cố. Dù đối mặt với cường giả, bọn họ vẫn bình tĩnh, rối loạn ở trước mắt bọn họ không đáng nhắc tới. Thành Phong Vân náo nhiệt hẳn lên, rất nhiều người sau khi nghe nói đến chuyện của Thành Hiên Viên, vội chạy đến đây, một vài người đơn thuần chí là xem náo nhiệt, cũng có một số người có dụng ý khác, trong lúc hỗn loạn muốn mưu cầu cơ duyên, mưu cầu đột phá và tiền bạc châu báu. Đêm nay đã định trước không bình. Yên. Cũng may. Sau hai làn sóng đột kích. Màn đèm hoàn toàn lặng xuống, không ai ra tay nữa. Hai làn sóng dò xét, chỉ sợ người ra tay đã biết cần sức mạnh lớn thế nào mới có thể phá hư trận pháp, từ đó dần dần tiến vào. Đúng vậy, nhưng tôi phỏng đoàn dò xét vẫn chưa kết thúc, sẽ còn có làn sóng dò xét thứ ba thứ tư, nhưng người ra tay trong âm thầm kia nếu không cầm chắc 90% trở lên thì tuyệt đối không dễ dàng ra tay. Khắp nơi Thành Phong Vân đều đang thảo luận, người dân tới xem. Trời cuối cùng đã sáng, Trần Đức lại một lần nữa hành động, bơi đến giữa các phố phường cổ đại. Còn 4 ngày, anh phải nắm chắc. Anh bạn nhỏ Trần Thiên Không, có thể qua tộc tôi uống thỏa thích mấy ly được chứ? Khi Trần Đức đang cắt đá, một cô gái xinh đẹp đi đến, toàn thân ăn mặc gần giống với đồ hiện đại ở địa cầu, quần bó đen, cổ áo chữ V, thấp không thể thấp hơn, chỉ muốn lộ ra những nơi không nên lộ, bộ ngực vừa to vừa sâu cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác. Ngũ quan nổi lên vẻ mê hoặc và quyến rũ.
Trần Thiên Không là tên giả của Trần Đức, đặt rất tùy ý, vốn là giả, nẻn không cần vắt óc suy nghĩ. Xin lỗi, tôi không có thời gian, Trần Đức liếc nhìn người phụ nữ rồi thu hồi tầm nhìn, anh trực tiếp từ chối, thời gian cấp bách, không muốn lãng phí. Trần Thiên Không, anh có biết tôi là ai không? Người phụ nữ chớp mắt, liếc mắt đưa tình. Không có hứng thú. Trần Đức lấy ra dược liệu mới nhất, sau đó đi ngang qua vai người đó, rời đi. Anh bạn nhỏ, tôi thấy anh tuổi tác rất nhỏ, cũng chỉ hơn 20 tuổi đúng chứ? Tỏi khuyên anh phải giấu giếm tài năng đi, khoe khoang quá không tốt, nhưng lúc này lại một thân ảnh đi đến trước mặt Trần Đức. Người đàn ông này sống mũi cao thẳng, mắt phượng cúi xuống nhìn chằm chằm Trần Đức, lạnh nhạt nói. Cô Vương Tử chính là chị họ tỷ nữ của thánh nữ nhà họ Vương, sao anh có thể nói không thấy là không thấy? Nhà họ Vương. Trần Đức ngấn ra, Nam Hạ Châu có một gia tộc hạng nhất, là nhà họ Vương. Nhà họ Vương thế lực quả thật không nhỏ. Nhưng, cái gì mà chị họ tỷ nữ của thánh nữ? Con mẹ nó, quan hệ xa như vậy cũng có thể lấy ra khoe khoang, mặt đế đâu vậy? Trần Đức nhìn người đàn ông trước mặt, cố bản tứ trọng thiên. Thực lực xem như không tệ, nhưng cũng chỉ không tệ hơn người bình thường mà thôi. Trần Đức tự tin rằng một ngón tay có thể nghiền ép hắn đến chết. Loại người như vậy, Trần Đức liền coi thường. Xoay người rời đi. Anh, người đàn ông vốn muốn thể hiện trước mặt Vương Tử, ai ngờ lại bị coi thường. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, muốn ra tay, nhưng nơi này là địa bàn của thế lực lớn, không phải ai cũng có thể dương oai ở đây, dù khó chịu. Hắn cũng chỉ có thế nhịn. Cô Vương Tử, cô yên tâm, Tống Minh tôi nhất định sẽ trói hắn tới gặp cô. Tống Minh nhìn Vương Tử, lập tức đuổi theo. Trong phường Cố Nguyên không thế ra tay, bên ngoài không phải tùy ý ra tay được sao? Ầm ầm ầm. Trần Đức vừa ra khỏi cửa lớn, không gian sau lưng liền truyền đến tiếng nổ vang dội. Tống Minh ra tay, một quyền trực tiếp đánh lén từ sau lưng. To gan, dám ra tay với anh Trần, chán sống rồi hả? Trần Đức còn chưa có hành động gì, đột nhiên một thân ảnh liền xuất hiện sau lưng anh, chặn cú đánh bất ngờ cho anh. Bụp! Một giây kế tiếp, quả đấm của Tống Minh dừng lại. Không phải hắn muốn dừng, là quyền của Hân bị người ta nắm trong tay. Đó là một người phụ nữ. Đối mặt với người phụ nữ đó, cho dù hắn dùng hết sức lực cũng không có cách nào nhúc nhích phân nửa. Chỉ dựa vào anh mà xứng đáng động vào anh Trần, người phụ nữ lạnh lùng quát. Sắc mặt Tống Minh trở nên trắng bệch, hắn cảm nhận được một luồng khí tức tử vong giáng xuống, hai câu xin lỗi như nổ ầm ầm bên tai, không kìm hãm được, hai chân cong xuống, quỳ rạp xuống đất, mồ hôi rơi như mưa. Xin lỗi, xin lỗi, tỏi sai rồi, Tống Minh sợ hãi, không có bất kỳ hồi hộp, hắn biết nếu không nhận kinh sợ, Tống Minh hắn thật sự sẽ phải nộp mạng, chết ở đây. Cút! Người phụ nữ quát một tiếng. Tống Minh như được đại xá. Lập tức cút đi. Đúng thật là lăn. Nằm trên đất lăn đi. Tốc độ rất nhanh, trong mấy cái hít thở liền biến mất trong mắt tất cả mọi người. Cảm ơn, Trần Đức nhìn về phía người phụ nữ, mặc dù không phải anh bảo cô ta ra tay, nhưng cũng xem như phép lịch sự. Anh không cần cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn chủ nhân của tôi ấy lệt nói đến đây, người phụ nữ đưa mắt nhìn về phía phương xa. Trần Đức nhìn theo ánh mắt cô ta. Nhìn thấy cách đó không xa, ước chừng 100 mét có một người đàn ông ngồi trên xe kéo dị thú, người đàn ông da rất trắng, còn trắng trẻo hơn cả phụ nữ, quang mang xung quanh cơ thể hắn ta nở rộ, từng đường chân long màu tím quấn quanh người, ngoài xe kéo còn có một đội ngũ mười mấy người hộ vệ. Rất rõ ràng, thân phận hắn ta không thấp. Hoàng tộc, ánh mặt Trần Đức cứng lại, anh nhận ra ký hiệu trên xe kéo. Đó là hoàng tộc đại hạ của Nam Hạ Châu. Trần Đức lấy dung mạo của hắn ta dò tìm trong không gian đại thiên, nhanh chóng đã biết được thân phận của hắn ta. Hoàng tử đại hạ, Lý Thế Ngọc, vua đại hạ tổng cộng có 9 đứa con trai. Lý Thế Ngọc đứng thứ 3, nhưng lại là người mạnh nhất trong 9 đứa con trai, hoàn mỹ kế thừa thế lực của đế vương, được khen là người nối nghiệp đế vương, tương lai có khả năng dẫn dắt hoàng triều đại hạ tiến thêm một bước, trở thành một trong các thế lực viễn cổ. Anh Trần. Hoàng tử nhà tôi mời anh tối nay đến đỉnh Bích Thủy nói chuyện, người phụ nữ hơi khom người, ngoài ra còn có mấy vị cường giả trẻ tuổi đến đây, thánh nữ Tô Y Y tộc Bách Hoa, Tư Chính Hạo Mãn tộc, Lý Trường Sinh tộc Trường Sinh Tiên, Thích Thiện Phật giáo tương lai, v.v. Cô gái nói tên rất nhiều người,
trong đó có một vài người quen như Thích Thiện, Tô Y Y, mấy người còn lại cũng đều phi phàm, là cường giả thế hệ trẻ tương đối nối danh của Nam Hạ Châu, được các thế lực tập trung đào tạo. Xin anh Trần nế mặt, người phụ nữ bổ sung nói. Được, tôi đi. Cách đó rất xa, Trần Đức khẽ gật đầu với Lý Thế Ngọc. Sau đó, đoàn người rời đi, trực tiếp vào hư không, biến mất không thấy. Hiện thân của Hoàng tử Đại Hạ lại một lần nữa nối lên gợn sóng, Hoàng tộc Đại Hạ cách thành Phong Vân rất xa, hắn ta đến đây có phải liên quan đến Hiên Viên Anh Hùng. Các loại suy đoán nổi lẻn không ngừng, không ai quấy rầy Trần Đức, có Hoàng tử Đại Hạ giúp đỡ, không ai dám tùy tiện xúc phạm. Tên của Trần Thiên Không vang khắp thành Phong Vân trong mấy ngày nay, mọi người đều biết thành Phong Vân xuất hiện một cao thủ cổ nguyên trẻ tuổi, ra tay là có đồ tốt. Màn đêm lại hạ xuống. Đình Bích Thủy là một nơi nằm ở trung tâm thành Phong Vân, bốn phía sóng xanh biếc, trong nước từng đóa hoa sen nở rộ, nguyên khí bốc hơi, mà giữa trung tâm nước biếc được xây một đình đài phong cách cổ xưa tao nhã, không tính là hùng vĩ, nhưng lại rất không tầm thường, ở một mình trong thế giới nhỏ, nước biếc róc rách. Trúc xanh mọc như rừng, cho người ta một loại cảm giác tĩnh lặng. Mà đây, chính là vùng đất Hoàng tộc Đại Hạ kinh doanh. Hoàng tộc chuyên dùng, ngày thường sẽ không mớ, có thể nói tạo ra nơi này, cho dù là Hoàng tộc Đại Hạ cũng phải hao phí số tiền lớn. Trần Đức đi giữa rừng trúc xanh, xuyên qua dòng suối nhỏ, bước vào đình đài, rất nhanh đã gặp được mấy người quen. Tô Y Y vẫn như thường lệ buộc tóc đuôi ngựa. Mắt đen nhánh lóe lên ánh sáng trong suốt như đá quý, duy chỉ có điếm khác với lần trước là đôi chân thon dài như được trời cao tỉ mỉ chế tạo kia không để tất nữa, mà cứ như vậy đế lộ ra bên ngoài, phối hợp với một chiếc quần cực ngắn, nhìn vô cùng xinh đẹp thuần khiết, một hương thơm tao nhã nhàn nhạt lan tỏa, sao xuyến lòng người. Bên cạnh cỏ ta còn có Thích Thiện mặc áo cà sa trắng, trên cổ đeo một chuỗi Phật châu màu xanh lá cây, gầy hơn so với lần trước, nhưng quanh người tràn ngập Phật quang. Giống như thật sự đắc đạo thành Phật, mang theo Phật vận nồng nàn, nhưng gương mặt lại cho người ta một loại mùi vị cực kỳ hung tàn. Hai người đều mạnh hơn so với lúc ở đảo Khốn Long, Tô Y Y không cần nhiều lời, cô ta vốn là thiên đạo thể, tu hành một ngày bằng người ta 100 năm, tốc độ đề thăng nhanh chóng, bây giờ đã là cường giả cấp thiên. Hơn nữa cô ta đang ở cảnh giới lãng thiên. Chỉ cần đột phá là có thể đi vào cấp đạo. Nhưng người thật sự khiến Trần Đức kinh ngạc vẫn là Thích Thiện. Cấp bậc hắn còn cao hơn Tô Y Y. Người đã ở cấp đạo. Mặc dù chỉ là khí tức vừa bước vào cấp đạo, nhưng thật sự rất kinh khủng. Phải biết rằng trước đó khi ở đảo Định Thiên, Thích Thiện chỉ là cường giả cảnh giới thiên nguyên. Sau thiên nguyên còn có hỗn nguyễn, phản hư, sau phản hư mới là cổ bản, sau cố bản mới là cấp thiên, vượt qua cấp thiên mới có thể đạt tới cấp đạo. Những cảnh giới đó nói nghe rất dễ. Nhưng muốn đột phá thật thì một võ giả có thể phải mất đến cả đời. Vậy mà, mới đó thỏi mà Thích Thiện đã đạt tới cấp đạo rồi. Thật sự quá khủng bố. Nên biết rằng, Trần Đức tự nhận mình không ngừng gặp được cơ duyên, nhưng cũng không thể đột phá với tốc độ nhanh như vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Thích Thiện? Trần Huynh, chờ anh đấy, mau ngồi xuống đi, Trần Đức đang nhìn quanh thì Hoàng tử Đại Hạ, Lý Thế Ngọc đã lên tiếng. Hắn ta trông cực kỳ tuấn tú, như trích tiên dáng Trần vậy. Trần Huynh Trần Thiên Không quả nhiên là khí vũ hiên ngang, nhiều ngày trôi qua, anh đã nổi bật hơn rất nhiều. Nói tới cũng hay, anh cùng họ với chủ nhân của ấn ký thiên tâm, Trần Bát Hoang đấy, Trần Đức vừa ngồi xuống, bên cạnh anh, một thanh niên dáng vẻ phong hoa như ngọc lên tiếng, hắn mặc áo vải mũ cao, cầm trong tay cây quạt lông, trong mắt là thứ ánh sáng kỳ dị, lời nói đầy ẩn ý. Nhìn thấy người đó, Trần Đức thầm giật mình, suýt chút nữa nhảy dựng lèn. Lòng Trần Đức đầy sợ hãi, người trước mặt quá quỷ dị, dường như có thể nhìn thấu mọi gốc rễ của anh, nhìn thẳng vào bộ mặt thật của anh. Dù là Trần Đức, thì cũng thấy sợ hãi đến lạ, có cảm giác như bị nhìn thấu. Tính ra cũng hay, Trần Huynh, nghe nói Trần Bát Hoang cũng tinh thông một loại thuật pháp khai nguyên, từng gây chấn động lòng người, thủ đoạn cũng không khác anh là mấy, khóe miệng nam tử đó cong cong cười. Ánh mắt lại đầy mũi nhọn, như những lưỡi kiếm sắc bén. Trần Đức mặt khổng đổi sặc, trong lòng lại dấy lên làn sóng hãi hùng, anh có thể chắc chắn người này đang nghi ngờ mình, thậm chí còn nhìn ra chút manh mối gì đó. Má nó! Anh thầm mằng trong lòng. Cứ thế này, nói không chừng sẽ bị người ta nhìn thấu. Nhưng, đúng lúc này, có một lá chắn từ trong thần hồn của anh xuất hiện,
ngăn cản ánh mắt có thể khiến con người ta hoảng sợ kia lại. Trần Đức ngạc nhiên. Là da. Da của bát thần, bấy giờ nó đang tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, ngăn cản ánh mắt kia. Cùng lúc đó, đôi mắt của nam tử kia cũng trở nên u ám, như bị đánh quá bất ngờ, ánh mắt xuất hiện những tơ máu, vô cùng kinh ngạc nhìn Trần Đức chằm chằm. Tôi đến đỉnh Bích Thủy này là để gặp mặt mọi người, chứ không đến để bị người ta soi xét, này anh, bản thân anh. Có hơi quá đáng rồi đó, giọng Trần Đức ấn chứa sự tức giận, ánh mắt cũng đầy sắc bén liếc về phía hắn, nếu tôi đoán không sai, ắt hắn anh là Lý Trường Sinh, người tộc Trường Sinh Tiên. Thân là thánh tử của thế lực hạng nhất mà lại bất lịch sự như thế ư. Lý Trường Sinh hãi hùng và hoang mang, nhưng hắn cũng là một cao thủ, chẳng mấy chốc đã trở lại bình thường. Thật lòng xin lỗi Trần Huynh, tôi cũng chỉ cẩn thận để tránh những phiền toái không cần thiết mới nghĩ ra cách này, thật sự tôi không có ý đồ xem xét bí mật của Trần Huynh. Ha ha, không cần phải nhiều lời làm gì, mọi người lần đầu gặp mặt, cạn trước một ly, tôi xin phép uống trước. Đối diện Trần Đức, một người khống phô cao chừng 3, 4 mét cười hà hà, tiếng cười điếc cả tai, đó là Tư Chính Hạo của Mãn tộc, tộc này trời sinh có dáng dấp to lớn, tính cách hào phóng. Giơ một chén rượu lên nhanh chóng uống cạn. Leng keng. Bấy giờ, trên Bích Thủy chợt vang lên tiếng đàn trầm bổng, kèm theo đó chính mà 10 bóng hình xinh đẹp như thiên tiên rơi xuống dưới ánh trăng, dừng lại trên mặt nước, nhảy múa cùng Bích Thủy. Tiếng đàn du dương, làn sóng dập dìu, tiếng ca hát vui vẻ. Có thể nói, Trần Bát Hoang đã khiến cả đại thiên thế giới trở nên xôn xao, Tư Chính Hạo của Mãn tộc nói, chủ nhân của ấn ký thiên tâm. Đại thiên thế giới này có biết bao nhiêu người muốn có được ấn ký thiên tẩm đó, không ngờ cuối cùng lại rơi vào tay một kẻ chưa từng lộ mặt, đúng là ghen tị chết đi được. Mấy ngày nay có thể nói thành Phong Vân là nơi các cao thủ hội tụ, tôi nghe người lớn trong nhà nói Trần Bát Hoang rất có thể sẽ đến Nam Hạ Châu, có lẽ hiện nay tên đó đang ở thành Phong Vân này, Lý Trường Sinh thản nhiên cười nói, vậy nên không chỉ có những người muốn gặp Hiên Viên Anh Hùng tới Nam Hạ Châu, mà những người khao khát ấn ký thiên tâm cũng tới. Đang tìm kiếm Trần Bát Hoang khắp nơi. Trần Bát Hoang quả là một cái bánh ngon, ánh mắt Trần Đức đầu ủy bình tĩnh không lộ ra chút sơ hở, mặt không đỏ cũng trắng thở gấp, mà cũng đúng, ai có được ấn ký thiên tâm cũng sẽ dần trở nên mạnh mẽ theo đại thiên thế giới, chủ nhân ấn ký thiên tâm sẽ nhanh chóng trưởng thành, và lại, tôi cũng vì ấn ký thiên tâm nên mới đến đây. A-di-đà Phật, tính ra thì tỏi với Trần Bát Hoang có duyên gặp nhau một lần, con người anh ta cũng không tệ, lần này tới đây. Thích thiện muốn khuyên bảo các vị đừng tham gia vào trận chiến này, bớt đi một chút sát nghiệt nhân quả. Thích thiện niệm Phật hiệu, mặt đầy vẻ xót thương, từ khi hắn tu hành đến nay chưa từng giết một người nào, thân là vị lai Phật, lòng hắn vẫn mang thiện ý trước sau như một. Chỉ là, thời gian trôi qua nhiều năm, nhưng rất ít người dám đắc tội với hắn. Thích thiện không giết người, lại có thể khiến cho người ta sống không bằng chết, nó còn đáng sợ hơn cả việc bước vào địa ngục vô gian. Đa số mọi người thà đắc tội với kẻ cuồng giết người cũng muốn đắc tội hắn. Lần này, tôi cũng đến đây vì Trần Bát Hoang, anh ấy có ơn cứu mạng tôi, cái ơn đó nặng bằng trời, nếu các vị muốn nhắm vào anh ấy, có lẽ sau này sẽ là kẻ thù của tỏi. Giọng tôi y y rất yếu ớt, nhưng lời nói lại đầy kiên cường và quyết đoán, hoàn toàn khác biệt với những lời uyển chuyển của Thích Thiện. Ha ha, mọi người à, chuyện tương lai cứ để sau rồi hãng nói đi. Nhưng mà chuyện của Thành Hiên Viên, hôm qua nó đã bị đánh úp tận 2 lần, nếu mọi người không ngại thì đoán xem tối nay liệu có người ra tay hay không, Lý Thế Ngọc khéo léo chuyến chủ đề, bắt đầu bàn về Hiên Viên Anh Hùng. Danh tiếng lừng lẫy của Hiên Viên Anh Hùng, đại thiên thế giới này có mấy ai không biết, có mấy người không hiểu. Nhất là ở Nam Hạ Châu, có rất nhiều nơi vẫn còn dựng bức tượng điêu khắc của ông ta, cực kỳ nổi tiếng. Dù là hoàng tử đại hạ Lý Thế Ngọc cũng là người hâm mộ ông ta. Ai cũng biết rất rõ, rất có thể 2 lần tấn công bất ngờ vào thành Hiên Viên tối qua chỉ là khởi đầu, rất có thể tối nay sẽ tiếp tục, từng bước dò xét. Lão Tố trong tộc tôi nói những người đó muốn thử xem có phải Hiên Viên Anh Hùng đang nguy hiểm đến tính mạng hay không, nếu ông ta vẫn mạnh mẽ như thế thì tất nhiên không ai dám làm gì, nhưng ông ta mà yếu đi thật, thì có một số người dù nghĩ nát óc cũng sẽ giết chết. Tư Chính Hạo nói, các thế gia viền cổ lớn sẽ không cho phép Hiên Viên Anh Hùng trở về thời kỳ mạnh nhất. Thậm chí mấy ngày trước tôi còn vô tình nhìn thấy người nhà họ Trần tới, Trần Nguyên Vũ, chắc mọi người đều biết nhỉ. Không ngờ lần này nhà họ Trần lại cử cả ông ta đi. Lòng Trần Đức chợt run lèn. Trần Nguyên Vũ, anh biết rõ,
ông ta không đến đây vì Hiên Viên Anh Hùng. Mục tiêu của ông ta 100% là anh, là Trần Đức. Hay có thể nói, là ấn ký thiên tâm trên người anh. Thù hận trong lòng anh bắt đầu trỗi dậy, thế nhưng ngoài mặt anh vẫn chuyện trò vui vẻ với mọi người. Mọi người gặp nhau có rất nhiều chuyện để tán gẫu. Từ Trần Bát Hoang, tới Hiên Viên Anh Hùng, lại sang các thế gia viễn cố, chuyến tới vận mệnh của đại thiên thế giới, Trần Đức thu hoạch được rất nhiều từ búa ỉ trò chuyện này, mãi đến tận đêm khuya họ mới tản đi. Sau khi tàn tiệc, Hoàng tộc Đại Hạ, Mãn tộc, tộc trường Sinh Tiên đều tung cảnh ô lưu cho Trần Đức, muốn mời anh về thế lực của mình làm khách, mượn sức anh, nhưng đều bị anh từ chối. Một đêm này, không có gì bất ngờ xảy ra, thành Hiên Viên lại dấy lên một ngọn sóng, có người bất ngờ tấn công, thế công còn mạnh hơn hôm qua. Nhưng, tộc Hiên Viên vẫn là tộc Hiên Viên. Tất cả mọi cuộc tấn công đều trở nên yếu ớt nhạt nhòa, trước mặt tộc Hiên Viên, trăm vạn đại quân bất ngờ tấn công chẳng khác gì cát sỏi, chẳng chịu nối một đòn. Cứ mỗi hừng đông, thành Hiên Viên lại bị làn sương mù đỏ bao trùm, mùi máu tươi lan đến trăm, ngàn dặm, thậm chí là xa hơn, mặt đất lại chẳng thể tìm thấy dấu vết nào, tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ. Ban ngày, Trần Đức lần lượt ra tay, lại thu hoạch được kha khá thiên tài địa bảo. Được kha khá rồi, đến tộc Hiên Viên thôi, Trần Đức nói thầm, rời khỏi một cửa hàng mua bán cổ nguyên. Nhưng, lần này, anh bị người ta theo dõi. Kẻ đó cực kỳ bí ẩn, nếu không có lão yêu hoàng nhắc nhở thì Trần Đức cũng không phát hiện ra. Dường như nhận ra Trần Đức đã phát hiện mình, bọn họ chẳng màng đến đám đông xung quanh, trực tiếp đứng chắn trước mặt anh. Trần huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi, người đó nho nhã như ngọc, mặc áo vải mũ cao, cầm trong tay quạt lỏng, đôi mắt ánh xanh lam lóe lên tia sáng kỳ dị. Tộc trường Sinh Tiên, Lý Trường Sinh. Chia tay nhau vài giờ, không ngờ hắn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Trần Đức. Bên cạnh hắn có một ỏng lão râu dài, cũng giống với hắn, ông lão có đôi đen ẩn chứa ánh xanh lam, lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Ông lão trông già nua, nhưng tinh thần lại đầy hăng hái. Dáng vẻ tuổi già sức yếu nhưng đôi mắt lại khiến con người ta cảm thấy sâu khổng lường được, có thể nhìn thấu tất cả, cảm giác đó khiến Trần Đức thấy rất bất an. Lý Trường Sinh, rốt cuộc anh muốn cái gì, Trần Đức nhíu mày thật chặt, khó chịu, không cho hân sắc mặt tốt. Suy cho cùng, anh cũng không có cảm tình gì với Lý Trường Sinh. Trước đó trong buổi họp mặt, Lý Trường Sinh không chỉ muốn nhìn thấu bộ mặt thật của hắn, mà còn muốn vạch trần nó, nhìn thấu bí mật của anh. Trần Đức có ấn tượng cực kỳ tệ với người này. Trần huynh, tộc trường Sinh Tiên của tôi là một thế lực có thể nói là vô cùng am hiếu về việc mở cấu nguyên, cắt cấu nguyên, mà chi của tôi còn được gọi là thầy phong thủy. Thế nhưng sự am hiểu về cấu nguyên của anh lại vượt xa cả nhà chúng tôi, nên tôi đặc biệt đến đây xin học hỏi, để xem có bí quyết độc môn nào hay không. Lý Trường Sinh cười đầy nho nhã, trông cứ như thần tiên trên trời, dáng vẻ ngay thẳng lắm, đây là lão tổ của tộc tôi, Lý Hạo Uyên. Đã lâu rồi ông không ra ngoài, nghe kế về chuyện của anh nên đã đặc biệt xuất quan tới đây. Học hỏi. Trần Đức cười, bám đuôi tôi, lại còn chặn tôi ngay giữa đường cái, thế mà cũng dám nói là học hỏi ư. Gần đây Nam Hạ Châu không được bình yên lắm, những lúc đặc biệt thì phải dùng những cách khác biệt thôi, Lý Trường Sinh mặt không đỏ cũng chẳng thở gấp, biến hành vi hèn hạ thành lẽ đương nhiên. Dường như hắn cũng không muốn nói nhảm thèm nữa nên truyền tầm mắt sang Lý Hạo Uyên bên cạnh. Lão tổ, đây chính là Trần Thiên Không trong lời đồn, mỗi lần ra tay thì chắc chắn sẽ giành được bảo bối. Được, để lão già này xem rốt cuộc cậu là thần thánh phương nào. Lý Hạo Uyên khẽ gật đầu, ngay sau đó, con người ông ta bắt đầu thay đổi, màu đen và màu xanh lam tách biệt rõ ràng hơn, một lực xuyên thủng vô hình đầy khủng bố như sóng thần càn quét về phía Trần Đức. Cặp mắt đó quá kinh khủng. Dường như có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Nó dừng lại trên người Trần Đức, xuyên qua vé ngoài nhìn thẳng vào thần hồn của anh, đi sâu vào trong đầu óc anh. Sắc mặt Trần Đức chờ nén vô cùng khó coi, cực kỳ khó chịu. Cứ thế này, thân phận của anh muốn giấu cũng khỏng được nữa, những lúc thế này thì tất nhiên chẳng có gì để nói, trực tiếp ra tay. Ầm ầm, nguyên khí trong người bùng nổ, mái tóc bay bay, Trần Đức đạp mạnh xuống đất lao lên, bất ngờ xuất hiện trước mặt hai người. Năm ngón tay là hồn độn tử kim lôi quấn quanh, bao trùm lấy cả hai người họ, càn quét. Tiếng ầm ầm vang lên. Ngay sau đó, trước ngực Lý Trường Sinh đã xuất hiện một lỗ máu.
Đối mặt với một cố bản đỉnh phong như Trần Đức, dù anh hết sức bình tĩnh, không dùng tự tại thần ma công, không mượn sức mạnh của Thiên Yêu Hoàng, thì thánh tử của một thế lực hạng nhất như Lý Trường Sinh cũng không phải là đối thủ của anh. Bị một chiêu đánh lùi, Lý Hạo Uyên tuy có mạnh, nhưng cũng không thế một công làm đôi việc, lảo đảo lùi lại. Là câu. Lý Hạo Uyên quá kinh khủng, ông ta đang ở cấp đạo, cảnh giới thiên đạo cửu trọng thiên, vốn là một hóa thạch sổng của tộc Trường Sinh Tiên. Tuy rằng thực lực thật sự khỏng bằng cát phong hành của học cung đạo vận, nhưng cả đời ông ta đều dồn vào việc tu luyện đòi mắt của mình đến mức khủng bố, khi ông ta dùng cả hai mặt, cả cát phong hành cũng không phải là đối thủ của ông ta. Tộc Trường Sinh Tiên, nhà họ Lý, Lam Nhãn. Con cháu của nhà họ Lý có đôi mắt dị biệt bẩm sinh, loại đồng tử đó được gọi là Lam Nhãn. Sự đáng sợ của Lam Nhãn không nằm ở sức chiến đấu, mà nằm ở việc nhìn thấu căn nguyên. Nhìn thấu bộ mặt thật của tất cả mọi thứ, thậm chí, còn có thể nhìn rõ cách vận chuyển nguyên khí của võ giả, sau đó tấn công vào những điểm yếu nhất. Nhà họ Lý chính là một trong những trụ cột của tộc Trường Sinh Tiên. Một số thế lực ở đại thiên thế giới sợ bị Lam Nhãn nhìn thấu nên đã đặc biệt nghiên cứu, chế tạo ra một sổ bảo bối đế chống lại, nhưng phần lớn đều không có tác dụng, sự khủng bố của Lam Nhãn là có thể đoán được. Thoáng sử dụng Lam Nhãn. Lý Hạo Uyên đã trực tiếp nhìn thấu bộ mắt thát của Trần Đức. Sắc mặt ông ta trở nên kinh hãi, sau đó là vô cùng vui sướng nhìn chằm chằm Trần Đức, như một con chó hoang nhìn thấy bánh bao hấp chín, ánh mắt tàn nhẫn, máu tanh và đầy tham lam. Lão Tố, tên đó là ai ỷ vậy? Lý Trường Sinh thấy vẻ mặt Lý Hạo Uyên như thế thì lòng chợt run run, có một suy đoán khó tin. Trần Bát Hoang, Lý Hạo Uyên dùng thần thức đế truyền âm, lén lút nói cho Lý Trường Sinh. Quả nhiên là tên đó. Dù đã đoán được từ trước, nhưng khi suy đoán đó được chứng thực thì Lý Trường Sinh vẫn chấn động. Nên biết rằng, chương 2478 truyện chữ Tam Linh 247. Ba chữ Trần Bát Hoang có thể khiến tinh thần và trái tim tất cả mọi người ở đại thiên thế giới rung động, chủ nhân của ấn ký thiên tâm, ai mà không muốn há miệng cắn một cái. Anh đúng là một miếng thịt béo bở. Mà bấy giờ, miếng thịt béo đó lại ở ngay trước mặt ỏng cháu bọn họ. Lòng Lý Trường Sinh hoảng hốt, hắn còn kích động và hào hứng hơn cả những lúc nhìn thấy một người con gái tuyệt sắc cởi sạch hết đồ. Ra tay! Lý Hạo Uyên không để lộ thân phận Trần Đức ra ngoài, nơi này là thành phong vản, xung quanh đều là võ giả, trong đó có một vài cao thủ rất mạnh, một khi để lộ, thì có khác gì chắp tay dâng cả kho tàng bảo bối cho người ta đâu. Sau khi ông ta dùng thần thức truyền âm cho Lý Trường Sinh thì bản thân cũng ra tay. Một giây sau, khí thế của Lý Hạo Uyên chợt thay đổi, ông ta thiêu đốt máu huyết của mình, cả hai đồng tử đều hóa thành màu xanh lam, dáng vẻ lọm khọm cũng chớ nẻn tháng tép, khí thế bức người. Nguyên khí màu lam bao trùm lấy toàn thân, trong tay lại xuất hiện một cây roi dài màu đen ánh vàng. Roi của ông ta được chế tạo từ giao long cực kỳ mạnh mẽ và tinh thiết quý hiếm, có thể cảm nhận được hơi thở đầy bá đạo và khát máu rõ rệt của giao long trên thân roi. Gào! Ông ta vừa rút ra, roi đã hóa thành hình rồng, thân rồng khổng lồ dài cả trăm mét đánh về phía Trần Đức, thân rồng uốn lượn khiến không gian bị đè nén đến biến dạng, vuốt rồng lướt qua tạo thành những khe hở, loạn lưu bắt đầu tràn vào không ngừng. Đoạn này không đọc được ở trong chương 2478 truyện chữ Tam Linh 247. Trần Đức không ngờ hai người lại đột nhiên tung ra sát chiêu khủng bố như thế, anh cố gắng dồn sức đánh trả, phòng ngự. Nhưng anh đang ở trạng thái bình thường rơi vào trận chiến một đánh hai, trong đó có cả Lý Hạo Uyên cảnh giới thiên đạo cửu trọng thiên, chắc chắn không thể đánh lại. Trong nháy mắt, anh đã bị đánh ra xa vài trăm mét. Cánh tay phải của anh trực tiếp bị roi dao long kéo đứt ra, sau đó rơi xuống đất, roi dao long vụt tới khiến cánh tay lập tức hóa thành hư vô, nửa bên mặt trái cũng bị hủy hoại, máu thịt mơ hồ. Quần áo trên người anh cũng bị máu nhuộm đỏ. Cũng may một đòn chí mạng của Lý Hạo Uyên đã được anh cản lại, không thể giết chết anh. Về phần một kiếm của Lý Trường Sinh, anh không đỡ. Không phải là anh không muốn đỡ, để chặn được một roi của Lý Hạo Uyên, anh đã dồn gần hết sức mạnh của mình rồi, thật sự không còn đủ sức để đỡ một kiếm của Lý Trường Sinh. Điều duy nhất có thể làm, chính là khiến cho mũi kiếm thoáng lệch ra khỏi quỹ đạo một chút. Một kiếm đánh úp tới, đâm vào ngực anh, trực tiếp xuyên thủng. Cả tim cũng bị cắt mất một nửa, chí đế lại đống xương cốt lạnh lẽo, một lô máu đầy máu tươi. Hai người cùng tấn công một lúc.
Trần Đức lập tức bị thương nặng. Một vài võ giả đứng gần Trần Đức. Lý Hạo Uyên và Lý Trường Sinh cũng bị ảnh hưởng, trong đó có ít nhất hơn ngàn người bị thương nhẹ, 100-200 võ giả đã lập tức tử vong, thậm chí có người còn mất cả xương cốt, hóa thành đám mây máu dưới roi giao long, lại bị loạn lưu giữa hư khóng cắn nuốt. Đấy chính là đại thiên thế giới, tàn nhẫn, máu tanh, đáng sợ. Dù là người ở đâu, chỉ cần bản thân quá yếu thì có thể chết bất kỳ lúc nào. Vả lại, bình thường cũng không có ai quan tâm đến sống chết của người khác. Yếu chính là nguồn tội. Chết thì cứ chết thôi, cả người nhặt xác cũng không có. Má, hai người đó là ai vậy, mạnh quá. Mọi người xung quanh vội vàng lùi ra xa, đồng thời liên minh của các thế lực cùng quản lý thành Phong Vân đã cử 20-30 người tới, dường như đang tạo nên một đại trận nào đó để phong bế khu vực bọn Trần Đức đang đánh nhau lại, chỉ được phép vào, không được phép ra. Quá mạnh mẽ, hai người ra tay. Mỗi một chiêu đều có thể khiến trăm người nằm xuống, cả hộ vệ của thành cũng nghe tiếng. Lam Nhãn, là Lam Nhãn, người tộc Trường Sinh Tiên. Có người trông thấy Lam Nhãn của Lý Trường Sinh và Lý Hạo Uyên thì lập tức nhận ra lai lịch của hai người, thậm chí còn đào ra được thân phận chính xác của họ. Chẳng trách, là Lý Trường Sinh cùng với Lão Tố đã bế quan vạn năm của tộc họ Lý Hạo Uyên. Tại sao cao thủ của thế lực hạng nhất lại ra tay với một võ giả cảnh giới cố bản, đó là ai? Má nó, Trần Thiên Không, tên đó đang làm mưa làm gió ở thành Phong Vân này, là cao thủ chơi cố nguyên. Thảo nào, họ Lý của tộc Trường Sinh Tiên có nghiên cứu rất sâu về cổ nguyên, hình như họ đang tranh đoạt thứ gì đó. Giết người cướp của, chuyện bình thường như đi hái rau về luộc, thành Phong Vân là một tòa thành, nhưng ở nơi này, chỉ cần không đặt chân vào cửa hàng, tửu lầu. Phường trà được các thế lực lớn bảo vệ thì có thể đánh nhau bất kỳ lúc nào. Số người chết vì chém giết nhau giành bảo bối ở thành Phong Vân này lên tới ít nhất là 10 vạn. Đại thiên thế giới, vạn tộc đỏng như kiến, số lượng sinh mệnh tính bằng hàng tỷ, nhiều như thế, tất nhiên giá trị cũng như cỏ rác. Con số 10 vạn đó, không tính là nhiều. Huống chi, trong 10 vạn đó có rất nhiều kẻ yếu, có rất nhiều kiến hôi. Thành Phong Vân có đại trận. Chết hơn một phút mà không có người nhặt xác thì đại trận sẽ tự động phân hủy xác, rửa sạch vết máu. 90% số người đó dù có chết cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng mà, Trần Đức với tộc Trường Sinh Tiên thì đi tới đâu cũng được người chú ý. Trận chiến của bọn họ nhanh chóng lan truyền ra ngoài, có nhiều người vội vàng chạy tới đây xem. Chẳng mấy chốc, trong phạm vi thần hồn của Trần Đức, đã cảm nhận được ít nhất 200-300 vạn người. Trần Thiên Không huy anh hoang quá, mấy ngày nay liên tục ra tay, tên đó có ngày hôm nay cũng là chuyện bình thường, đáng đời. Đặc tội tộc Trường Sinh Tiên, không muốn chết cũng phải chết. Ha ha, đúng là ngu xuẩn mà, dám đắc tội Lý Trường Sinh, chắc là đầu bị cửa kẹp rồi, dù là tên cùng họ Trần Bát Hoang kia đối mặt với Lý Trường Sinh và Lý Hạo Uyên cũng sẽ chết không còn xác thôi. Giữa trung tâm đám đông có một bóng dáng phụ nữ, cô ta chính là Sở Kiều. Trước đó ở Tây Thần Châu đã nhắm vào Tiếu Y, muốn giật lấy từ tay Trần Đức, tiếc là không làm được, còn mất cả chiến thần đại triệu Quách Khai, đến nay vẫn còn ghi hận trong lòng, nhìn thấy Trần Thiên Không lại bất giác nhớ tới Trần Đức. Gần đây cô ta cũng có tới tế hội Phong Vân ở Nam Hạ Châu, cỏ ta cũng muốn quan sát phong thái của hiên viên anh hùng. Đồng thời, cô ta cũng dùng sắc đẹp để hấp dẫn khá nhiều cao thủ hòng tìm kiếm cơ duyên. Đáng tiếc. Không biết rốt cuộc tên đó có chí bảo gì trong người. Trước đó rất nhiều người muốn mượn sức nhưng tên đó đã từ chối hết, cứ tưởng là có thủ đoạn gì ghê gớm để tự bảo vệ mình, bây giờ xem ra cũng chỉ có thế mà thôi. Trăm vạn người, tiếng bàn tán xôn xao, hỗn loạn, trong đó có một số người cảm thấy đáng tiếc, mà đa số thì chỉ cười cợt, mỉa mai, dáng vẻ như xem kịch vui, suy cho cùng, Trần Thiên Không cũng đã khiến nhiều người phải đỏ mắt ghen tị, thậm chí là hận. Mà bây giờ, cả người anh đẫm máu, bị thương nặng và có vẻ sắp lìa đời khiến con người ta rất sảng khoái, thích thú đến lạ, thậm chí có vài ông chủ bán cổ nguyên còn cười thành tiếng, ước gì anh chết sớm một chút, tâm trạng của bọn họ là thế nào ấy nhỉ? Cứ như người bán vé số, ngày nào cũng xem sổ số, bản thân mua thì không trúng, mà cái người kia ngày nào cũng mua, vé nào cũng trúng đập, là ông chủ, tuy bọn họ không thua thiệt gì nhưng cũng thấy khó chịu. Rầm rầm. Hai. Lý Trường Sinh và Lý Hạo Uyên tranh thủ tốc chiến tốc thắng, cứ kéo dài thời gian thế này,
thân phận Trần Đức mà bại lộ thì sẽ vô cùng bất lợi với họ. Hai người chỉ muốn nhanh chóng đánh chết Trần Bát Hoang, nhanh chóng mang về tộc, moi ra ấn ký thiên tâm, cũng moi móc hết bí mật và bảo bối trên người anh. Vì vậy, họ hoàn toàn không quan tâm tới những tiếng bàn tán xung quanh, hay là có bao nhiêu người đang xem, sau một chiêu, thấy Trần Đức vẫn chưa chết thì họ lại ra tay. Lý Hạo Uyên thiêu đốt máu huyết, roi dao long hừng hực sáng lên, hóa thành dao long với hai mắt đỏ rực, đầy dữ tợn, tham lam, thể hiện được nổi lòng Lý Hạo Uyên lúc này. Một roi đánh xuống, khiến đại trận mà 20-30 hộ vệ thành cùng duy trì xuất hiện một khe hở thật dài, thân rồng khổng lồ nặng nề như núi đè xuống. Lúc này đây, ông ta chẳng những quăng roi, mà trong nháy mắt còn tung ra quyền ấn, nhanh chóng đánh ra trăm ngàn trường, tạo thành trường ấn khổng lồ trên trời, hết trường này đến trường khác, tất cả mọi sức mạnh đều chất chồng lên nhau, sát thương tăng vọt, cả trăm ngàn ấn tụ lại làm một đột ngột đè xuống. Lý Trường Sinh cũng vậy. Sau khi biết được thân phận thật sự của Trần Đức thì như hóa điên, không còn dáng vẻ phiêu giật như Trích Tiên trước đó, lại càng không thể giữ được bình tĩnh, hai mắt dữ tợn đến rợn người, hân cầm trường kiếm trong tay, tung ra hết chiêu này đến chiêu khác, mỗi kiếm cũng ấn chứa sát ý khủng bố, thần lực khổng tô. Đồng thời, mắt xanh của hai người cũng tỏa ra hào quang, muốn ảnh hưởng đến thần hồn của Trần Đức. Đáng chết! Các người muốn chết, tỏi cho các người toại nguyện. Sắc mặt Trần Đức cực kỳ lạnh lùng. Hai người Lý Trường Sinh, Lý Hạo Uyên hoàn toàn hạ quyết tâm, vốn không cho anh con đường sống, hai người đều thiêu cháy tinh huyết, giết anh với chiến lực cao nhất. Lúc này, Trần Đức biết rõ phải chiến đấu hết sức, nếu anh không dốc hết sức lực, thì sẽ mất mạng tại đây. Rào rào. Cùng lúc đó, Trần Đức đứng lên, điên cuồng vận hành thần lực bất tử điếu. Huyết dịch trong cơ thể anh lập tức như sôi sục, bùng cháy. Lóe lên hào quang đỏ lửa dày đặc, lúc này tất cả các thương tích đều nhanh chóng hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, đồng thời, một cánh tay mọc ra từ bả vai nhanh hơn cỏ dại mọc vào ngày xuân một vạn lần. Xương trắng mọc ra, kinh mạch quấn quanh, máu thịt nối lên. Rất nhanh, một cánh tay hoàn chỉnh đột nhiên xuất hiện. Khuôn mặt, lồng ngực bị thương của Trần Đức cũng nhanh chóng hồi phục thần tốc. Tốc độ hồi phục như vậy, lọt vào trong mắt tất cả mọi người một cách rõ ràng. Rất nhiều người vô cùng kinh hãi, ngạc nhiên. Phải biết rằng, tùy thủ sĩ bị gãy tay bình thường, rất dễ mọc lại, cũng có thể mọc lại rất nhanh, nhưng đó là trong tình huống bình thường, đòn tấn công của Lý Hạo Uyên có thể coi là bình thường sao? Nếu đổi lại là tu sĩ bình thường, vốn không thế nào hồi phục, bởi vì, anh hồi phục một tấc thì đạo tắc đó sẽ nuốt chừng ba tấc. Càng hồi phục, thương tích càng nghiêm trọng. Trừ phi có một người anh trở nên mạnh hơn, bài trừ đạo tắc đó. Nếu không, đến cuối đời sẽ tàn phế. Còn ở thế giới đại thiện, có rất nhiều người đến cuối đời bị tàn phế, nhiều không đếm xuể. Nhưng, Trần Bát Hoang, lại hồi phục được, cả quá trình chưa đến 10 giây. Cánh tay mọc lại, mẹ kiếp, còn khó hồi phục hơn thương tích bình thường rất nhiều, nhưng cơ thể anh cứ như chưa từng bị thương vậy. Trong lúc mọi người chấn hãi, việc kinh khủng hơn đã xảy ra, Trần Đức đứng lẻn, đồng thời trực tiếp tiến vào cực cảnh. Thi chiến tự tại thần ma công đến hết mức, mái tóc mọc dài đến phần hông, như thác nước, chảy dài xuống 3.000 tấc, cuồn cuộn bồng bềnh, phóng khoáng như tiên. Ầm ầm, trong hư không, sấm chớp nối lẻn ầm ầm, hỗn độn tử kim lõi giáng xuống, bao trùm cả người Trần Đức bên trong, cùng lúc đó, còn có ly hỏa, ngọn lửa bùng lên, sôi sục dâng trào, trải ra một con đường như sóng biển, cực cảnh, tự tại thần ma công, hỗn độn tử kim lôi, lị hỏa. Cùng lúc tung ra mấy con át chủ bài, hiệu quả đáng sợ, kinh hãi, hơn nữa, vì an toàn, Trần Đức không chỉ điều động mấy con át chủ bài, còn mượn sức mạnh của Linh Lung. Giờ đây Linh Lung đã không còn là Linh Lung ban đầu, cô ta đang hấp thụ nguyên khí hỗn độn trong thiếu thiên địa của Trần Đức, rốt cuộc thực lực đáng sợ đến mức độ nào, kể cả Trần Đức cũng không thể ước đoán, còn Trần Đức càng không phải Trần Đức ban đầu, lúc này, khí tức của anh khủng bố đến tột cùng. Cảnh giới là cố bản đính phong. Nhưng khí tức đó, cho dù là đạo sĩ đạo cực, cũng cảm thấy dùng mình sợ hãi. Rắc 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 rắc. Đồng thời, trong cơ thể Trần Đức, xương cốt cùng rung lên, anh bắt đầu cao lên, khuôn mặt cũng bắt đầu thay đổi. Trong thời gian 3 đến 5 hơi thở, khuôn mặt hồi phục. Vốn dĩ tôi muốn dùng thân phận của người bình thường chung sống hòa thuận với các người, nhưng đối lại là chém giết, đã như vậy, tôi ngả bài, tôi là Bách Vạn. Không, tôi, Trần Bát Hoang. Muốn lấy mạng chó của các người.
Ầm. Kích Định Thiên chậm rãi từ trong tiểu thiên địa hiện lên trong bàn tay, sát quang cuồn cuộn lóe lên, khiến người ta cảm giác u lạnh, bá đạo. Lập tức, Trần Đức một tay cầm kích, đảo quét về phía trước, trực tiếp chém về phía Giao Long lao đến, chém lên đầu của nó. Phụt phụt. Lại thấy, Giao Long cuồn cuộn, như con chuột gặp phải con mèo, trong phút chốc, đầu rồng gục rũ, trực tiếp ngã xuống, giữa thiên địa xuất hiện tiếng kêu gào lớn, đó là rồng thét, vô cùng đau đớn. Trong tiếng thét này, Trần Đức cũng giơ một tay khác lên, vừa hay được lợi, trông có vẻ như trùng hợp, bỗng nhiên, nắm chặt thanh kiếm của Lý Trường Sinh tấn công đến, sắc mặt Lý Trường Sinh thay đổi, hắn phản ứng rất nhanh, cũng rất quyết đoán. Hắn lập tức buông bỏ kiếm trong tay, tuy đối với võ giả, từ bỏ kiếm, đặc biệt là kiếm tu, là một chuyện vô cùng mất mặt, nhưng hắn vẫn buông bỏ, trực giác và kinh nghiệm nói với hắn không buông kiếm thì sẽ chết. Bành! Trần Đức chấn rung cánh tay, rung cho thanh trường kiếm đó vỡ vụn. Lý Trường Sinh bị phản phệ, cơ thể cứng đờ, trong lúc cứng đờ, bên ngoài thần môn, Trần Đức đánh ra thần hoa rực rỡ, đó là đòn tấn công thần hồn trực tiếp nhất, không hề màu mè, giống như không sử dụng binh khí, đánh tay đôi thuần túy. Dám tấn công bằng thần hồn, muốn chết mà, Lý Thiên Sinh cười lạnh lùng, rất bất ngờ, dừng bước chân, không chạy nữa. Dù sao, thần hồn của hắn cũng khá mạnh, bởi vì có mắt xanh, nên vượt qua võ giả cùng cảnh giới, có thể nói, thần hồn vẫn luôn là nỉ êm kiêu ngạo của hắn, tự hào mình vô địch trong cùng cảnh giới. Cho nên hắn không sợ tấn công thần hồn. Tấn công thần hồn của Trần Đức, gần như mở thần môn, vậy chẳng phải là mặc hắn tàn sát bừa bãi. Đáng tiếc, hắn vẫn đánh giá thấp Trần Đức. Phụt! Vừa dừng lại, Lý Trường Sinh thôn người, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, như mất hồn, ngẩn người tại chỗ. Liền sau đó, trực tiếp ngã xuống. Chết! Bề ngoài, trông hắn như hoàn toàn không bị thương. Nhưng trên thực tế thần hồn đã bị hủy diệt. Trước khi chết, hẳn cũng chưa định thần. Thần hồn của Trần Đức vừa rơi xuống, tấn công đến, thần hồn, thức hải của hắn hoàn toàn bị đánh tan, tiêu tan. Chết không thể chết thêm. Thậm chí Trần Đức còn không quan tâm đến cái chết của Lý Trường Sinh, hoàn toàn trong kiểm soát và dự liệu của anh, một tu sĩ trong thiên cấp mà thôi, thần hồn lấy gì so với Trần Đức. Nói một cách không khoa trương, độ mạnh thần hồn của Trần Đức vốn vượt xa cảnh giới của anh, huống hồ còn tiến vào cực cảnh, còn điều động tự tại thần ma công. Cùng lúc sử dụng cả hai đế giết Lý Trường Sinh, chẳng khác gì chơi đùa. Kẻ địch chính của anh không phải là Lý Trường Sinh, mà là Lý Hạo Uyên. Cảnh giới thiên đạo cửu trọng thiên, không phải kẻ yếu. Mà ngược lại, rất mạnh. Trần Đức không thế không thận trọng. Anh phải mau chóng giải quyết cuộc chiến. Nếu không, thân phận đã bị bại lộ, chắc chắn sẽ khiến nhiều người đến giết hơn. N. Tự tại thần ma công giáng xuống, phía sau Trần Đức, bóng hình khổng phô vung cánh tay, chặn một chưởng của Lý Hạo Uyên đánh ra, Trần Đức cũng trực tiếp không màng đến ảnh hưởng đến từ mặt xanh của Lý Trường Sinh, nó không có tác dụng với anh. Sao thế được? Lý Hạo Uyên thay đổi sắc mặt, nhìn Lý Trường Sinh chết đi một cái, trong lòng vô cùng kinh hãi. Dù thế nào ông ta cũng không ngờ, Trần Bát Hoang lại có thể giết chết Lý Trường Sinh trong khi Lý Trường Sinh thiêu cháy tinh huyết, dốc toàn lực tấn công. Phải biết rằng, anh chỉ là tu sĩ cảnh giới cố bản mà thôi. Việc này, anh làm được bằng cách nào? Đây chính là chủ nhân của ấn ký thiên tâm sao? Lập tức, Lý Hạo Uyên không những không sợ hãi, lùi lại, ngược lại càng thêm cuồng nhiệt, tham lam. Tuy dịch chuyến ấn ký thiên tâm cần có điều kiện là người được dịch chuyến khoảng quá 500 tuổi, cả đời ổng ta cũng không có hội trở thành chủ nhân của ấn ký thiên tâm, nhưng ông ta không thế, con cháu đời sau của ông ta thì có thế. Con cháu đời sau của ông ta không chỉ có một mình Lý Trường Sinh. Lý Hạo Uyên lấy ra một lọ thuốc nhỏ, rốc 3 viên đan màu đen trong chai vào miệng, nuốt thẳng xuống bụng. Trong chớp mắt, thực lực ông ta tăng mạnh. Lúc này, lại trực tiếp vượt qua đạo cấp, đạt đến quân cấp. Nguyên khí màu xanh lam ảo ra như biến rộng, khí huyết của ông ta ngút trời, trong bán kính 5 vạn đều là khí huyết, có thể thấy rõ ràng, trên bầu trời xuất hiện vòng lốc xoáy, trời đất biến sắc vì nguyên khí, khí huyết của ông ta. Nguyên khí sôi sục bùng phát, khó mà tưởng tượng Lý Hạo Uyên đã uống đan dược đẳng cấp gì, uống 3 viên đan dược, không chỉ đột phá, mà cơ thể của ông ta không còn già nua, trở về diện mạo thời trung niên. Quân cực và đạo cực,
hoàn toàn là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Khoảng cách giữa hai cái, khác biệt giống như dao gọt bút và đạn hạt nhân, đối với tu vĩ đạo cấp, bước vào quân cực đã là một loại sinh vật sinh tồn ở vĩ cực khác. Quân cực, nhân quân, thiên quân, vương quân, đế quân. Bốn cảnh giới lớn, 36 tầng cảnh giới nhỏ. Kể cả nhân quân nhất trọng thiên sơ cấp, cường giả đạo cấp cũng không thể chọc vào. Đây cũng là nguyên nhân tại sao bốn thần quốc lớn đủ mạnh, những người xuất sắc trong thần quốc, mới trăm tuổi đã đạt đến quân cấp, nhưng thế lực hàng đầu của thế giới đại thiên không thể sánh bằng. Vãi, mạnh thế sao, gian lận chắc, Trần Đức cau mày. Lý Hạo Uyên đột phá thực sự vượt ngoài dữ liệu của anh, quân cấp, cho dù với trạng thái hiện tại của anh cũng chắc chắn không phải là đối thủ của ông ta, dù thế nào anh cũng không ngờ, Lý Hạo Uyên lại uống thuốc. Không cần lo, ba viên thuốc chỉ có thể tăng thực lực tạm thời, hơn nữa, sau đó sẽ bị phản vệ vô cùng nặng, lão già đó cũng hạ quyết tâm, chỉ đáng tiếc, ông ta không sống được đến lúc bị phản vệ, Linh Lung ung dung lên tiếng, nhân lúc này, ông ta còn đang trong thời kỳ đột phá. Không có thì giờ quan tâm đến anh, xông lên đi. Được. Trần Đức không hỏi nhiều, tin tưởng Linh Lung vô điều kiện. Đồng thời, một bước xông về phía trước, tốc độ nhanh cực độ. Xung quanh cơ thể của Lý Hạo Uyên, nguyên khí màu xanh ngút trời, hình thành một kết giới đó như bảo vệ ông ta, nếu chỉ dựa vào bản thân Trần Đức, vốn không thế lại gần, nhưng bây giờ thì khác, đã có Linh Lung. Khi còn cách ông ta chưa đến nửa mét, Trần Đức phát giác rõ ràng, Linh Lung ra tay. Cô ta đang bày trận qua tiếu thiên địa. Linh Lung rất có tài năng về trận văn, cho dù là thiên yêu hoàng cũng chưa chắc bằng cỏ ta không dùng bất kỳ vật dụng gì để bày trận nhãn, dường như bản thân chính là trận nhãn, đầu ngón tay đĩa ếm nhẹ, tất cả hiện ra rất tự nhiên, rất dễ chịu. Cùng trong lúc Trần Đức sắp tiến vào phạm vi nguyên khí màu xanh, một chùm sáng bao trùm Trần Đức. Trong tích tắc, Trần Đức xuất hiện ở phương vị khác của nguyên khí màu xanh, ở đó, dường như là nơi mỏng yếu, Trần Đức bước vào trong đó, dưới sự bảo vệ của chùm sáng, không hề bị thương tổn. Đây là đại trận khi thiên, lão yêu hoàng gần như nhảy dựng lên, cảm nhận được pháp tắc của chùm sáng trên người Trần Đức vận hành, hơi thôn người, không ngờ, trận pháp này còn có thể tồn tại trên thế gian, ở thời đại của tôi, trận pháp này đã thất truyền. Lão yêu hoàng cất giọng kích động như phát hiện ra báu vật gì, hiếm khi thể hiện cảm xúc như vậy, mặc dù chỉ là một góc của trận pháp, tránh kết giới được hình thành từ trận pháp này thực sự dễ như trở bàn tay, chỉ sợ đến bây giờ lão già đó còn chưa phát hiện cậu đã xông vào. Quả nhiên, như lão yêu hoàng nói, Trần Đức bước vào trong phạm vi nguyên khí màu xanh, Lý Hạo Uyên vẫn còn chìm trong đột phá, khí thế tăng lên, dường như hoàn toàn không chú ý, khỏng phát hiện ra anh. Cho đến khi chân thân của Trần Đức hoàn toàn vượt qua kết giới nguyên khí, Lý Hạo Nguyên mới bỗng kinh hãi, một nỗi sợ cực đoan nổi lên trong lòng. Làm sao mày vào được, Lý Hạo Nguyên sợ hãi, sợ thực sự, ống ta hoàn toàn khó ngờ Trần Đức có thể an nhiên vượt qua kết giới màu xanh, điều đáng sợ nhất là bây giờ ông ta không dám ra tay. Ông ta đang ở trong giai đoạn quan trọng của đột phá, một khi hành động bừa bãi, nguyên khí hỗn loạn, có thể sẽ lấy mạng của ông ta. Nhưng đừng im, đồng nghĩa với cái chết. Lão già, chẳng phải ông muốn giết tôi sao, tôi đang ở trước mặt ông, chỉ đáng tiếc, ông không còn cơ hội nữa, Trần Đức cong khóe miệng, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, giơ kích định thiên trong tay, vung cao lẻn, lập tức giáng xuống Lý Hạo Uyên. Mày, Trần Bát Hoang, tao chết, mày cũng không thể sống. Trong mắt Lý Hạo Uyên nổi lên vẻ tuyệt vọng, một luồng khí tức cuồng bạo, hung hãn xuất hiện trong cơ thể ông ta, dường như sắp nổ tung, cả không gian, nối lên từng tầng sóng dữ dội như sóng biến. Mau rút lui, ông ta sắp tự nổ, Linh Lung hét lớn. Không cần cô ta nhắc nhở, Trần Đức đã cảm nhận được, cường giả cấp đó muốn tự nổ, uy lực đáng sợ thế nào, không nói cũng biết. Cho dù người cùng cảnh giới với ông ta, cũng không dám đối chọi với ông ta, huống hồ cảnh giới của Trần Đức còn thấp hơn ông ta. Thi triển thuật hư không? Trần Đức lập tức bay lùi lại phía sau, tốc độ cực nhanh, dường như hóa thành một chùm sáng màu đen. Nhưng Lý Hạo Uyên gần như điên cuồng, dùng tính mạng để chiến đấu, tốc độ nhanh hơn, trong tích tắc, tóm chặt phương thiên hỏa kích trong tay Trần Đức, ngẩng đầu, trong đôi mắt ổng ta đã tràn đầy tia máu dày đặc, lạnh lùng, nham hiếm nhìn chằm chằm Trần Đức, chẳng phải muốn giết tao sao? Sao thế, sợ rồi?
tao đang nộp mạng cho mày đấy. Mẹ kiếp! Trần Đức không nhịn được chửi thề, trong lòng ớn lạnh. Lý Hạo Uyên tự nổ là chuyện ngoài dự liệu nhưng cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao ông ta đã đến con đường cùng, còn Trần Đức cũng không thể lập tức giết ổng ta, cho nên, tự nổ cũng rất bình thường. Đổi lại là Trần Đức cũng sẽ làm như vậy. Đối diện với dao động đáng sợ, Trần Đức cũng tê dại ra đầu, anh muốn chạy, bất lực, ông ta vốn không cho anh cơ hội, tóm chặt phương thiên hỏa kích, đồng thời, còn ngưng tụ một hư ảnh ôm chặt Trần Đức. Lão yêu hoàng, lúc này không ra tay thì còn đợi lúc nào, Trần Đức hét lớn trong lòng, ông già này còn không ra tay thì có lẽ Trần Đức sẽ chết thật. Trên thực tế, không chỉ anh tê dại ra đầu, 200-300 vạn võ giả xem trận đấu xung quanh cũng sợ muốn chết. Vốn dĩ, được biết thân phận thực sự của Trần Đức, rất nhiều người dục dịch đang định ra tay, nhưng lúc này, người nào cũng sợ suýt tè ra quần, chạy thật nhanh, 200-300 vạn người, như đàn chim kinh hoàng chạy toán loạn. Ngay cả 20-30 lính bảo vệ thành duy trì trận pháp cũng bỏ chạy. Nhưng ông ta tự nổ diễn ra rất nhanh. Trần Đức vừa dứt lời, dao động đáng sợ lấy Lý Hạo Uyên làm trung tâm, lập tức bùng nổ. Trong khoảng gần 10 hơi thở, trời đất rơi vào tĩnh lặng, hoàn toàn yên tĩnh, như mất âm thanh, không có tiếng động nào tồn tại. Chỉ thấy dao động vô cùng đáng sợ, giống như vòi rồng cấp vạn, biến thét cấp 10 vạn, lại như dã thú há to cái miệng tanh máu lan khắp 4 phương 8 hướng. 10 giây sau, ầm, một tiếng nổ vang khắp cả thành Phong Vân. Sau đó, ầm, ầm ầm, ầm ầm ầm, từng luồng dao động đáng sợ, cuồn cuộn nối lẻn. Thành Phong Vân, trong vòng bán kính 7-8 ngàn dặm, trực tiếp bị san bằng, rất nhiều cửa hàng, quán rượu lập tức sập đổ, biến mất, trực tiếp hóa thành nham thạch. Mà đây là thành Phong Vân, có mấy vị cường giả liên thủ ổn định cục diện, nếu không, ảnh hưởng sẽ lớn hơn, cuồng phong lan rộng hơn, nếu không có cường giả ổn định cục diện, hạn chế phạm vi ảnh hưởng, ít nhất sẽ kéo dài lan đến bán kính 4-5 vạn dặm, 2/3 thành Phong Vân đều thất thủ. Phạm vi ảnh hưởng lớn như vậy, dần đến cả thành Phong Vân chấn động, ngay cả tu sĩ thành trì lân cận cũng bay vút lên trời xanh, kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì. Trong vòng bán kính 8.000 dặm hóa thành vùng đất cháy, ngoại trừ một số cường giả cực ít và tu sĩ có bảo vật đặc biệt, người trong phạm vi, gần như đều bị ảnh hưởng đến chết, không còn mảnh xác, chết và bị thương vô kể. Hết 3 canh giờ. Trong phạm vi đó, vẫn đang nổ, ầm ầm không dứt, như thế giới đến ngày tận thế. Thật đáng sợ. Rất nhiều người ngóng nhìn về hướng đó, cảm thấy sợ hãi và rùng mình, cũng không ai ngờ sẽ có người tự nổ, trước đó còn không có chút dấu hiệu nào. Rất nhanh trong không gian đại thiên, ngọn nguồn sự việc bị người ta phát ra, truyền khắp 8 phương. Một trần bát hoang cảnh giới cố bản thỏi mà Lý Hạo Uyên lại chọn tự nổ, ông ta điên rồi sao? Đúng thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tuy Lý Hạo Uyên vạn năm không xuất quan, nhưng vạn năm trước, tôi đã từng quen biết ông ta. Là một người vô cùng âm hiếm, gian xảo. Tên khốn của tộc Trường Sinh Tiên lại tự nổ, ảnh hưởng đến biết bao người vô tôi. Lần này bọn họ thảm rồi, tận 8.000 dặm đại, trong đó không thiếu sản nghiệp của thế lực hàng đầu, thậm chí là thế gia lâu đời, chắc chắn lần này tộc Trường Sinh Tiên sẽ phải bỏ cái giá lớn để bồi thường, tôi thấy Lý Hạo Uyên này đúng là hồ đồ. Đáng tiếc, trong trận tự nổ như này, Trần Bát Hoang muốn không chết, e rằng cũng khó, ôi! Ấn ký thiên tâm, Lý Hạo Uyên đúng là lão già ngu dốt. Cả thành Phong Vân sôi sục. Trên thực tế, không chỉ là thành Phong Vân, ba chữ Trần Bát Hoang ảnh hưởng đến tinh thần của rất nhiều người, được biết Trần Bát Hoang có khả năng bị tổn hại, mấy chục luồng khí tức đáng sợ giáng xuống thành Phong Vân, tìm kiếm tung tích, khí tức hoặc thi thể của anh trong phạm vi 8.000 dặm. Còn có cường giả mang gương đồng đến. Gương đồng chiếu qua khu vực xảy ra cuộc chiến. Cảnh tượng chiến đấu vừa nãy lập tức được tái hiện, như cuộc chiến thực sự, nhưng cuối cùng chỉ là hư ảnh, không phải hiện thực. Gương đảo ngược thời gian. Đó là, bảo vật của nhà họ Hà, một trong thế gia lâu đời. Nhà họ Hà cũng dõi theo Trần Bát Hoang sao? Quả nhiên, rất nhiều người đều muốn có ấn ký thiên tâm. Có người nhận ra chiếc gương đó, tên là gương đảo ngược thời gian, bảo vật trấn tộc của nhà họ Hà lâu đời, hiếm khi rời khỏi nhà họ Hà. Nó không chỉ có thể tái hiện lại chuyện đã xảy ra, còn là chí bảo cực kỳ đáng sợ, được chế tạo từ một quần tộc khủng bố, lão tố nhà họ Hà có được trong một vùng bí ẩn, biến nó thành của mình. Hắn chưa chết. Cường giả nhà họ Hà lộ ra một tin quan trọng.
Trong một phần vạn 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 giây trước khi Lý Hạo Uyên tự nổ, Trần Đức đã biến mất. Tốc độ cực kỳ nhanh, mặc dù là phát lại sự việc đã xảy ra, cũng khó mà phát hiện anh gần như biến mất cùng lúc với trận tự nổ. Đây là kết quả của việc nhà họ Hà quan sát, phát chậm, thậm chí là phát ngược, xem đi xem lại nhiều lần mới có được. Không nghi ngờ gì, kết quả này thực sự chấn hãi lòng người. Đầu tiên, ấn ký thiên tâm vẫn còn, không biến mất. Thứ hai, một tu sĩ cảnh giới cố bản như Trần Bát Hoang lại có thể tránh được trận tự nổ của cường giả quân cấp, đây là thủ đoạn thế nào? Thông thường, đừng nói vượt nhiều cảnh giới lớn như vậy, cho dù tu sĩ cùng cấp cũng rất khó tránh được đấy. Huống hồ, lúc đó Lý Hạo Uyên gần như dùng tính mạng giữ anh lại. Không ngờ, anh vẫn chạy được. Không gian đại thiên xôn xao, tất cả mọi người đều bán tán thủ đoạn nghịch thiên của Trần Đức, đều cho rằng đó là thực lực nghịch thiên do ấn ký thiên tảm mang lại. Trần Đức lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, hành tung của anh cũng hoàn toàn bị lộ, rất nhiều cường giả chạy đến Nam Hạ Châu. Những người này gần như lật tung cả Nam Hạ Châu lên để lục soát, tìm kiếm bóng hình của anh khắp nơi, thậm chí còn có người thần bí treo thưởng, ai có thể tìm được hành tung của anh, thưởng chục triệu nguyên thạch thượng phẩm. Nam Hạ Châu, gần như mồi một người đều tìm kiếm bóng dáng của Trần Đức, nhưng vẫn không thể tìm được. Nam Hạ Châu, trong một ngọn núi hoang dã cách thành Hiên Viên không xa, không gian xuất hiện một đường gợn sóng, sau đó, một bóng người xuất hiện. Chính là Trần Đức. Trên người anh có vết máu. Đó là máu của anh, lúc đó, Lý Hạo Uyên tự nổ đã ảnh hưởng, làm thương đến anh, gần như là thương nặng. Lão yêu hoàng, lần này may mà có ông, nếu không, e rằng sẽ chết trong tay lão già đó thật, Trần Đức hiện ra, lập tức cảm ơn lão yêu hoàng. Không liên quan lớn đến tôi chỉ giúp cậu thoát khỏi trói buộc của Lý Hạo Uyên thôi, muốn cảm ơn, cậu phải cảm ơn một góc đạo hồ trận khi thiên trên người cậu, lão yêu hoàng gian xảo nói. Nếu, tôi không đoán nhầm, trong cơ thể cậu còn có người khác phải không? Là cô ta đã giúp cậu bày một góc đại trận khi thiên. Đại trận khi thiên, Trần Đức ngạc nhiên, liên tưởng đến trận pháp mà Linh Lung bày ra trên người trước đó, ngạc nhiên gật đầu, đúng, trước khi gặp được ông, cô ta đang bế quan, cho nên, tôi không nói cho ông biết, cô ta tên là Linh Lung. Lão yêu hoàng, ông nói, dựa vào trận pháp đó nên tỏi mới sống sót. Đúng thế. Lão yêu hoàng nói, nếu không có đại trận khi thiên, cho dù là tôi, cũng không kịp cứu cậu, 90% khả năng cậu sẽ chết ở đó, có nó, mới giúp cậu tránh khỏi 99% tổn thương. Việc này, Trần Đức kinh ngạc, đại trận khi thiên, lợi hại thế sao? Đúng thế, nói đến đại trận khi thiên, lão yêu hoàng cũng không kiềm chế được kích động, đại trận khi thiên là gì? Giống như cái tên, trận pháp có hiệu quả lừa gạt trời đất. Trước đây, sự tàn tạ, phế hỏng trên người Trần Đức, cùng lầm là một góc của Đại Trận Khi Thiên. Đại Trận Khi Thiên thực sự, Lão Yêu Hoàng đã từng nghe nói đến, một khi Đại Trận giáng xuống, có thể che giấu tất cả, đừng nói độn thố, cho dù là lên trời, ngay cả Đại Đạo cũng sẽ không lưu lại dấu vết của người đó. Từ rất lâu trước đây, trận pháp được sáng tạo ra để né tránh thiên kiếp, người sáng tạo ra nó đã từng khắc ấn Đại Trận Khi Thiên hoàn chính vào trong xương cốt cơ thể. Sau đó, thuận lợi né tránh rất nhiều lôi kiếp đáng sợ. Người đó có một danh hiệu, Trận Tổ. Sư tổ của trận pháp. Trình độ trận pháp của hắn đáng sợ đến mức khiến tất cả người nghiên cứu trận văn đều hố thẹn. Sau đó, chẻn thế giới xuất hiện một thế lực, trận tộc. Toàn bộ trận tộc đều bị đại trận khi thiên bao trùm, hề là người gia nhập trận tộc thì có thể tránh lôi kiếp giáng xuống. Từ đó về sau, tồn tại của trận tộc và uy áp của nó đã bao phủ mấy thời đại. Trở thành thế lực mạnh nhất đại thiên thế giới, không gì sánh bằng. Phàm là tu sĩ không độ kiếp liền đột phá được gia nhập trận tộc. Mà người cần độ kiếp đều ở trên cấp thiên, không một ai không phải cường giả. Tồn tại của trận tộc dần đến lõi kiếp vỏ dụng, toàn bộ đại thiên thế giới xuất hiện rất nhiều cường giả hưng thịnh nhất thời. Từng có người nói, nếu như đế mặc cho trận tộc phát triển, tương lai trận tộc sẽ thống nhất đại thiên thế giới. Đây là chuyện người trước. Kẻ sau không ai bằng. Phải biết rằng cho dù là bốn thần quốc lớn bây giờ, bọn họ có mạnh, áp đảo tất cả thế lực cũng không thống nhất được đại thiên thế giới. Trận tộc năm ấy lại có khuynh hướng đó. Đáng tiếc, sự vật phát chiến đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại, sau hưng thịnh chính là suy tàn. Trời đất xuất hiện dị biến. Từng có thời gian dài đến cả triệu năm, đại thiên thế giới nguyên khí mỏng manh, vô số người tuổi thọ bị rút ngắn.
người mạnh nhất cũng chỉ có thể sống đến chục ngàn tuổi, rất nhiều tu sĩ vượt qua chục ngàn tuổi, qua một đẻm sinh mạng khỏ kiệt rồi bỏ mạng, tử vong. Đối với bây giờ mà nói, đó là một đoạn lịch sử biến mất, gần như không ai biết, cũng chỉ có lão ngoan đồng như Thiên Yêu Hoàng mới có thể nghe thấy. Tất cả đều là đại trận Khỉ Thiên mang tới. Cũng chính vì vậy, khi thấy đại trận Khỉ Thiên, lão Yêu Hoàng mới cảm thấy sợ hãi. Sở dĩ ông ta có thể nhận ra đại trận Khỉ Thiên là vì khi đi theo chủ nhân Văn Nhân Hạo Nguyệt, ông ta từng có may mắn nhìn thấy tàn văn của đại trận Khỉ Thiên, tàn văn đó còn không lành lặn so với thứ trên cơ thể Trần Đức, nó đang bảo vệ một món chí bảo lão đời. Đại trận Khỉ Thiên vang danh một thời, cuối cùng lại vì thời đại thay đổi, sớm đã biết mất không biết từ bao lâu, lão Yêu Hoàng cảm khái nói, chưa từng nghĩ hôm nay lại xuất hiện lần nữa. Trần Đức hồi lâu không nói. Từ trong tin tức lão Yêu Hoàng tiết lộ, anh đã bắt chọn được một chuyện nhạy bén. Trần tộc, anh quen biết Linh Lung lâu như vậy, Linh Lung chưa từng nói ra thân thế của mình, liên quan đến chuyện quá khứ của cô ta, Trần Đức chỉ biết một điều duy nhất chính là vì cái đính kia, cô ta lưu lạc đến địa cầu, ngoại trừ điều này ra thì không biết gì cả. Bình thường, dù anh có hỏi, Linh Lung sẽ không nói nhiều. Vì vậy, Trần Đức cũng biết Linh Lung không muốn nhắc lại chuyện cũ, vì vậy cũng không có quá nhiều trận văn. Mà bây giờ, Thiên Yêu Hoàng kể chuyện cũ, nhắc đến trận tộc, lại liên tưởng đến thành tựu của Linh Lung đối với trận pháp, càng nghĩ càng có khả năng. Linh Lung, cô thật sự đến từ trận tộc sao? Trần Đức hỏi Linh Lung. Lúc Thiên Yêu Hoàng nói, Trần Đức cũng truyền giọng nói của ông ta đến chỗ Linh Lung. Chắc hẳn Linh Lung đã nghe thấy. Nhưng, Linh Lung lại không trả lời anh, giống như đang bế quan, dần dần hấp thu nguyên khí hỗn độn, không nói lời nào. Cô ta cần phải có thời gian hồi phục, đừng quấy rầy cô ta, tinh nguyên tiêu hao khi bày ra đại trận Khỉ Thiên khó có thể tưởng tượng nổi, lão Yêu Hoàng nói. Được rồi. Trần Đức lại một lần nữa dịch dung, thay đổi chiều cao, dung mạo, khí tức. Đi đến bên ngoài núi lớn, anh thấy rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ kia hình như đều đang tìm anh. Anh đi thẳng đến thành Hiên Viên, trên đường, anh phát hiện hễ gặp phải tu sĩ, bọn họ đều đang bàn luận trận đánh ở thành Phong Vân. Trận chiến ấy, ảnh hưởng quá lớn. Không chỉ hành tung của Trần Đức bị bại lộ, tộc Trường Sinh Tiên phải đối mặt với bồi thường số lượng lớn, ảnh hưởng do Lý Hạo Uyên tự mang đến phải do Trường Sinh Tiên giải quyết, hai ba chục thế lực đến cửa đòi giải thích, trong đó không thiếu các thế gia viễn cổ lớn. Tộc Trường Sinh Tiên tốn thất nghiêm trọng, chỉ sợ trong mấy trăm năm cũng khó mà khôi phục. Trần Bát Hoang, dù mày có trốn ở chân trời góc bể, Lý Long Khôn tộc Trường Sinh Tiên là tao cũng sẽ băm mày ra thành vạn mảnh, tất cả tốn thất đều do Lý Thị chịu, thủ lĩnh của Lý Thị đều ghi tất cả thù hận lên người Trần Bát Hoang, thề phải chém chết anh. Ngoại giới ầm ĩ, bàn luận sỏi nối, các phe đều đang tìm tung tích của Trần Bát Hoang. Nhưng, Trần Đức đã đi tới trước thành Hiên Viên rồi. Lúc này đã là hoàng hôn, nắng chiều nơi chân trời, giống như một tấm vải nhuốm đỏ che kín bầu trời, đẹp không thể miêu tả nổi. Trần Đức khoác nắng chiều, đứng trước cửa thành Hiên Viên, đi thẳng vào bên trong. Người nào ở đây, trước thành Hiên Viên, nhân vật cấp trưởng lão của tộc Hiên Viên đích thân đứng canh, ông ta đã từng tiếp đãi Trần Đức, nhưng lần này gặp anh cũng không thể nhận ra, ông ta trách mắng, thành Hiên Viên đã đóng kín, mau rời đi, nếu không giết không tha. Hai ngày nay, thành Hiên Viên không yên ổn, vị cường giả cấp bậc trường lão này rõ ràng tảm tình không tốt lắm, tỏ ra cực kỳ cẩn thận và nghiêm túc. Tiền bối. Trần Đức chắp tay, tôi đến đây để cứu tiền bối Hiên Viên, tôi có cách có thể cứu mạng ông ấy. Ồ, vị trường lão này ánh mắt ngưng động quét qua Trần Đức, cực kỳ sắc bén, giống như nhìn thấu anh. Cuối cùng, ông ta mời Trần Đức vào thành Hiên Viên. Nhưng, cũng không dần đến nơi trung tâm. Mà là dần vào một thiền viện. Anh bạn nhỏ, không biết anh có cách gì để cứu tổ vương. Trưởng lão, mấy ngày không gặp mà đã không nhận ra tôi sao, Trần Đức bật cười, khôi phục thân phận thực sự, lộ ra hình dáng thật. Trong nháy mắt, ông ta vô cùng kinh ngạc, hóa ra là cậu. Đúng, Trần Đức nói, tôi chuẩn bị quả âm chi, nguyên khí hỗn độn, bách thảo tẩy tủy dịch. Lời vừa dứt, Trần Đức lấy ra một quả âm chi. Ngay sau đó, lại là một chiếc nhẫn. Trong nhẫn đã đựng nguyên khí hỗn độn. Mấy ngày nay tôi mở cổ nguyên ở bốn phía thành Phong Vân lấy được rất nhiều thiên tài địa bảo,
tôi cần một chỗ để dung hợp chúng, luyện bách thảo tẩy tủy dịch, chỉ là bách thảo tẩy tủy dịch cần thời gian một đêm để luyện chế, Trần Đức bổ sung nói, vẫn cần ông cung cấp cho tôi một cái đỉnh và nơi để luyện chế thuốc. Vốn dĩ, Trần Đức định luyện chế bách thảo tẩy tủy dịch xong rồi qua, chí là bây giờ tình hình ngoại giới không lạc quan, toàn bộ Nam Hạ Châu không biết có bao nhiêu người đang tìm tung tích của anh. Luyện chế bách thảo tẩy tủy dịch cần một nơi tuyệt đối an toàn và yên tĩnh. Dù sao, bách thảo tẩy tủy dịch là một loại thuốc vô cùng đặc biệt. Nó lấy hết tinh hoa của tất cả thiên tài địa bảo rồi dung hợp lại, nhìn thì dễ dàng, nhưng thực tế luyện đan sư bình thường cũng khó mà làm được, dù có làm được, ít cũng cần 3 tháng, thậm chí lâu hơn. Cũng chỉ có Trần Đức. Đổi lại bất kỳ ai cũng đều cực khó. Trưởng lão khỏng chút do dự nhận lấy, mặt đầy kích động, đa tạ đã giúp đỡ, Tố Vương nói quả thật không sai. Trần Bát Hoang anh đáng được giúp đỡ, Tố Vương ông ấy. Không nhìn nhầm người, anh bạn nhỏ, có nguyên khí hỗn độn và quả âm chi đã đủ rồi, anh bạn nhỏ, mời theo tôi. Vị trưởng lão này thái độ đã kính trọng hơn rất nhiều, thay đổi xưng hô trở nên cung kính hơn, ông ta dẫn Trần Đức đi về phía trước, trải qua các cửa ải, hai người đến một cung điện mây tía sán lạn giống như núi cao. Bên trong cung điện, nguyên khí lượn lờ, khí điềm lành vô cùng đậm đà. Trần Đức có thể cảm giác thấy nơi sâu thẳm ở địa cung này chắc hẳn có một đường long mạch, nguyên tinh của long mạch không ngừng tỏa ra từ dưới lòng đất, hội tụ về phía nơi sâu thẳm trong cung điện, ngoài ra còn có từng đường uy áp khủng khiếp. Loại uy áp này đến từ các cường giả khác nhau, dù là Trần Đức cũng cảm nhận từng trận chấn động. Đây chính là bí mật của thế gia viễn cố. Cho dù khổng cố ý để lộ ra khí tức, nhưng vẫn kinh khủng không gì sánh băng. Không chỉ tu sĩ mạnh, còn có trận pháp và vũ khí cường giả để lại. Nơi trung tâm cung điện rất yên tĩnh, gần như không có âm thanh, Trần Đức và vị trưởng lão đi dưới mặt đất bằng kim loại, toàn bộ cung điện đều vang vọng tiếng bước chân của họ. Không ai có thể ngờ Trần Đức đã đến thành Hiên Viên, người ngoại giới vẫn đang tìm tung tích của anh. Ngoại trừ một vài cấm địa và vùng núi sâu thẳm không thể chạm đến ra, mấy trăm triệu thậm chí trên một tỷ tu sĩ đã gần như đi khắp toàn bộ Nam Hạ Châu. Duy chỉ có thành Hiên Viên là không dám động đến. Màn đêm hạ xuống. Trăng như mảm bạc, phủ lên một tầng xám bạc cho toàn bộ thành Hiên Viên. Mấy phút sau, Trần Đức và vị trưởng lão kia cuối cùng đã đến nơi sâu nhất cung điện. Nơi này vô cùng rộng rãi, giống như một tiểu thế giới độc lập. Có một nhóm cường giả tộc Hiên Viên đang nhắm mắt tĩnh tọa, ngồi xếp bằng giữa khổng trung. Tổng cộng 12 người. Tuổi tác 12 người này đều lớn đến đáng sợ, già nua dị thường. Đều là mấy lão quái vật không biết đã sống mấy chục vạn năm, nhân vật cấp bậc lão tố tống. Thậm chí Trần Đức hoài nghi tuổi tác của số ít người cũng chỉ nhỏ hơn Hiên Viên anh hùng 120.000 tuổi. Nơi này mặc dù ở sâu trong cung điện, nhưng lại có thể nhìn thấy bầu trời đêm, ánh sao và trăng sáng ngời, tất cả màn sáng giống như chiếu vào cùng một hướng. Nơi đó có một cái ao, đường kính cũng chỉ 10 mét, trong ao, nguyên khí hỗn độn lưu chuyển không quá đậm đà, vô cùng mông lung. Chính giữa, một thân ảnh tóc tai trắng xóa, cơ thể gầy nhom đang ngâm trong đó, nhìn qua giống xác khỏ, không có một tia sáng, da bọc xương, không nhúc nhích, ông ta nằm trong ao, chậm chậm hấp thu nguyên khí hỗn độn bốn phía và nguyên tinh của long mạch truyền đến. Đây, đôi mắt Trần Đức nóng lên, trong lòng không thể hiếu nổi. Mới bao lâu chứ? Anh và Hiên Viên anh hùng tạm biệt nhau cũng chỉ 7-8 ngày, chưa từng nghĩ ông ta lại có dáng vẻ như vậy. Mấy ngày trước còn là tư thế oai hùng tỏa sáng, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, lúc này giống như cành cây khô, dáng vẻ tuyệt mệnh. Vốn dĩ, ông ta còn sống cả trăm năm, với thiên phú của mình, trong vòng 100 năm, nói không chừng lại đột phá, giành được thọ nguyên mới. Mà bây giờ lại thành dáng vẻ này. Anh hùng tuổi xế chiều, Trần Đức khó có thể tránh được. Nếu không phải ông ta, ngày đó Trần Đức tuyệt đối sẽ không đột phá. Ấn ký thiên tâm một khi bại lộ, anh sẽ đối diện với khó khăn, cuối cùng có lẽ phải bỏ mạng, 99 cửa ải thiên yêu hoàng đế lại, trong thiên hạ cũng chỉ có Hiên Viên anh hùng vượt qua 97 ải. Tuổi thọ 160.000 năm, cuối cùng lại bị kẹt trong sa mạc 130.000 năm. Anh hùng như vậy sổ mệnh giống như đang giễu cợt trêu đùa ông ta, nhưng ông ta chưa từng từ bỏ, bị nhốt 130.000 năm, đổi lại là người bình thường cũng sớm phát điên. Còn ông ta vẫn bộc lộ tư thái anh hùng, trạng thái cực tốt, ý chí lớn như vậy giống như là một loại kỳ tích. Trần Đức tràn đầy sùng bái kính nể Hiên Viên anh hùng.
Hôm nay, nhìn dáng vẻ này của ông ta, trong lòng Trần Đức rất khó chịu. Từ khi Tổ Vương hôn mê, các Thái Thượng trưởng lão và lão tố chúng tôi vẫn luôn ở đây, đích thân lấy thiên tài địa bảo chăm sóc cho ông ấy, lấy huyết tinh nguyên của các loại thú đổ vào ao thần hỗn độn, thử thức tỉnh Tổ Vương, nhưng không có một chút hiệu quả, chỉ có thế miễn cưỡng duy trì cơ hội sống, trong giọng nói của trưởng lão tràn đầy tiếc thương và lo âu. Nếu Hiên Viên anh hùng có thể hồi phục, có lẽ tương lai tộc Hiên Viên sẽ trở thành đất nước lớn thứ năm. Cho dù từ phương diện nào cũng đều sẽ ảnh hưởng sâu rộng. Chỉ tiếc, nghĩ tới những thứ này, vị trưởng lão này lại không khỏi xót xa. Tiền bối Hiên Viên suy bại đến mức này cũng đều do Trần Bát Hoang tôi, các vị yên tâm, cho dù phải trả giá như thế nào, tôi tuyệt đối sẽ khống để ông ấy rời đi như vậy, Trần Đức nặng nề nói, đưa ra lời hứa. Trưởng lão thận trọng mở nhẫn, nguyên khí hồn độn đậm đà đổ vào trong ao thần hỗn độn, nhìn như chân bảo. Thấy vậy, Trần Đức có chút xấu hổ, nguyên khí hỗn độn đối với anh mà nói không tính là bảo vật, nhưng trong mắt người khác lại chân quý như vậy, thật đúng với câu nói kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. 12 vị cường giả liên thủ, cố gắng hết sức luyện hóa nguyên khí hỗn độn đạt đến một loại tỉnh khiết cực độ, dưới trạng thái ôn hòa, chậm rãi rót vào trong cơ thể Hiên Viên anh hùng. Phần còn dư lại thì cất giữ trong ao thần hỗn độn, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ thận trọng, sợ rằng có chút san sót nào đó, đến mức dù cả 12 vị cường giả cùng nhau ra tay, đầu cũng đổ đầy mồ hôi. Cũng không phải mệt, mà bọn họ quá lo lắng. Lúc này trạng thái của Hiên Viên anh hùng yếu ớt, hơi lơ là một chút muôn đời muôn kiếp không trở lại được, bọn họ không dám có bất kỳ khinh thường. Một khi Hiên Viên anh hùng chết do bọn họ, vậy thì bọn họ chính là tội nhân của tộc Hiên Viên. Sống áy náy cả cuộc đời. Bọn họ lo lắng như vậy, ngay cả Trần Đức ở bên cạnh tim cũng dâng đến cố họng. Nửa canh giờ sau, cuối cùng, đã hoàn tất luyện hóa nguyên khí hỗn độn. 12 vị cường giả đỉnh cao cấp bậc hóa thạch sống thoáng thở phào nhẹ nhõm. Keng! Hai! Đột nhiên, một tiếng chỏng dồn dập vang lén, không ngừng va chạm, vang khắp toàn bộ cung điện. 12 lão giả khẽ biến sắc mặt. Lại có người đến tập kích, vẻ mặt trướng lão cứng ngắc, trong 2-3 ngày nay mỗi ngày đều như vậy, mặc dù ông ta đã quen, nhưng cũng không dám khinh thường, bởi vì tập kích của bọn họ lần này tàn nhẫn hơn lần trước. Tộc Hiên Viên đã sớm có sắp xếp. Trần Đức đứng sâu trong cung điện cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, trên 9 tầng mây, một đại trận bao phủ toàn thành Hiên Viên, đó là trận lục tiên, ngoài ra cung điện này còn có thêm một cái lồng phòng ngự, một luồng uy áp tuyệt thế tản ra trung tâm thành Hiên Viên. Bên ngoài thành, có 18 thân ảnh cao đến trăm trượng đang phát động tấn công với thành Hiên Viên. Ngoài ra, bốn phía thành Hiên Viên, mỗi hướng còn có đông đảo tu sĩ, bọn họ không mạnh bằng mười mấy thân ảnh kia, nhưng bọn họ đông người, giống như là cá giết qua sông, nhìn không thấy cuối, trào dâng như thủy triều. Lần này người đến mạnh hơn, trước mặt Trần Đức, một thái thượng trưởng lão từ từ mở miệng. 18 thân ảnh, ai nấy đều kinh khủng khiến người ta sợ hãi. Bọn họ dần theo 1 triệu tu sĩ, không ngừng tiến đánh vào thành Hiên Viên. Một tiếng động to lớn vang lẻn, 18 người liên thủ, đánh thành Hiên Viên tạo thành một lỗ thủng lớn. Vô số tu sĩ theo lỗ thủng xông vào thành Hiên Viên, lập tức tiếng giết rung trời. Người vào thành Hiên Viên, giết không tha. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, tộc Hiên Viên đã sớm sắp đặt xong, vị thái thượng trưởng lão hôm đó hét chữ giết lại ra tay, ông ta tên Hiên Viên Chiến. Thật sự quá mạnh, một bàn tay hạ xuống, giống như ti tỉ núi Thái Sơn giáng xuống, thần uy cái thể, che khuất bầu trời, trong khoảnh khắc đã không biết bao nhiêu người ngã xuống, mất mạng, giống như lưỡi hái thu hoạch mạng sống, vừa ác liệt lại vô tình. Sau một trường, ông ta sử dụng một cây trường thương. Toàn thân trường thương lãnh lẽo u ám, còn kinh khủng hơn so với một trường trước đó, nó dừng trên trời cao, 3 lớp sóng uy năng trong cơ thể, có nhiều người không thể nào chịu đựng nổi. Liên tục quỳ xuống đất. Từng mảng thần hoa quét qua, đầu người rơi xuống đất, máu lan khắp bầu trời mênh mông. Giết! Một chữ giết được quát lớn, người đó trực tiếp xông vào thành Hiên Viên, 17 hư ảnh ra tay. Trong thành Hiên Viên càng có nhiều cường giả tộc Hiên Viên ra tay, tiến hành tàn sát số tu sĩ còn lại, bọn họ liên thủ bày trận, tạo ra một cái lưới lớn, hễ có ai bị bao phủ, trong nháy mắt hóa thành xương máu, hoàn toàn bốc hơi. Sau 3 canh giờ, mọi thứ khôi phục lại yên tĩnh.
Trong làn sóng tập kích này, tộc Hiên Viên lại một lần nữa bình tĩnh vượt qua. Nhưng, chẳng ai ngờ, lần này chỉ yên tĩnh chừng 3 phút, 9 tầng vân không đột nhiên xuất hiện 3 trưởng ấn màu đen. Ầm, trưởng ấn hạ xuống, toàn bộ thành Hiên Viên đều đang run rẩy, lay động, đại trận vòng ngoài cùng trực tiếp đứt từng khúc và tan vỡ. Sau tiếng vù vù vang dội, trận lục tiên hoàn toàn tan vỡ. Hiên Viên Chiến đang muốn quay trở lại thành, sắc mặt liền biến đổi, vội vàng phòng ngự. Nhưng, trong một hô hấp, tất cả phòng ngự của ổng ta đều bế nát, miệng lớn ho ra máu, bay ngược lại cả ngàn mét, đụng gãy từng tòa nhà chọc trời, bụi nổi bốn phía. Thái thượng trưởng lão Hiên Viên Chiến tộc Hiên Viên, lão ngoan đồng không biết đã sống bao nhiêu năm, vào lúc này trọng thương ngã xuống đất, trường thương nhuốm máu rời khỏi tay, lăn trên mặt đất. Cảnh tượng như vậy khiến người ta rợn tóc gáy. Là ai? Hiên Viên Chiến nhìn về phía 9 tầng mây, nơi đó tối om. Hoàn toàn không cảm nhận được rốt cuộc ai đang ra tay. Bên trong cung điện, Trần Đức biến sắc, người ra tay không chỉ có một, ba trưởng đen, e là có ba người cùng nhau liên thủ, nhưng bọn họ quá mạnh, đứng trong thành Hiên Viên hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của bọn họ, không biết đã ra tay ở nơi xa bao nhiêu. Chuông báo động của thành Hiên Viên kéo dài, ầm ầm vang dội, lúc này trận lục tiên đã hư hại, thành Hiên Viên mất đi bình phong che chở, lại có người đột kích, nhưng, lần này lại không đông đúc, cũng không có nhiều tu sĩ. Nơi xa, trong bóng tối vọt lên 8 đường ánh sáng sông thắng lên trời, giống như 8 cây thiên trụ, khí huyết như biến, sôi trào ùng ục, không gian nối lên đợt sóng vô tận, xuyên qua cả trời đất, bọn họ không đi cùng nhau, nhưng lại không hẹn mà cùng xuất hiện ở đây, đến từ 8 hướng khác nhau. Khí tức khủng khiếp như đại dương mênh mỏng, 8 người này rất mạnh. Dưới bóng tối, không ai thấy rõ dung mạo của bọn họ dồn hết sức giấu dung mạo thật, không muốn để người đời biết bọn họ đến từ đâu. Dù sao, tộc Hiên Viên vốn dĩ mạnh mẽ, danh vọng ở Nam Hạ Châu cũng cực cao, những người này bại lộ lai lịch thật, tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt, mặc dù 8 người này cũng không biết thân phận của nhau, tương đối bí mật. Nhưng, bọn họ có chung một mục tiêu. Tiêu diệt Hiên Viên anh hùng, ngăn cản cường giả hồi phục, dập tắt hy vọng của tộc Hiên Viên. 8 người liên thủ đến, trời đất chấn động, toàn bộ thành Hiên Viên đều đang run rẩy, ao thần hỗn độn lắc lư, Hiên Viên anh hùng gầy nhom chết ngất suýt chút nữa từ trong chấn động đi ra, động tĩnh quá lớn, cho dù là 12 vị thái thượng trưởng lão cũng sắc mặt không ổn. Là người của 4 đất nước lớn, bọn họ đã phá trận lục tiên. Vị trưởng lão nghênh đón Trần Đức sắc mặt kinh hãi. Ông ta tên là Hiên Viên Vân Hải, mặc dù không bằng rất nhiều thái thượng trưởng lão, nhưng cũng là người xuất sắc trong các trưởng lão hiện giờ, nếu không phải là 4 nước lớn, trận lục tiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng tan biến vậy đâu. Trên cùng của biểu mẫu, dưới cùng của biểu mẫu, bọn chúng muốn diệt sạch, sắc mặt Trần Đức cũng rất khó coi, 8 người liên thủ, nhân dịp hôm nay đến, hoàn toàn không cho Hiên Viên anh hùng bất kỳ cơ hội. Ước hiếp người quá đáng. Trong phế tích, Hiên Viên Chiến hét lớn, hai tròng mắt ứ máu. Ông ta vô cùng tức giận, 8 người này, mỗi người chỉ ít cũng phải trên cấp tôn. Thiên đạo quân tôn thần, cấp thần không ra, ai có thế tranh phong. 8 nhân vật cấp tôn tuyệt đối đã hạ quyết tâm, người của bổn thần quốc lớn phá vỡ trận lục tiên, nhưng không đích thân ra tay, lại đế những nhân vật thần bí này đến, hoàn toàn hạ quyết tâm muốn đẩy Hiên Viên anh hùng vào trò chết. Đám chuột nhắt chí biết giấu đầu hớ đuôi. Sợ tộc Hiên Viên trả thù sao? Ngay cả dáng vẻ thật cũng không dám lộ, vậy mà cũng can đảm xưng tôn, Hiên Viên Chiến hét lớn, sát khí đầy trời, cho dù trọng thương, ông ta vẫn chống đỡ được cơ thể, nhặt trường thương trên đất, bước từng bước về phía trước, thề chết cũng phải bảo vệ Hiên Viên anh hùng. Đồng thời, trước mặt Trần Đức, 12 vị thái thượng trưởng lão cũng lên đường. Bọn họ chưa tính là nhân vật cấp cao của tộc Hiên Viên, nhãn vật cấp cao thật sự phải ớ lại canh giữ tộc Hiên Viên. Nhưng có thế điều động đến đây bảo vệ Hiên Viên anh hùng, điều này vẫn đủ chứng minh thực lực của bọn họ, 12 người đồng thời bước ra một bước, trời đất chấn động, nguyên khí khủng khiếp ở chung một chỗ, như sóng cuồn cuộn cửu thiên, ngang hàng với Hiên Viên Chiến. Chư vị thái thượng trưởng lão, xin hãy sử dụng bí mật trong thành Hiên Viên, thề chết bảo vệ tổ vương, Hiên Viên Vân Hải hét lớn, sặc mặt quả quyết. Có thế trở thành một trong các thế gia viền cổ, đương nhiên không chỉ có cường giả chấn giữ. Còn có bí mật cực sâu kín. Lúc này, 12 người kế cả Hiên Viên Chiến, trong miệng cùng ngâm sướng thứ gì đó, giống như loại âm tiết cổ xưa nào đó.
Thành trì Hiên Viên biến động lớn, mặt đất ầm ầm vang dội, nứt ra từng khe hở, trong khe hở trào ra ánh sáng, xuất hiện một tế đài, còn 13 người vừa vặn đứng trên đó, ánh sáng tế đài mở rộng, chiếu sáng chân trời, bóng đêm đen tối trong nháy mắt được chiếu sáng rực rỡ. Rõ ràng có thể thấy, trong tế đài, có một sức mạnh thần hồn trào dâng, rót vào cơ thể 13 người. Đó là hồn thiêng triều đại tộc Hiên Viên, thần lực bậc tiên liệt trong triều đại đế lại, cũng là một trong những bí mật của tộc Hiên Viên, khí tức 13 người trở nên vô cùng mạnh mẽ và khủng khiếp. Giết! Dưới một tiếng hạ lệnh của Hiên Viên chiến, 13 người cùng dì chuyển, xông về phía 8 thân ảnh. Khi 13 người động tay động chân thì trời đất lay động, thời không rối loạn. Giống như núi lửa đang phun trào, bầu trời cũng run rẩy theo. Trời đất lay động lan tràn vạn vạn dặm, sát khí thành Hiên Viên lưu chuyển, một mảng áp bức, nếu không phải tu sĩ đã sớm bị thanh trừng sạch sẽ, e rằng phần lớn cũng khó mà sống sót dưới thần uy này. Ngoài vạn vạn dặm, dã thú lỉnh thúy trong núi rừng sâu thẳm cũng bò lỏm ngồm quỳ lạy dưới đất, run lẩy bẩy. 13 người liên thủ, gọi ra chiếc chiến xa khổng lồ bằng kim loại, chặn 8 thân ảnh bèn ngoài thành Hiên Viên. Trong 8 người, 2 người ra tay đầu tiên bị ép cho lùi lại. Mặc dù bọn họ là cường giả cấp tôn, đối mặt với cường giả tộc Hiên Viên vẫn vô cùng gian nan, cả người toát ra mồ hôi lạnh. 13 người rất mạnh, trong đó cũng có 4 người là cao thủ cấp tôn, một thái thượng trưởng lão cấp tôn huy động lưỡi mác cắt rời hư không, càn quét thiên địa, muốn xé xác 2 người ỉ lùi lại kia. Keng! Tiếng lưỡi mác rung trời, sắc mặt 2 người biến đổi trong nháy mắt, nhưng không có quá nhiều hốt hoảng. Một người giơ tay dùng cột sắt màu đen chống đỡ trời đất, cao đến ngàn trượng, quy luật sen lằn, một người bàn tay biến ảo, giống như ngọc xanh vồ xuống, cắt đứt hư không. Bọn họ thành công chặn một kích này, chạy trốn lưỡi mác chết người. Nhưng, cho dù như vậy, bọn họ vẫn sợ hãi, lạnh cả sống lưng. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Bởi vì quá liều lĩnh nên cả hai đã suýt chút nữa bỏ mạng. Chẳng trách lại muốn chọn thành Hiên Viên, nơi này có một số thứ liên quan đến tộc Hiên Viên, trên chiến xa không chỉ có tàn hồn tiên liệt, mà còn có thần vân xoay vần. Không sai, tộc Hiên Viên từng có cao thủ cấp thần tồn tại, đế lại pháp tắc của thần, trên chiếc chiến xa đó có thần vân xoay chuyến, mười mấy vạn năm trước, cả Hiên Viên anh hùng cũng đã bước nửa bước lên cấp thần. Cũng may, thần vân này không phải là toàn bộ, mà chỉ là một phần không tròn ven. Các thế gia viền cổ ở đại thiên thế giới đều có những lịch sử sâu xa, chẳng hạn như Mục Thị, đó là gia tộc thế nào, họ đã tồn tại từ vài chục vạn năm trước, được người đời gọi là Mục Thị Thượng Cố, Hà Gia Thượng Cố, tộc Hiên Viên cũng thế, khi Hiên Viên anh hùng được sinh ra thì tộc Hiên Viên đã là một gia tộc rất lớn. Thế nhưng, thế sự xoay vần, cuộc sống thay đổi, tạo hóa trêu ngươi, các thế lực từng tụt lại phía sau cũng dần trở nên mạnh mẽ, chẳng hạn như Thánh Địa Thái Thương. Nhà họ Trần, nhà họ Chu, tất cả đều đã có sự lựa chọn chính xác trong những cột mốc quan trọng, kẻ này mạnh hơn kẻ khác, nhanh chóng trở thành thế gia viễn cổ. Trước kia, khi Hiên Viên anh hùng xuất hiện, cũng giúp tộc Hiên Viên có hy vọng được tiến lên cao hơn, xa hơn. Nên biết rằng, năm đó, Hiên Viên anh hùng mới 3 vạn tuổi đã bước nửa bước vào cấp thần, được khen ngợi là đệ nhất thiên tài của đại thiên thế giới, đệ nhất yêu nghiệt, không nói đến những thế hệ sau. Ít nhất là từ khi ông ta tính về trước, cuộc sống của Hiên Viên anh hùng là một bước lên mây, yêu nghiệt đến mức biến thái. Nếu ông ta không đột ngột biến mất, tộc Hiên Viên xuất hiện cao thủ cấp thần, thời gian dần trôi, tộc Hiên Viên trở thành một trong ngũ đại thần quốc cũng không phải việc gì khó. Đáng tiếc, chỉ là thần vân không trọn vẹn, chỉ có từng đó mà cũng muốn dựa vào nó để ngăn cản chúng tôi ư, trong 8 người kia, có một người mở miệng nói chuyện, các vị. 8 người chúng ta bắt tay với nhau, xung phong liều chết xông vào, năm đó Hiên Viên anh hùng 3 vạn tuổi đã lên tới bán bộ thần cảnh, chắc chắn có bí mật gì đó, chúng ta soát hồn, phanh thây ông ta, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Hợp tác với nhau đi, đâu cần phải tự mình chiến đấu, 8 người chúng ta cũng bắt tay với nhau, đủ để càn quét hết nơi này. 8 người cùng nhau ra tay. 8 cao thủ cấp tôn chính là sự khủng bố tuyệt đối. Cấp thần vẫn chưa xuất hiện nên thế giới này vẫn là thiên hạ của bọn họ, cả 13 thái thượng trưởng lão mạnh mẽ như thế, cũng có cả cấp tôn, cộng thêm tư chất vào cũng chỉ có thế, tình thế rơi vào khó khăn, đôi bên có sự chênh lệch hết sức rõ ràng. Dù sao, cũng không chỉ có mình họ nắm giữ tư chất đặc biệt. 8 người kia cũng dồn hết tất cả vốn liếng của mình vào.
Cái tháp khổng lồ phía trước phát ra ánh sáng rực rỡ, tổng cộng 9 tầng, mỗi tầng đều có những pháp tắc khác nhau, bên trong đều có tàn hồn của các cao thủ, tàn hồn thông qua bảo tháp, giúp các cao thủ cấp tôn kia trở nên mạnh mẽ hơn. Mấy người còn lại cũng thế. Có người gọi ra vũ khí mạnh mẽ, có người tạo nên trận văn khủng bố, các loại pháp khí, thần thông, võ kỹ, hồn kỹ như hoa lê dưới mưa từ trên trời giáng xuống, bao trùm cả thành Hiên Viên. Trong thành, người tộc Hiên Viên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, 8 người này thật sự quá mạnh mẽ, cả đám cảm nhận được sự hoảng sợ từ sâu trong linh hồn. Dường như tận thế đang kéo đến, cả bầu trời sụp đổ, vỡ nát, khi thành Hiên Viên lung lay sắp đổ, thời không hỗn loạn, pháp tắc trật tự cũng không thể giữ được vòm trời này, như núi lớn không ngừng đổ xuống, hoàn toàn chìm vào sự hỗn loạn, khiến một mảnh hỗn độn bao trùm thành Hiên Viên, áp lực đến vô cùng. Không ổn rồi. Mặt Trần Đức bồng chốc tái nhợt, 8 người đó quá hung hãn, 13 thái thượng trưởng lão không phải là đối thủ của họ, một khi trận quyết chiến chính thức diễn ra, chắc chắn sẽ tạo nên tổn thất không cách nào xóa nhòa, quan trọng nhất là, bọn họ không hề có ý định nhượng bộ, như thể sẽ quyết đánh đến cùng. Yêu mạng. Trong phút chốc, Trần Đức đã tiến vào cực cảnh. Vận chuyển tự tại thần ma công, cấp thứ nhất, mái tóc biến thành màu trắng, cấp thứ hai, hóa thành màu xám trắng. Những sợi ô tóc đều được hỗn độn tử kim lôi quấn quanh. Linh Lung, cho tôi mượn sức mạnh của cô, Trần Đức liên lạc với Linh Lung. Cùng lúc đó, trong tay anh xuất hiện kích định thiên, đi về phía trước, chuẩn bị gia nhập chiến trường. Trần Bát Hoang, quay lại, thế nhưng, Hiên Viên Vân Hải lại ngăn trước mặt anh, bây giờ cậu đi cũng chỉ để chịu chết mà thôi, đây là thành Hiên Viên, là địa bàn của tộc Hiên Viên, sao lại để cho một người ngoại tộc như cậu ra tay? Cậu đưa Tố Vương rời khỏi nơi này, tôi và 13 thái thượng trưởng lão giữ chân bọn họ lại. Mặt Hiên Viên Vân Hải đầy vẻ kiên quyết, tộc Hiên Viên cử họ đến đây chỉ có một mục đích, đó chính là bảo vệ Hiên Viên anh hùng, dù có phải hy sinh tính mạng của mình. Tiền bối, dù ông đi cũng không thể kéo dài lâu được, để tôi lên thì sẽ có 1/100 triệu hy vọng. Trần Đức lắc đầu, 8 người thần bí đó quá quyết tâm, họ ra tay như sấm, một lòng muốn xông vào thành Hiên Viên. Dù Hiên Viên Vân Hải ra tay cũng chỉ là một vật hy sinh mà thôi, Trần Đức đi thì còn có vài phần thành công, dù sao trong thiếu thế giới của anh có Linh Lung, có cả Lão Hẻo Hoàng, cùng với Thủy Hư Thú. Thật sự không được nữa. Anh có thể đột phá tại chỗ, đến lúc đó, hơi thở của ấn ký thiên tâm hiện ra, sẽ có nhiều người đến đây hơn, khiến thành Hiên Viên này bị đảo loạn, từ đó mưu cầu đường sống. Tất nhiên, Trần Đức cũng biết rất rõ. Dù lấy ra hết các quân bài tấy cũng chỉ có một tia hy vọng, nhỏ bé đến mức không đáng nhắc tới, suy cho cùng thì đó cũng là 8 tôn giả, mà Linh Lung thì chưa hồi phục lại hoàn toàn, Lão Yêu Hoàng cũng đang chìm trong phong ấn, Thủy Hư Thú chẳng qua chí là loài man thú không có linh trí, so với 8 cao thủ cấp tôn thì vẫn thua kém rất nhiều. Trên thực tế, trước mắt, hy vọng duy nhất của bọn họ chính là Hiên Viên Anh Hùng, chỉ cần ông ta sống lại, trở về thời kỳ đỉnh phong. Thì tất cả đều có thể xoay chuyển. Nhưng, sao mà làm được? Quả âm chi không có tác dụng, nguyên khí hỗn độn cũng không thể hấp thu hết, trạng thái của Hiên Viên Anh Hùng bây giờ hoàn toàn không thể trực tiếp dùng quả âm chi, phải trải qua luyện hóa, nếu không vẫn sẽ mất mạng. Bây giờ, 8 cao thủ đang ở đây, không ai có đủ thời gian và tinh thần để giúp ông ta luyện hóa quả âm chi. Lùi lại 1 vạn bước mà nói, dù có luyện hóa được, để Hiên Viên Anh Hùng hấp thu vào, cũng không thể trở lại trạng thái mạnh nhất trong khoảng thời gian ngắn. Ngân gọn hơn nữa, đó là Hiên Viên Anh Hùng không có hy vọng nào để sống lại. Từ bỏ đi, 13 người bắt tay với nhau thì sao? Suy cho cùng cũng chỉ là một cái xác, quay về với cát bụi, cả người của tộc Hiên Viên cũng sẽ trở về với cát bụi. 8 tôn giả bắt tay với nhau có thể nói là vô địch, chính là bất bại, khi mọi người đang tuyệt vọng, thì trong 8 người đó có một người mở miệng, giọng nói vang cả vạn dặm. Cực kỳ tự tin. Phụt, phụt, phụt. Trong nháy mắt, 13 người tộc Hiên Viên đã có 4 người bị thương nặng, bọn họ là yếu nhất nên chịu ảnh hưởng nhiều nhất, cả người biến dạng, không có chỗ nào lành lặn. Đồng thời, đòn tấn công của 8 tôn giả cũng sắp rơi xuống, vầng sáng rực rỡ nở rộ giữa hỗn độn. Sự khủng bố tuyệt đối ỷ đã hoàn toàn ập xuống. Hiên Viên Anh Hùng, hôm nay chính là ngày tận thế của ông. Hơn 10 vạn năm. Ông đã biến mất 13 vạn năm, lẽ ra khỏng nên sống sót, thế mà vẫn sống được. Đám chúng tôi đã là bất bại, là vô địch,
không ai có thể ngăn cản được. Tám cao thủ cực mạnh không ngừng áp tới gần, giọng nói vang xa vạn dặm, khiến con người ta lạnh run cả người, cao thủ cấp tôn, vô số người dùng cả đời mình chỉ để nhìn về bóng lưng đó. Nhưng, ngay giờ phút này, xoẹt, một thần hoa lao vụt lên trời, ở phía chân trời xa xa đột nhiên xuất hiện vài tia chớp. Trong thần chỉ hỗn độn đã khô cạn, đột nhiên xuất hiện hơi thở sinh mệnh dồi dào, hơi thở vô cùng bá đạo thối quét chín vòng trời, rung động lòng người. Vô địch, bất bại. Cùng lúc đó, có thể thấy rất rõ, cơ thế khô héo của Hiên Viên Anh Hùng, cùng với tay chân co quắp lại bắt đầu trở nên đầy đặn, xuất hiện màu hồng khỏe mạnh, đôi mắt cũng mở ra, vầng sáng lóe lên bốn phía. Hiên Viên Anh Hùng, sống lại. Không ai có thể ngờ được, ổng ta lại sóng dậy vào giờ phút này. Trần Đức không ngờ, Hiên Viên Vân Hải không ngờ, 13 Thái Thượng Trưởng Lão, 8 tôn giả mạnh nhất kia cũng không ngờ tới. Nên biết rằng, mấy lần trước họ bất ngờ tấn công là để dò xét, muốn biết rằng Hiên Viên Anh Hùng có chết thật hay không, mạng sống của ông ta có phải là chí mảnh treo chỏng hay không, cũng vì dò xét mà họ đã phải trả giá hàng trăm vạn sinh mệnh. Bấy giờ, ông ta lại tính dậy. Đúng là như một giấc mơ, chẳng thấy chản thật chút nào cả. Một giây trước, sinh mệnh ông ta đã sắp cạn, như củi sắp cháy hết, bấy giờ, lại hùng dũng oai nghiêm, dáng vẻ như thần. Hiên ngang hơn bất kỳ ai, rồi rào sức sống, khí huyết bùng nổ. Bộp, Hiên Viên Anh Hùng vươn người đứng dậy, hóa thành một vầng sáng. Như tia chớp nhanh chóng xuất hiện trước mặt ba vị Thái Thượng Trưởng Lão, lạnh lùng nhìn chằm chằm tám tôn giả. Là kẻ nào dám xưng mình vô địch, mình bất bại, có dám đánh một trận với Hiên Viên Anh Hùng tôi không? Trên tường thành Hiên Viên, giọng Hiên Viên Anh Hùng đầy lạnh nhạt, ông ta đảo mắt nhìn tám người kia, hơi thở viễn cố. Có cảm giác thê lương của năm tháng kéo dài, đầy lạnh lẽo nhộn nhạo lan ra từ trên người, vạt áo dài bay phấp phới. Mấy phút trước, ông ta vẫn còn gầy yếu và tiều tụy như que củi, dáng vẻ như sắp cháy thành cho tàn, thế mà giờ phút này lại bừng bừng sức sống, khí huyết như biến, còn chỗ nào giống một người sắp chết. Cái gì, tại sao lại sống được? Tám bóng người đằng xa đồng thời lùi lại, bọn họ cuống quýt chạy đi như chuột thấy mèo, nhanh chóng muốn rời xa thành Hiên Viên. Ánh mắt hoảng hốt như vừa gặp ma. Phụt! Trong nháy mắt, ngựa ỷ đó đã nhanh chóng hóa thành mây máu, thành bột mịn, hoàn toàn tiêu tan. Hiên Viên Anh Hùng đã sớm nhìn thấu lai lịch của tám người bọn họ, nhưng bọn họ đã cố gắng giấu giếm đến thế rồi nên ổng ta cũng sẽ không chủ động vạch trần. Trận chiến này, có thể nói là đầy kinh hãi. Khiến mọi người hoảng hốt, khiến cả thiên hạ hãi hùng. Anh Hùng ra tay, quyết đoán lại máu. Me, như chiến thần lướt qua, đầy bá đạo, khí thế hiên ngang và oai hùng, những vầng sáng chợt lóe lên, nhanh chóng tản ra bốn phía. Xoẹt, xoẹt, hai mũi nhọn dần ngưng tụ lại, có một người nữa bị xuyên thủng, một vầng hào quang dừng lại ở mi tâm ông ta, vầng sáng khiến ông ta chết chẳng còn xác, mãi mãi không thể siêu sinh. Những người đó đều là cao thủ cái thế thiên hạ. Nhưng đối mặt với sự tồn tại bán bộ cấp thần từ hơn 10 vạn năm trước thì chẳng khác gì một đám gà chó ngoài vườn, không chịu nổi một đòn. Mạnh thật! Biến mất 13 vạn năm, ông ta chẳng những không yểu đi mà còn mạnh hơn trước kia rất nhiều, e là ổng ta đã bước lên cấp thần. Trốn! 2. Chưa tới 3 giây, 8 cao thủ cấp tỏn chỉ còn lại 6 người, sống lưng bọn họ lạnh toát, chìm trong bóng tối của tử vong, tất cả mọi sự ngông cuồng, kiêu căng đã biến mất từ lúc nào. Bấy giờ, bọn họ thật sự cảm nhận được sự mạnh mẽ của Hiên Viên Anh Hùng. Mạnh đến mức bọn họ hoàn toàn không thể địch nổi. Dù có tư chất mạnh mẽ cách mấy, pháp bảo có ghê gớm đến mức nào, trận pháp dữ dội bao nhiêu, thì trước sức mạnh tuyệt đối, trước mặt Hiên Viên Anh Hùng, cũng sẽ hóa thành con số 0. 6 người còn lại đều là mấy lão cáo già, sau khi quyết định bỏ trốn thì họ như chim dã đàn, chạy về 4 phương 8 hướng. Đến cũng đã đến rồi. Thành Hiên Viên này chính là nơi chôn thây các người. Giọng Hiên Viên Anh Hùng đầy hờ hững, tay vằn siết chặt, nhanh đến mức mắt thường không thể nắm bắt được động tác của ông ta, một mệnh pháp tắc đạo vận hiện lẻn, trật tự đại đạo cũng bị ổng ta nắm trong tay. Rầm rầm rầm. Bấy giờ, trời sập, thật sự sập xuống rồi. Trời cao như biến rộng quay cuồng giữa cơn bão, mây mù bốc hơi, có thể thấy rõ những ngôi sao băng rơi xuống, bị kéo tới từ bên ngoài vòng trời. Đè ép xuống những tầng mây, hạ xuống cơ thể 6 người.
một màn đó thật sự quá rung động lòng người. Sao băng lập tức rơi xuống, ầm ầm vang vọng, ma sát với thời không thành tia lửa, khiến hư không bị mài mòn, bóp nát, rơi thẳng xuống 6 người, không một chút sai lệch nào. 6 bóng người kia cũng bị pháp tắc giam cầm. Đó là sức mạnh khổng lồ của Hy Ẻn Viên Anh Hùng, 6 cao thủ cấp tôn cũng chỉ có thế mặc ông ta nắn bóp. Không, chúng ta đã thăm dò rất nhiều lần, lần nào cũng thấy thọ nguyên của ông ta đã khô cạn, sao lại sống dậy được? Sao lại như thế được? Tổ vương! Tổ vương! 13 người tộc Hiên Viên nhìn thấy Hiên Viên Anh Hùng thì lệ nóng lập tức dâng trào, 13 người cùng quỳ gối xuống đất. Cung nghênh tổ vương trở về! Cung nghênh tổ vương trở về! Cung nghênh tổ vương trở về! Giọng của 13 người như tiếng chuông rền vang, kéo dài mãi không dứt, lại như tiếng sét giữa trời quang, như đang muốn còng khai một điều gì đó, khiến nó vang vọng khắp bát hoang, truyền tới vạn dặm. Trên thực tế, dù bọn họ không hét lên, thì cũng đã có rất nhiều người trông thấy, trận chiến này đã hấp dẫn sự chú ý của không biết bao nhiêu người. Khoảnh khắc Hiên Viên Anh Hùng đột nhiên xuất hiện cũng đã khiến mọi người rung động, tất cả đều e ngại, rợn hết cả người. Tiền bối Hiên Viên, cả Trần Đức cũng cảm thấy kinh ngạc, rung động, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Hiên Viên Anh Hùng có thể sống lại, khí huyết lại dồi dào như thế, quay cuồng như sóng biến. Rốt cuộc là chuyện gì thế nhỉ? Trần Đức vô cùng khó hiểu, chắc chắn phải có một lý do gì đó. Tố Vương muốn bảo vệ cậu đột phá thành công nên đã dùng máu huyết cuối cùng của mình để đoạt mệnh với trời, cứ tưởng ông sẽ thất bại, nào ngờ. Ông ấy vẫn luôn diễn một màn kịch, bên cạnh Trần Đức, Hiên Viên Vân Hải như hiểu ra một điều gì đó, thì thào tự nói, vì, ông ấy sợ sẽ hấp dẫn những người đó đến đây. Hiên Viên Anh Hùng đoạt mệnh với trời. Hiên Viên Vân Hải là người trông giữ nên ông ta biết rất rõ tình hình lúc đó. Thế nhưng, ông Vân luôn nghĩ rằng Hiên Viên Anh Hùng đã thất bại, cảnh tượng hôm đó vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt, Hiên Viên Anh Hùng ho ra máu, lập tức ngất xỉu, khiến cao thủ trong tộc khiếp sợ, dùng rất nhiều đan dược cũng không thể cứu được. Bây giờ xem ra, ngày hôm đó họ đã thành công rồi. Thế nhưng, Hiên Viên Anh Hùng không muốn cho mọi người biết. Nên đã chọn một mình che giấu bí mật đó. Hai mặt Trần Đức đỏ ửng, trong khoảng thời gian ngắn, anh không biết mình nên nói gì cho phải, ánh mắt ngước lẻn trời cao, dừng lại ở bóng người vĩ đại đó. Sao bảo là vô địch, là bất bại lắm mà. Hiên Viên Anh Hùng đạp không lướt đi, cơ thể như một luồng sáng, một bước có thể băng qua hàng trăm mét, đến gần 8 người kia, tại sao lại không dám để lộ hình dạng thật, đánh với Hiên Viên Anh Hùng này một trận. Hiên Viên Anh Hùng. Ông không thuộc về thời đại này, ổng nên chết từ rất lâu rồi, trong 8 người, có người vẫn kiên trì trả lời, chúng tôi cũng chí thuận theo ý trời, thay trời hành đạo mà thôi. Thuận theo ý trời. Hiên Viên Anh Hùng cười xòa, thế thì hôm nay tôi sẽ nghịch thiên. Nói xong, không có một chút dấu hiệu nào. Hiên Viên Anh Hùng đã ra tay. Một đấm như đến từ thiên ngoại, trên cánh tay là chân long quấn quanh. Mang theo lực hồng hoang xuyên thủng cả hư không, đập nát thời gian, dùng tốc độ mắt thường không thể nhận thấy được lao về phía trước. Hiên Viên Anh Hùng, tại sao ông lại tàn nhẫn như thế? Một ngôi sao băng rơi xuống, Hiên Viên Anh Hùng nói được thì cũng làm được, đây chính là nơi chôn thây của 6 người, bọn họ sẽ mãi mãi ở lại trước thành Hiên Viên. Đối mặt với sao băng, bọn họ không ngừng chống trả, phòng ngự, một ngôi sao băng nổ mạnh, vỡ nát. Bị hư không căn nuốt. Nhưng, vẫn còn rất nhiều sao băng rơi xuống, kéo dài mãi không ngừng, dù chỉ là một giây, một phút. 6 người có mạnh đến mức nào? Thì chẳng bao lâu sau cũng không thể kiên trì nối nữa, da đã bị ăn mòn, xương cốt cũng bị bóp nát bởi pháp tắc đạo vận của sao băng. Bọn họ không chết đi ngay. Nhưng thế này còn khó chịu hơn cả cái chết, như đang bị cắt xẻo bởi hàng trăm nhát dao, mỗi một nhát đều cắt ngang qua. Lóc ra lóc thịt bọn họ, tiếng kẻo la thảm thiết vang vọng 4 phương 8 hướng. Cũng là tiếng kêu gào thảm thương. Đó, khiến rất nhiều người hoảng sợ, run rẩy, dù đứng xa cả vạn dặm, cả trăm triệu dặm, cũng có cảm giác như mình chính là người phải chịu nổi đau đó, thần hồn bất giác run run. Hiên Viên Anh Hùng đã trở lại rồi. Trên tường thành Phong Vân, một cao thủ nhìn ra phía xa, có thể nhìn thấy rất rõ ràng, rất chính xác hình bóng của Hiên Viên Anh Hùng. Cũng tận mặt nhìn thấy kết cục thảm hại của 6 người kia, thật sự quá kinh khủng, quá chấn động. 8 cao thủ cấp tôn,
đến từ các thế lực khác nhau. Nhưng giờ phút này, không có ai chi viện cho họ, cũng không có ai giúp đỡ họ. Không phải là không muốn, mà là không dám. Không dám đụng tới Hiên Viên anh hùng. Lại càng không dám trở thành kẻ thù chớ mặt với tộc Hiên Viên. Soạt. Bấy giờ, Hiên Viên anh hùng xông lên cả vạn mét trên trời cao, vạt áo dài bay bay trong gió, mái tóc bạc cũng phấp phới trên cao, nhìn xuống cửu thiên thập địa. Hôm nay, Hiên Viên anh hùng tôi tuyên bố với cả thiên hạ, tuyên bố với 10 phương 8 hướng, với đại thiên thế giới, với tứ đại thần quốc, với cửu đại thế gia, với cao thủ và thế lực khắp. Nếu ai dám đối đầu với Trần Bát Hoang, thì người đó cũng là kẻ thù của Hiên Viên anh hùng, là tuyên chiến với Hiên Viên anh hùng. Giọng nói vang vọng, phát âm rất rõ ràng, lan khắp cửu thiên thập địa, tứ hảo bát hoang. Hiên Viên anh hùng tuyên bố với tất cả mọi người, ông ta muốn bảo vệ Trần Bát Hoang, bá đạo lại quả quyết, thiên hạ giật mình. Ngoài một số rất ít người, thì chẳng ai có thể ngờ được Hiên Viên anh hùng lại có mối quan hệ với Trần Bát Hoang. Hiên Viên anh hùng, Trần Bát Hoang, hai người đó có quan hệ gì vậy? Có Hiên Viên anh hùng bảo vệ, chắc chắn Trần Bát Hoang sẽ có đủ điều kiện để trưởng thành. Chẳng bao lâu nữa đâu, có lẽ chỉ trong ngàn năm tới, vòng trời này sẽ xuất hiện thêm một bá chủ. Thiên hạ đều ồ lẻn, bàn tán xỏn xao, đêm đó chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ, rất nhiều kẻ muốn ra tay với Trần Bát Hoang đã bắt đầu e dè, vài thế lực lớn đã thay đổi kế hoạch ngay trong đêm, biến giết chết Trần Đức Thành mượn sức anh. Đành vậy, Hiên Viên anh hùng là cao thủ cấp thần. Trên đời này, 9 thế gia viền cổ, 3 thánh địa viền cổ, chẳng có ai muốn trêu chọc vào đối phương. Khỏi phải bàn đến việc Hiên Viên anh hùng sống lại, dù ông ta không sống lại, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc, thì đám người đó vẫn phải giấu đầu giấu đít, khỏng dám đế lộ hình dạng thật đấy thôi, không phải sao. Trần Bát Hoang, số của mày cũng khá tốt, có thể nhận được sự bảo vệ của Hiên Viên anh hùng. 9 tầng mây bên trên tường thành Phong Vân, có một bóng người đang đứng, đó chính là Trần Nguyên Vũ, ánh mắt ỏng ta nhìn về phía xa xa, chăm chăm nhìn vào dáng người vĩ đại, cao ngất của Hiên Viên anh hùng, tròn mắt chợt xoay chuyến, răng ra thiên la địa võng suốt 30 năm. Trần Bát Hoang, ấn ký thiên tâm của mày, tao nhất định phải có được. Trần Nguyên Vũ biết rất rõ, thù hận giữa ông ta với Trần Đức đã đi đến bước đường sống còn. Ông ta không lấy mạng Trần Đức, thì anh cũng sẽ lấy mạng ông ta. Hai người, không ai có thể đế lại cho người kia một con đường sống. 30 năm. Nói là kế hoạch 30 năm, trên thực tế, đâu chỉ là 30 năm. Trần Bát Hoang, ấn ký thiên tâm phải là của tao. Lời còn chưa dứt. Trần Nguyên Vũ đã biến mất, lặng lẽ không một tiếng động, như thế chưa từng tới đây. Đóng cống thành, ai dám xâm phạm, giết. Chẽn bầu trời thành Hiên Viên. Hiên Viên anh hùng chỉ để lại một câu như thế. Sau đó, bàn tay to vung lên. Chuyện vô cùng khủng bố đã xuất hiện. Những nơi đã bị hủy diệt, hóa thành hư vô, thành bùn lầy vì trận chiến của ông ta với 8 cao thủ cấp tôn đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trong nháy mắt, không gian đã được sửa chữa, cây cối mọc lên thành bụi. Chỉ trong vài giây, tất cả đã trở về với dáng vẻ ban đầu, thủ đoạn thật sự rất giống một vị thần sáng. Khác biệt duy nhất chính là, phía trước thành Hiên Viên, xuất hiện 8 cái bia mộ. Bia mộ nhuộm đầy máu, đó chính là bia của 8 cao thủ cấp tôn. 8 cái bia mộ, khiến thiên hạ thức tính. Hiên Viên, là không được phép đụng. Vào, bộp, Hiên Viên anh hùng từ trên cao đáp xuống. Hơn 10 vị trường lão, thái thượng trường lão cùng với phần lớn người tộc Hiên Viên nhìn thấy ông ta đều rưng rưng nước mắt, xúc động đến mức cả người phát run. Dù là Trần Đức, thì hốc mắt cũng đỏ bừng. Đến tận lúc này rồi, sao Trần Đức có thể ngu ngốc không hiểu, Hiên Viên anh hùng làm tất cả đều vì anh. Đế anh có thế bình yển, thuận lợi độ thiên kiếp. Khi mọi người đang hào hứng, kích động, thì bất ngờ, phụt, Hiên Viên anh hùng vừa mới đặt chân xuống đã ho ra một ngụm máu tươi. Sau đó, như một cây gậy trúc ngã nhào xuống đất. Tổ vương, tiền bối, người ở đó, bao gồm cả Trần Đức đều xông về phía trước. Trông thấy Hiên Viên anh hùng nhanh chóng già đi, mặt khỏng một hột máu, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã trở thành dáng vẻ của gốc cây già trăm năm. Mau, phong bế tin tức, chuyện này nhất quyết không được truyền ra ngoài. Từ bây giờ, không được sự cho phép thì không ai được tự tiện truyền tin ra ngoài, Hiên Viên Vân Hải lập tức ra lệnh,
ổng ta cực kỳ tỉnh táo, dù thực lực không bằng các thái thượng trưởng lão, nhưng những lúc quan trọng luôn đưa ra những quyết định chính xác. Nếu tộc Hiên Viên không có ông ta trong những cột mốc quan trọng như vậy, thì đã sớm xuống dốc. Lần này, ông ta vẫn là người cân nhắc kỹ lưỡng và cẩn thận nhất, phong tỏa tin tức. Ông biết rất rõ. Lần này, Hiên Viên anh hùng thật sự nguy hiểm đến tính mạng. Tình thế thay đổi quá nhanh khiến con người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Tiền bối, Trần Đức đi tới, cực kỳ lo lắng, đỡ ông ta dậy, ông thế nào rồi? Tôi vốn đã đến túi gần đất xa trời, bước vào cực cảnh rồi, trước đó. Chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, mọi người đừng hoảng hốt quá, tôi vẫn chưa chết được đâu, ánh mặt Hiên Viên anh hùng đầy hiền hòa, bát hoang, tôi còn muốn nhìn thấy cậu đột phá nữa mà, ấn ký thiên tâm của cậu còn chưa thức tính đã mạnh như thế rồi. Tôi rất chờ mong đến khi nó thức tính, cậu còn mạnh mẽ đến mức nào nữa. Khóe miệng Hiên Viên anh hùng dính máu, nhưng vẫn mang theo nụ cười đầy chờ mong với Trần Đức. Tiền bối, tạm thời đừng nói, tôi đã chuẩn bị quả âm chỉ, nó chắc chắn có thể giúp ông lấy lại thọ nguyên. Trần Đức trầm giọng nói, dù là thế nào, tôi cũng sẽ không để ông xảy ra chuyện gì. Ý trời mà thôi, cần gì phải lãng phí thần dược. Tố Vương. Hiên Viên Vân Hải đỡ Hiên Viên anh hùng dậy, 13 thái thượng trưởng lão cũng rót nguyên khí vào. Trần Đức lấy ra hai viên đan dược đưa vào miệng ổng ta. Rất lâu sau đó, cuối cùng Hiên Viên anh hùng cũng trở về với dáng vẻ trẻ trung hơn. Thế nhưng, sắc mặt ông ta vẫn đáng sợ như thế, hơi thở yếu ớt, như thế sẽ ngã xuống bất kỳ lúc nào. Mọi người phải bảo vệ thành Hiên Viên thật tốt, ai tới thì giết. Hiên Viên anh hùng quay sang nói với 13 trưởng lão và Hiên Viên Vân Hải. Đã rõ, thưa Tổ Vương, 13 người cùng gật đầu. Hiên Viên anh hùng lại nói, bát hoang, cậu quay về chuẩn bị thật tốt, 3 ngày sau đánh thắng vào cấp thiên. Lần này, tộc Hiên Viên sẽ bảo vệ cậu, không cần phải lo lắng gì nữa. Nói son kêu, Hiên Viên anh hùng đã bước lên cầu đi mất. Đế lại hơn 10 người ở đây, âm thầm đau buồn. Trưởng lão, Trần Đức quay sang Hiên Viên Vân Hải, quả âm chi, ông nhất định phải giao cho tiền bối. Mặt khác, giúp tôi chuẩn bị một nơi, tôi phải luyện chế bách thảo dịch. Được. Hiên Viên Vân Hải khẽ gật đầu, chẳng mấy chốc, ở nơi Trần Đức nghỉ ngơi. Một lò luyện dược đã được mang. Hiên Viên Vân Hải đích thân đưa tới. Âm. Đỉnh khổng lồ rơi xuống, cả phòng đều run lên, cực kỳ nặng nề. Đỉnh này chế tạo từ vàng đen xương lạnh. Là đỉnh thuốc tốt nhất trong tộc Hiên Viên, nặng hơn núi cao. Công tử, giao nó cho cậu, Hiên Viên Vân Hải nặng nề nói, tính mạng của Tổ Vương cũng giao cho cậu. Dịch bách thảo cũng chỉ là thuốc nước phụ trợ, quan trọng nhất vẫn là quả âm chi. Với tình hình của tiền bối Hiên Viên, khó mà ăn trực tiếp được, lúc các ông luyện hóa cần phải cẩn thận, đừng để thần dược dược liệu trôi mất. Yên tâm, Hiên Viên Vân Hải liên tục gật đầu. Hiên Viên anh hùng dù là đối với Trần Đức hay tộc Hiên Viên cũng vô cùng quan trọng, không ai hy vọng ông ta xảy ra chuyện, vậy nên đối đãi cẩn thận. Hiên Viên Vân Hải rời đi. Trần Đức khẽ thở dài. Nhớ lại chuyện tối này, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thời khắc mấu chốt, nếu Hiên Viên anh hùng không tỉnh, chỉ e toàn bộ thành Hiên Viên và anh đều sẽ trở thành cho tàn trong tay 8 cường giả cấp tôn. Mà anh cũng vô cùng hâm mộ đối với thủ đoạn cấp thần mà Hiên Viên anh hùng khai triển ra. Tay có thể hái sao, trong lúc giơ tay làm vạn vật hồi phục, đây chính là cường giả cấp thần sao, trong lòng Trần Đức nuối tiếc, hướng đến thực lực mạnh mẽ như vậy, điều nuối tiếc đương nhiên là tuổi thọ không còn dư lại bao nhiêu của Hiên Viên anh hùng. Đột nhiên, dường như Trần Đức nhớ đến gì đó, thần thức nội liềm, nói với Linh Lung, lão yêu hoàng nói đại trận khi thiên tránh được lôi kiếp, đúng không? Đại trận khi thiên có thể tránh quy luật đại đạo. Theo như giải thích của lão yêu hoàng, tránh lôi kiếp rất dễ dàng. Nếu quả thật có thể tránh, đối với Trần Đức mà nói, chính là một chuyện tốt. Bởi vì, anh rất rõ ràng rằng Hiên Viên anh hùng dùng máu tàn chém 8 tôn, mặc dù trấn nhiếp thiên hạ, có thể khiến cho rất nhiều người từ bỏ hoàn toàn mưu đồ bất chính với ông ta, nhưng có một người tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trần Nguyên Vũ. Hai người không chết không thôi, một khi lôi kiếp hạ xuống, Trần Đức không rảnh rỗi quan tâm ông ta, 1000% Trần Nguyên Vũ sẽ ra tay, ngoại trừ Trần Nguyên Vũ ra, sau lưng còn có nhà họ Trần, thậm chí có cả 4 đất nước lớn. Phải biết, anh đã từng giao tiếp với 4 đất nước lớn.
bốn thần quốc lớn không nước nào dễ đối phó. Nước Vĩnh Hằng, Bạch Tiêu. Nước Thông Thiên, Đạo Nhất. Nước Băng Hàn, Hy Đặc. Thế hệ trẻ của ba đất nước lớn này đến nay Trần Đức vẫn ấn tượng cực kỳ sâu sắc với bọn họ, không có gì khác, chỉ vì bọn họ quá mạnh mẽ, tuổi tác cũng chỉ trăm tuổi nhưng đã ở cấp quân. Dõi mắt toàn bộ đại thiên thế giới, có bao nhiêu người có thể làm được? Điều quan trọng nhất chính là, bọn họ chưa chắc đã là thanh niên mạnh nhất trong bốn đất nước lớn. Ngoài ra, còn có Ưng Thanh Vũ, người phụ nữ có vô số vướng mắc với anh, thân là người chuyển thế. Thực lực của cô xác hẳn tăng theo từng ngày, mà Ưng Thanh Vũ một mặt muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh, mặt khác lại cho anh thời gian 3 năm trưởng thành, lần này rất khó nói Ưng Thanh Vũ liệu sẽ giúp anh hay không. Những người này không đến thì thôi, một khi tới đây, nhất định sẽ mang đến khó khăn khủng khiếp, mà trước lúc đó, Trần Đức phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như không có độ kiếp là tốt nhất. Đại trận Khi Thiên tên là Khi Thiên, đương nhiên có thể giúp anh che giấu thiên kiếp, nhưng... Tôi không đề xuất làm như vậy, giọng nói của Linh Lung từ trong đầu truyền, Trần Đức, đại đạo thiên địa là vạn vật tự nhiên, tránh lõi kiếp mặc dù có thể khiến anh cường thịnh nhất thời, dễ dàng đột phá. Nhưng, đối với anh, ích lợi lại không nhiều. Tại sao, Trần Đức hỏi. Đại trận Khi Thiên có thể giúp anh nhất thời tránh khỏi độ kiếp, nhưng cũng khiến con đường tu hành của anh có chút thiếu sót, theo thời gian, loại thiếu sót đó cũng sẽ càng rõ ràng, về sau sẽ trở thành cửa ải lớn ngăn cản anh. Nếu Thiên Yêu Hoàng nói cho anh biết chuyện liên quan đến trận tộc, vậy thì ông ta nhất định sẽ nói cho anh thời gian rất lâu về trước, thiên địa đại biến, vỏ số cường giả trong một đêm bỏ. Mạng, đại thiên thế giới từng có thời gian dài đến triệu năm, tuổi thọ vạn tộc không có cách nào vượt quá chục ngàn tuổi. Phải, Lão Yêu Hoàng đã từng nói, Trần Đức gật đầu, chuyện liên quan đến trận tộc, anh nhớ rất rõ, một mặt là vì trận tộc có khả năng liên quan đến thân phận của Linh Lung, mặt khác. Hành động của Trần Đức quá kinh khủng, ông tố của trận pháp suýt chút nữa thống nhất đại thiên thế giới, đại trận Khi Thiên lại dẫn đến trời đất thay đổi lớn, có thể nói trước giờ chưa từng xuất hiện trong sử sách, sau này chắc chắn cũng không có ai thay thế được. So sánh, bốn đất nước lớn tính là gì? Thời đại đó, nói là đại trận Khi Thiên ảnh hưởng thiên đạo, trên thực tế cũng có thể nói là người vận dụng đại trận Khi Thiên, giai đoạn tuổi già của bọn họ ảnh hưởng đến thiên đạo, mỗi người ảnh hưởng một chút, 10 người. 100 người, cuối cùng ảnh hưởng đến mức không thể xử lý nối nữa. Một hạt bụi của thời đại rơi trên đầu người chính là một ngọn núi, giai đoạn túa ỉ già của bọn họ không chỉ không có cách nào đột phá, còn hại đến cả triệu năm sau đó, nguyên khí thiên địa khô kiệt, ông tổ của trận pháp thành công cũng đại trận Khi Thiên, thua cũng đại trận Khi Thiên, trong một đêm, toàn bộ trận tộc bị thiên đạo phai mờ, hóa thành bụi, trong một đêm không còn gì tồn tại, ông tổ của trận pháp cũng gặp phải lời nguyền thiên đạo. Biến mất không thấy tung tích. Linh Lung dần dần kể lại chuyện quá khứ, giống như tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, trong giọng nói có rất nhiều đau thương. Trong lòng Trần Đức kinh ngạc. Không ngờ trận tộc còn có bí mật này, những bí mật này cho dù là Lão Yêu Hoàng cũng chưa từng biết. Tránh lôi kiếp, nhưng tuổi già sẽ gặp phải điều không may. Dừng lại nhất thời, Linh Lung thu hồi đau thương, nói tiếp, đây chỉ là thứ nhất, thứ hai, phương thức tu hành của anh đặc biệt. Nguyên khí hỗn độn, chứng tỏ anh chưa bị đại đạo thiên địa xâm nhiễm, thiên kiếp đó chí mạng đối với người khác, có lẽ đối với anh có khả năng là một cơ hội tốt để trở nên mạnh hơn. Vì vậy, cho dù ở phương diện nào, tôi đều kiến nghị anh độ kiếp, đương nhiên, nếu anh thật sự muốn dùng đại trận Khi Thiên, tôi vẫn sẽ giúp anh. Trần Đức thờ ơ, tiếp tục im lặng, một lúc sau, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, độ kiếp, tôi muốn độ kiếp. Dã tâm của Trần Đức rất lớn. Anh phải trở nên mạnh mẽ. Phải trở thành cường giả cái thế chân chính giống như Hiên Viên Anh Hùng. Trở thành cường giả như vậy phải vượt qua khó khăn, vượt qua ngàn vạn nguy hiểm, người khác làm được, Trần Bát Hoang cũng có thể. Được. Linh Lung cực kỳ tán thưởng, Trần Đức, 2-3 ngày tới anh cố gắng luyện chế dịch bách thảo, độ kiếp của 3 ngày sau, không chỉ có Thiên Yêu Hoàng bảo vệ anh, còn có tôi nữa, tin tưởng tôi. Ừ. Trần Đức là một người quả quyết. Chuyện đã quyết định xong thì sẽ không tùy tiện thay đổi, lúc này anh bắt đầu luyện chế dịch bách thảo, từng loại lỉnh dược thiên địa, lỉnh thảo, lỉnh hoa được anh cho vào trong đỉnh. Sau đó, ly hỏa hiện ra, vù vù, từng ngọn lửa quấn quanh đỉnh, từng loại dược thảo bên trong đỉnh cũng dần dần hòa tan. Cùng lúc đó, thánh địa Thái Thương, một trong ba thánh địa viễn cổ lớn.
Thánh địa Thái Thường giống với tộc Hiên Viên, cắm rễ ở Nam Hạ Châu, nhưng mồi một nơi trung tâm của thế lực viền cố đều tương đối bí mật, thậm chí ấn núp trong hư không, nếu không có người dẫn đường thì không thể vào được. Điện chính của Thánh địa Thái Thường. Giờ phút này, bốn phía điện đường, khách quý chật nhà, hơn 10 thân ảnh khổng lồ ngồi xuống chỗ của mình, mà ngay phía trên cũng có một cường giả siêu cấp đang ngồi. Vị cường giả này không phải ai khác chính là thánh chủ đương nhiệm của Thánh địa Thái Thường, Thương Hải Nguyệt. Trung tảm đại điện. Chỉ có một người đang quỳ, một người Trần Đức đã từng gặp qua. Tào Nam Thiên. Các chủ Tào Nam Thiên của Thiên Tự Các ở đảo Định Thiên. Lúc ở đảo Định Thiên, thân phận của ông ta cực cao, cực kỳ được tôn sùng, còn trong đại điện này, ông ta giống như một tên lâu la nhỏ không thể nhỏ hơn. Quỳ cách thánh chủ Thương Hải Nguyệt khoảng chừng 500 mét, hơn nữa đầu gần như chạm đất. Trên trán của ông ta, phủ đầy mồ hôi lạnh, không có gì khác. Với địa vị của ông ta, vốn dĩ không có tư cách gặp thánh chủ, nếu muốn đối thoại với thánh chủ thì phải thỏng qua truyền đạt của thượng cấp, thượng thượng cấp, thượng 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 cấp. Có thể quỳ ở đây, có thể quỳ trước mặt thánh chủ Thánh địa Thái Thường đã là vinh hạnh cả đời của ông ta. Mà đây, chỉ vì một người. Trần Bát Hoang, người xung quanh cho dù không cố ý nở rộ uy áp, nhưng Tào Nam Thiên đều cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Trong đại điện yên tĩnh hồi lâu truyền ra giọng nói uy nghiêm của Thương Hải Nguyệt. Trần Bát Hoang kia thật sự có thể chữa khỏi cho thánh nữ theo như lời ông nói. Bấm thánh chủ, đúng là như vậy. Tào Nam Thiên không dám ngẩng đầu, run rẩy nói, thánh chủ, thánh địa Thái Thường của chúng ta ngàn vạn lần không thể đắc tội với hắn, hắn không chỉ giỏi y thuật. Luyện đan như thần, có ấn ký thiên tâm yêu nghiệt, mà sau lưng hắn còn có một người cực kỳ kinh khủng, chúng ta không thể chọc nổi. Ồ, ai, Thương Hải Nguyệt nói rất lạnh, nghe không ra vui hay giận, sau lưng hẳn còn có một người Thánh địa Thái Thường không chọc nổi. Tào Nam Thiên hơi ngưng lại, thận trọng nói. Nước Vạn Thánh, hoặc nói, nữ hoàng nữ Vạn Thánh, Ưng Thanh Vũ. Thân phận của Ưng Thanh Vũ rất thần bí, người cấp bậc như Tào Nam Thiên vốn không thể tiếp xúc được. Nhưng từ sau chuyện của Thiên Tự Các, ông ta liền chú ý tới Ưng Thanh Vũ. Ngày đó, nếu không phải Ưng Thanh Vũ thì ông ta, còn có Trần Bát Hoang đã chết từ lâu rồi. Một người mạnh mẽ như vậy giúp đỡ Trần Đức, ông ta không thể không chú ý. Vốn dĩ sau khi chuyện của Đảo Định Thiên kết thúc, theo như ước định, ông ta muốn mời Trần Đức về Thánh địa Thái Thường chữa bệnh cho thánh nữ, nhưng trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, thậm chí ông ta còn không phản ứng kịp. Ba chữ Trần Bát Hoang đã tràn khắp thiên hạ. Thời gian này, thậm chí Thánh địa Thái Thường cũng định ra tay với anh, Tào Nam Thiên không thể không đi điều tra mối quan hệ của Trần Bát Hoang và Ưng Thanh Vũ. Bỏ ra cái giá rất lớn, tiêu tán tài sản riêng. Ông ta mới biết được tên và thân phận của Ưng Thanh Vũ. Nữ hoàng nước Vạn Thánh. Thân phận của cỏ so với ba người Hỉ Đặc, Đạo Nhất, Bạch Tiêu hôm đó cao hơn rất nhiều. Mặc dù ông ta không điều tra ra tại sao Ưng Thanh Vũ thân là nữ hoàng mà thực lực yếu, nhưng có một điều đó là dù có yếu cũng không phải người Thánh địa Thái Thường có thể chọc nối. Tào Nam Thiên bò lốm ngốm trên đất, lúc nói ra mấy chữ nữ hoàng nước Vạn Thánh. Ông ta cảm nhận được rõ rệt trong đại điện vốn yên tĩnh lại càng trở nên tĩnh mịch, giống như ngay cả tim của bọn họ cũng theo đó ngừng đập trong vài giây, yên lặng như tờ, giống như không còn vật sống tồn tại. Nữ hoàng nước Vạn Thánh. Ưng Thanh Vũ, trên vẻ mặt lạnh nhạt của Thương Hải Nguyệt bỗng trở nên cứng ngắc, ông. Chắc chắn. Thánh chủ, lời này tôi tuyệt không dám nói bậy bạ. Tào Nam Thiên vội vàng nói, hôm đó chuyện xảy ra ở Thiên Tự Các đảo Đỉnh Thiên, chắc hẳn ông có nghe qua, hòm đó tôi có thể sống sót chính là nhờ nữ hoàng Vạn Thánh ra tay, chỉ là không biết tại sao, thân là nữ hoàng, thực lực của cô ta hình như. Rất yếu. Tào Nam Thiên hơi ngừng lại. Rồi sau đó. Kể lại chi tiết toàn bộ câu chuyện ngày hôm đó ra. Ước chừng nửa canh giờ mới nói xong. Nói như vậy, Trần Bát Hoang đó ngược lại có chút bối cảnh, Thương Hải Nguyệt trong lòng kinh ngạc và hoài nghi, ông ta biết Ưng Thanh Vũ, nữ hoàng mới trở về của nước Vạn Thánh, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng sau lưng cô ta lại có một tồn tại kinh khủng đến nghịch thiên. Đoàn Sơn Nhạc. Có Đoàn Sơn Nhạc trấn giữ nước Vạn Thánh, không ai dám tùy tiện trêu chọc, huống chi ông ta rất rõ tình hình của Ưng Thanh Vũ. Cô ta chính là người chuyến thế mạnh đến đáng sợ. Yếu. Chẳng qua là tạm thời, là biểu tượng. Thôi. Hai đời tu vi, trình độ khủng khiếp của cỏ ta cần gì người khác bình luận.
Cô ta tu hành một ngày, tu sĩ tầm thường chỉ sợ cả đời khó mà đuổi kịp. Nói không khoa trương, có thể chuyển thế, hơn nữa, có thể chuyển thế thành công, làm gì có ai không phải cường giả siêu cấp, không phải một phe cự phách. Huống chỉ, thân là thánh chủ thánh địa viễn cổ, Thương Hải Nguyệt rất rõ ràng. Trước khi người phụ nữ kia chuyển thế, cô ta chính là một tôn thần. Cùng lúc với thảo luận của thánh địa Thái Thương, phía đông, trong núi lớn vô tận, trong núi lớn có một ngọn núi tên là núi Cốt. Sở dĩ có tên như vậy là vì ngọn núi này do xương trắng dày đặc chất thành đống tạo thành, đã tồn tại từ hàng triệu năm trước, dù mặt trời nhỏ lên chói chang, nhưng nơi sâu thẳm trong núi cổ vẫn dày đặc âm khí, mà đêm khuya, nơi này chính là chỗ quỷ khóc sói hú, vô số tàn hồn chập chờn, hề là người bình thường cũng không muốn ở chỗ này quá lâu. Bởi vì, núi Cốt còn có một cái tẻn khác, vùng đất trừng phạt. Rất nhiều người mắc tội ngút trời của thế lực và gia tộc lớn được đưa tới nơi này, nhốt trong núi thẳm, chấp nhận lễ rửa tội của núi Cốt. Ở chỗ này có tàn hồn quấy nhiều, có đại lộ nạo xương, như một vùng đất chết, ngày thường sẽ không có ai đến đây. Mà đêm nay, lại có một thân ảnh từ dưới núi Cốt chạy thẳng lên trên, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng người như vượn báo, rất mau lẹ. Đây là một người đàn ông, nhìn qua rất trẻ tuổi, ngoài 20 tuổi. Nhưng số tuổi thật tuyệt đối không chỉ vậy, không có gì khác, cảnh giới người này rất cao, ít nhất cũng cấp thiên trở lên. Ma trời trong vắt bốn phía khiến sắc mặt hắn ta cũng rất khó coi, không có một chút huyết sắc nào. Một lúc sau, hắn ta đi tới trước một vách núi dựng đứng. Đột nhiên quỳ xuống. Chủ nhàn, Trần Hy về rồi, người, vẫn còn ở đẩy chứ, hắn ta cẩn thận quỳ xuống. Năm đó người mà chủ nhân giao cho tôi tìm kiếm, có khả năng tôi tìm được rồi. Cậu ấy và người cùng với tiểu chủ nhân rất giống nhau, hơn nữa cũng có huyết mạch nhà họ Trần. Tên cũng là Trần Bát Hoang, tôi chắc 90% là. Giặc giặc. Trần Hy vừa dứt lời, xương khô chẽn núi cao chót vót đột nhiên bắt đầu giãn ra, xương trắng như tuyết lăn xuống từng mảng. Không bao lâu, một cái hang xuất hiện trong tầm mắt, mà trong hang, một thân ảnh cực kỳ già nua đang ngồi xếp bằng ở đó. Ông ớ ủy giống như xác chết, không nhúc nhích, không có một chút sức sống hay khí tức. Nhưng, đôi mắt lại trợn tròn nhìn chằm chằm Trần Hy. Cậu, chắc chắn, một lúc sau, một câu nói dần dần thả ra từ trong cổ họng lão giả, giống như quá lâu không nói chuyện, giọng nói như củi khô, nhưng không khó nghe ra trong giọng nói kia mang theo kích động, tìm thấy con của Tử Lăng rồi. Vàng, Trần Hy liên tục gật đầu, nhìn lão giả già nua, trong mắt có chút ướt át. Hơn 30 năm, lão giả đã ở chỗ này hơn 30 năm. Hơn 30 năm trước, thay mặt cho cháu trai của mình, đèn hồn của Trần Tử Lăng đột nhiên bị tắt, ông ấy liền tự trách, đi đến núi Cốt này, bày đại trận, tự phong kín ở đây, chịu phạt cả ngày lẫn đêm. Cõi đời này, trừ phi là cường giả cấp thần, hoặc tự ông ấy muốn. Nếu không, không ai có khả năng cứu ông ấy từ trong hang động. Lúc đến ông ấy vẫn còn duy trì dáng vẻ trẻ trung. Mà nay, hình dạng thay đổi lớn. Tóc trắng già nua, giống như ổng lão bước vào tuổi xế chiều. Một đời tôn giả, 30 năm ngắn ngủi, chán nản đến đây. Có thể tưởng tượng được, núi Cốt này kinh khủng đến nhường. Nào, chủ nhân, 33 năm, suốt 33 năm, người. Cũng nên rời khỏi đây đi, nếu tiếp tục thêm, chưa đến 100 năm, người sẽ chết ở đây đó. Trần Hy trầm giọng nói, vung tay lèn, từng tia nguyên khí hội tụ trên không trung. Rất nhanh, hội tụ ra hình dáng của Trần Đức. Chủ nhân, người nhìn xem, chính là cậu ấy là Trần Bát Hoang, gần đây đột nhiên nối lẻn tàn sát đèn cuồng ớ đại thiên thế giới. Tôi đã điều tra lý lịch của cậu ấy, hình như là đột nhiên xuất hiện ở thế giới này, căn bản không tra được cậu ấy đến từ đâu. Trần Hy dồn dập nói, tôi nghĩ, chỉ cần người gặp cậu ấy, nhất định có thể chắc chắn cậu ấy. Soạt, lời Trần Hy còn chưa dứt. Đột nhiên. Bóng dáng lão giả đã xuất hiện trước mặt Trần Hy, kinh ngạc nhìn thân ảnh mà nguyên khí ngưng kết ra, là nó, Trần Hy, nhất định là nó và Tử Lăng quá giống nhau. Trừ phi là con của Tử Lăng, còn ai có thể giống con trai tôi chứ? Trần Hy, nó ở đâu, mau dẫn tỏi đi. Lão giả giống như con ma điên, túm vai Trần Hy, không ngừng hỏi, nó ở đâu, tôi muốn gặp nó, lập tức, ngay bây giờ. Chủ nhân, người tỉnh táo chút đi. Trần Hy phát hiện thần hồn lão giả có chút rối loạn,
không được bình thường, vội vàng giúp ông ấy khai thông nguyên khí trong cơ thể, chấn định tâm thần. Một lúc sau, lão giả mới dần dần ổn định. Chủ nhân, những thứ này là tin tức liên quan đến cậu ấy. Trần Hỷ truyền từng tin tức vào trong thần hồn lão giả. Một lúc sau, nguyên khí lão giả mở rộng, đôi mắt giống như mặt trời chói chang, nở rộ ánh sáng hừng hực, đám khốn kiếp này, dám cả gan có âm mưu với cháu trai của Trần Hành giả, Trần Hy, lập tức quay về nhà họ Trần, triệu tập nhất mạch của tôi, mau chóng chạy tới thành Hiên Viên. Hóa ra, lão giả này tẻn là Trần Hành giả. Lúc này ông ấy càng kích động, càng điên cuồng, trong hai tròng mắt phủ đầy tia máu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phát điên. Khó khăn lắm mới tìm thấy tung tích của cháu chắt trai, ông ấy không muốn lại một lần nữa mất liên lạc. 30 năm, không ai có thể hiểu được cảm xúc lúc này của ông ấy. Lão già kia, nếu ông đã ở đây thì cuộc đời này coi ỷ như xong rồi, không ngờ còn muốn rời núi, còn muốn cứu Trần Bát Hoang. Trần Hành giả vừa dứt lời, đột nhiên một giọng nói lãnh lẽo truyền khắp bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, không gian nối lên chấn động. Thân ảnh của Trần Nguyên Vũ chậm rãi từ trong đi ra, khóe miệng mang nụ cười lạnh lẽo như ma quỷ. Phập. N. Đồng thời, Trần Hành giá chỉ cảm thấy một trận đau nhói trước ngực, một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực ông ấy, máu tươi hiện lên trong mắt. Quay đầu lại, người đâm bị thương không ai khác chính là Trần Hy. Trước núi cốt, mặt Trần Hành giả tràn đầy bất ngờ và đau đớn. Nhất mạch này của ông ấy đã không nhiều người, Trần Hy lại là người ông ấy tín nhiệm nhất. Bởi vì, ông ấy đã từng nhiều lần cứu mạng Trần Hy cũng đã chịu liên tiếp các thử thách khó khăn. Thậm chí, ông ấy đối xử với Trần Hy như con, trước khi đến núi cốt đã giao hết cho hắn ta tài nguyên và tâm đắc tu luyện của mình. Không ngờ, cuối cùng, ông ấy lại bị Trần Hy đâm kiếm sau lưng. Trần Hy, mí mắt Trần Hành giả run rẩy, lửa giận vô tận lan tràn bùng cháy từ sâu trong tròng mắt. Theo tình huống thông thường, với cảnh giới của Trần Hy, tuyệt đối không thế nào làm ông ấy bị thương. Suy cho cùng, giữa hai người, cảnh giới khác xa nhau, nhưng bây giờ thì khác, Trần Hành giả chịu trừng phạt ở trong núi cốt 30 năm, hơn nữa ông ấy không có bất kỳ phòng bị nào với Trần Hy, cộng thêm kiếm trong tay Trần Hy là một món bảo vật, tất cả các loại điều kiện đã được kết hợp hoàn hảo mới khiến hắn ta nhân cơ hội hành động. Xin lỗi, Trần Nguyên Vũ cho tôi cái giá quá cao. Ánh mắt Trần Hỷ dữ tợn và tham lam, thứ ông ta cho tôi, quả thực không có cách nào từ chối. Lời vừa dứt, xoạt, hắn ta đột nhiên xoay kiếm dính máu tươi, rút ra khỏi cơ thể Trần Hành giả. Rõ ràng có thể thấy, phần ngực của ổng ấy xuất hiện lỗ máu lớn, máu tươi không ngừng tràn ra, rất nhanh nhuốm đỏ cả mảng lớn, trong lỗ máu, quy luật quấn quanh, cho dù thân là cường giả cấp tôn, Trần Hành giả vẫn không thể phục hồi như cũ, ông ta đã bị thương nặng. Trần Nguyên Vũ, vì sao ông muốn giết tôi? Trần Hành giả nhìn chằm chằm Trần Nguyên Vũ, không hiếu nói tại sao, Trần Nguyên Vũ và ông ta chắc hẳn không có thù hằn gì. Ha ha, lão già ổng tư chất tu luyện không tệ, có thể đạt tới cấp tôn, đáng tiếc trí số thông minh không quá đủ dùng. Trần Nguyên Vũ cười lạnh, thứ nhất, tạm thời tôi không có ý định giết ông. Thứ hai, chúng ta có thù oán, còn nhớ 30 năm trước ông đã đích thân hạ lệnh, bảo tôi đi tìm Trần Giang Lăng, đưa Hân về. Tôi nói với gia tộc rằng mình không tìm thây, trên thực tế. Hắn đã chết trong tay tôi. Ồ, đúng rồi. Trần Nguyên Vũ ngừng chút rồi lại nói, có thể ông vẫn chưa biết, năm đó tại sao thực lực của Trần Giang Lăng đột nhiên tăng mạnh, đưa nhất mạch của các người tiến vào nòng cốt nhà họ Trần đúng chứ? Hôm nay nói cho ổng cũng không sao, năm đó hắn có ấn ký thiên tâm, cũng là nhất mạch chúng tôi lên kế hoạch đánh hắn bị thương, hắn mới lẻ lết cơ thể không lành lặn, chạy trốn đến một vị trí rác rưởi, sau đó lại bị tôi giết chết. Sái gì? Ánh mắt Trần Hành giả đỏ ngầu. Ấn ký thiên tâm, con trai của ông ấy lại là người có ấn ký thiên tâm. Thân là ông cố, ông ấy hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện. Điều buồn cười nhất là, ban đầu ông ta còn tưởng rằng Trần Giang Lăng không từ mà biệt, nên phái Trần Nguyên Vũ đi tìm con. Đáng hận, nội tâm Trần Hành giả kêu lên đau xót. Nếu như ổng ấy tỉ mỉ một chút, làm sao có thể không phát hiện ra ấn ký thiên tâm? Nếu như ông ấy đế tâm một chút, làm sao Trần Giang Lăng có thể chết oan? Cái chết của Trần Giang Lăng có một nửa nguyên nhân là do nhất mạch của các ông,
hơn nữa chính bản thân hắn cũng không muốn công khai thân phận của ấn ký thiên tâm, ha ha. Trần Nguyên Vũ cười nhạt, nhưng, hắn chết rồi cũng không sao, chắt trai của ông đã kế thừa ấn ký thiên tâm, không bao lâu nữa, hắn sẽ độ kiếp, kích hoạt nó, còn tôi phải nhân lúc đó ra tay với Hân, thứ chướng ngại là ông, đương nhiên tôi phải loại trừ. Lời vừa dứt, một tòa tháp từ trên trời hạ xuống, hoàn toàn nhốt Trần Hành Giả trong đó. Toàn bộ quá trình, Trần Hành Giả không có bất kỳ phản kháng, thực ra ông ấy vốn không thể phản kháng, một kiếm của Trần Hy gần như đã muốn lấy mạng ông ấy, khiến thần kinh nguyên và kinh mạch trong cơ thể ông ấy đều rối loạn, hoàn toàn không có cách nào vận chuyển. Xử lý xong Trần Hành Giả, Trần Nguyên Vũ tung người nhảy lên rồi biến mất hoàn toàn. Hai ngày lặng lẽ trôi qua, Trần Đức đắm chìm trong luyện chế dịch bách thảo, từ đầu đến cuối không có bước ra cửa phòng một bước. Hai ngày nay, để tăng tốc, anh đã uống không ít đan dược, thậm chí còn mượn dùng hồn lực của Linh Lung và cầu xin Lão Yêu Hoàng giúp đỡ. Lão Yêu Hoàng vốn không muốn giúp. Nhưng, nghĩ đến Trần Đức sắp độ kiếp, đạt đến cấp thiên, một khi độ kiếp thành công, ổng ta cũng sẽ đột phá phong ấn, Lão Yêu Hoàng mới miễn cưỡng đồng ý. Bổn dĩ ba ngày mới có thể luyện chế xong dịch bách thảo, nhưng chỉ dùng một ngày rưỡi đã hoàn toàn luyện chế xong. Trần Đức giao dịch bách thảo cho Hiên Viên Vân Hải, sau đó bắt đầu tu luyện, điều chỉnh lại trạng thái lên đến đỉnh phong. Đêm muộn, anh đến thăm hỏi Hiên Viên Vân Hải, tìm hiếu tình của Hiên Viên Anh Hùng. Theo lời khuyên của chúng tôi, Tố Vương đã ăn quả âm chi và uống dịch bách thảo, nhưng hình như cũng không có hiệu quả lắm, không đạt được như kỳ vọng, Hiên Viên Vân Hải chậm rãi nói, vì đế trấn áp quần hùng, thăng hoa vô tận. Ông ấy đã tiêu hao quá nhiều tinh huyết, thần dược cũng không thể cứu mạng được, nhưng... cũng may, trạng thái của ông ấy đã tốt hơn nhiều, hơn nữa, đã liên lạc với các thế gia, thế lực khác, ba đại thế gia lâu đời trong đó và Thánh Địa Thái Thương đã phái ra cường giả, hẹn chiều tối ngày mai bảo vệ cho cậu đột phá. Tộc Hiên Viên của tôi cũng phái ra ba cường giả cấp tòn, Hiên Viên Vân Hải nói thêm, cậu Trần, lần đột phá này, vô cùng nguy hiểm, cậu nhất định phải lên kế hoạch xấu nhất. Nếu đột phá thất bại, nhất định phải rời khỏi thành Hiên Viên với tốc độ nhanh nhất. Trần Đức gật đầu mạnh, đại ơn của tộc Hiên Viên, Bát Hoang cả đời không quên. Cậu cũng có ơn với tộc Hiên Viên, nếu không có cậu, tộc Hiên Viên cũng không thể gặp được Tổ Vương, không phải u, Hiên Viên Vân Hải rất ôn hòa. Mấy ngày nay, tộc Hiên Viên đã điều tra về Trần Đức, ổng ta rất thích tính cách của Trần Bát Hoang. Cáo từ Hiên Viên Vân Hải, Trần Đức đi vào trong thành Hiên Viên. Đến trước ao thần hồn đột, hai ngày trước, Hiên Viên Anh Hùng đã điều dưỡng cơ thể tại đây, ngày mai, anh cũng sẽ đột phá tại đây, chuẩn bị đối diện với nguy hiểm chưa biết rõ và đại kiếp đại đạo. Vượt qua được thì là cá chép vượt long môn. Không vượt qua được, thì là hổ thất thế. Linh Lung, ngày mai, cô có thể hồi phục thực lực, ngưng kết chản thân chưa, Trần Đức hỏi. Hồi phục thực lực hơi khó, nhưng ngưng kết chân thân thì có thể làm được, Linh Lung cười nói. Anh đừng quá lo lắng, bất luận thế nào, tôi cũng sẽ hết sức hỗ trợ. He, cậu Trần, đến lúc đó tôi không thể giúp cậu, Lão Yêu Hoàng hiếm khi trầm trọng nói, trong lúc độ kiếp, tôi không thể cho cậu mượn sức mạnh, đến lúc đó, hoàn toàn chỉ dựa vào bản thân cậu, nhưng... sau khi độ kiếp xong, bản Yêu Hoàng phá mớ phong ấn, bản Yêu Hoàng có thể giúp cậu một tay. Cảm ơn. Hai, Trần Đức nói. Tôi rất mong chờ đến thời khắc Lão Yêu Hoàng ông phá được phong ấn. Tôi cũng mong cậu có thể đột phá đến cảnh giới nào đó, Lão Yêu Hoàng nói, với tư chất của cậu, nói thế nào, cũng có thể tiến vào đạo cấp phải không? Dưới bầu trời sao, Trần Đức dạo quanh khắp nơi, theo chí điểm của Linh Lung, dùng nguyên thạch bày trận văn, sắp xếp lần cuối đế nghênh đón thiên kiếp. Sáng sớm, khí sương lơ lửng tầng không, mờ mờ ảo ảo, bao trùm cả thành Hiên Viên, nhìn từ xa như tiên cảnh. Hôm nay là ngày thứ ba Hiên Viên Anh Hùng tỉnh lại, thành Hiên Viên luôn khép kín, nay nghênh đón mấy vị cường giả. Bọn họ lần lượt đến từ Thánh Địa Thái Thương, và ba thế gia lâu đời Phong, La, Mục, bổn thế lực lớn, mỗi bên phái ra một cường giả cấp tôn, mang đến bảo vật, thăm hỏi Hiên Viên Anh Hùng. Trần Đức vẫn luôn bế quan, điều chỉnh trạng thái. Cho đến khi Hiên Viên Anh Hùng gọi anh mới rời khỏi chỗ ở. Bát Hoang, lần này, tùy ba nhà Phong. La, Mục, cùng với bốn thế lực lâu đời, Thánh Địa Thái Thương hỗ trợ, nhưng chưa chắc là việc tốt, Hiên Viên Anh Hùng gặp riêng Trần Đức, nhắc nhở nói, nếu cậu thất bại, thì mau chóng rời khỏi nơi này, biết chưa?
Trần Đức ngưng trọng, gật đầu. Anh rời khỏi địa cầu đã mấy năm nay, sớm đã hiểu sự tàn khốc của con đường tu đạo. Tu sĩ trên thế gian này, phần lớn đều coi trọng lợi ích gia tộc, lợi ích cá nhân, nếu anh có thể đột phá, đương nhiên bốn thế lực lâu đời sẽ giúp anh, nhưng nếu giữa chừng xảy ra chuyện bất ngờ thì rất khó nói. Tại sao Trần Đức không trở về địa cầu, không về Côn Luân Hư, không về Vân Tiêu Giới? Không về đón người thân bạn bè của anh, không về thăm đứa con có lẽ đã ra đời của anh. Không vì gì khác, thế giới tu đạo quá nguy hiểm. Nguyên tắc duy nhất chính là theo luật rừng cá lớn nuốt cá bé. Ở lại thế giới đó thì bọn họ mới được an toàn. Trừ phi có một ngày, Trần Đức đủ manh. Tuy tôi trấn áp quần hùng, nhưng đêm nay cậu đột phá, cũng sẽ gặp muôn vàn nguy hiểm. Rất nhiều người muốn có được ấn ký thiên tâm, cũng có rất nhiều người không hy vọng ấn ký thiên tâm lại xuất hiện. Hiên Viên Anh Hùng chậm rãi nói, lúc này, không biết bao nhiêu người đang dõi theo cậu. Một khi cậu đột phá, chắc chắn sẽ thu hút cường giả đến, cậu phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Được. Trần Đức biết rõ, tuy bên ngoài không biết anh sẽ đột phá, nhưng một khi ấn ký thì ẻn tâm trên người anh xuất hiện dao động, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các cường giả, đến lúc đó muốn giấu cũng không giấu nổi. Huống hồ, tin tức anh sắp đột phá đã truyền đi khắp nơi. Dù sao tộc Hiên Viên mời ba nhà Phong, La, Mục, Thánh Địa Thái Thương đến hỗ trợ. Đương nhiên thông tin Trần Đức sắp đột phá cũng sẽ bị truyền ra ngoài. Ai cũng biết, bước vào thiên cấp thì sẽ đối mặt với thiên kiếp, đây là cơ hội tốt nhất để giết anh, cướp lấy ấn ký thiên tảm. Bất luận xảy ra chuyện gì, cho dù trời có sập, tôi cũng sẽ chống đỡ giúp cậu, cậu cứ việc đột phá, Hiên Viên Anh Hùng nói với Trần Đức, lúc đột phá, đừng bị ảnh hưởng những chuyện bên ngoài. Đồng thời, Hiên Viên Anh Hùng cũng nói với Trần Đức rất nhiều chuyện liên quan đến thiên kiếp. Chia sẻ một số điều về độ kiếp với anh. Thủy triều lên xuống, xuất hiện ánh tà dương, hoàng hôn bao trùm cả bầu trời, khoác lên thành Hiên Viên một tầng hào quang thần dị. Có thể thấy rõ ràng, bên ngoài thành Hiên Viên có không ít người đang vây quanh, trên không trung xuất hiện rất nhiều cung điện đáp xuống bên ngoài thành, bọn họ đợi, đợi Trần Bát Hoang đột phá, ai cũng biết, đêm nay có vẻ yên tĩnh, trên thực tế đã âm thầm nổi sóng, một số người tham lam. Hoặc một số người đã đến tuổi xế chiều sắp chết cũng đến mưu đồ lợi ích cho con cháu đời sau. Có lúc, đứng trước lợi ích, sống chết cũng không quan trọng. Mặc dù có Hiên Viên Anh Hùng tỏa trấn cũng định sẵn không thể nào bình yên. Bóng tối giáng xuống, trăng sáng lơ lửng trên cao. Bên ngoài thành Hiên Viên, bắt đầu xuất hiện từng bóng hình, trong đó không thiếu những nhân vật lớn, trong số bọn họ có người muốn ảm thầm ra tay, phần nhiều là đến xem Trần Đức đột phá. Vừa nhìn qua thì thấy bóng người dồn dập nhấp nhô. Từ bên ngoài thành Hiên Viên cho đến thành Phong Vân, bóng người chật kín, ít cũng phải đến 7-7-80 triệu người. Hơn nữa còn liên tục có người đi. Đến, chủ của ấn ký thiên tâm, vạn năm khó gặp một lần, rất nhiều người không muốn bỏ lỡ xem anh đột phá. Huống hồ, mọi người đều biết rõ, đêm nay chắc chắn sẽ xảy ra cuộc chiến kinh hoàng, xem cường giả chiến đấu, cũng là một loại tu hành, hơn nữa. Còn có cường giả cấp thần như Hiên Viên Anh Hùng, có ông ta tỏa chấn, mà vẫn dám ra tay thì sao có thể là kẻ yếu. Mau xem, Trần Bát Hoang, hắn đến. Rồi. Đúng lúc này, không biết ai hét lén một tiếng, có thể thấy rõ ràng, trên thành Hiên Viên, một bóng hình bay lên không trung, đi dưới ánh trăng, thần thái ung dung, thướt tha kỳ ảo, mái tóc đen khẽ tung bay, ngũ quan kiên nghị tuấn tú khiến người ta chú ý, giống như đứa con của thần giáng xuống. Đáp xuống trước ao thần hỗn độn. Anh ta nhiều nhất cũng chưa đến 30 tuổi phải không? Không hổ là chủ nhân của ấn ký thiên tâm, tuổi còn trẻ đã đạt đến cảnh giới như vậy, có những người đến vì ngưỡng mộ danh tiếng, lần đầu tiên gặp Trần Đức, vô cùng kinh ngạc. 30 tuổi, rất nhiều người còn không dám một mình xuất thế, vẫn còn trong sự che chở của gia tộc đấy. Chèn người thiếu niên này tràn đầy ý sát phạt, tuyệt đối không phải loại vừa. Quá khủng bố rồi. Một khi anh ta bước vào thiên cấp, chiến lực thực sự sẽ đạt đến mức nào? N. Rất nhiều người đều đang bàn tán, ban đêm vốn yên tĩnh trở nên vô cùng ồn ào, đàn ông thì mong ước trở thành Trần Đức, phụ nữ thì đôi mắt mọc sao, khuôn mặt đỏ ửng, sự trẻ trung, tuấn tú, cường mạnh và tiềm lực vô hạn trong tương lai của Trần Đức, thu hút mọi ánh mắt của họ. Hiên Viên Anh Hùng đâu? Ba nhà Phong, Mục, La và Thánh Địa Thái Thương đều cử người đến. Tại sao không thấy bọn họ? Có lẽ những cường giả đó ẩn mình trong bóng tối,
người của bốn thế lực lâu đời đều là cường giả cấp tôn, còn Hiên Viên Anh Hùng là một vị thần, bọn họ không muốn để chúng ta nhìn thấy, chúng ta không thế nào nhìn thấy. Trong thành Hiên Viên, vô cùng mênh mông, dường như chỉ có một mình Trần Đức, anh bước vào ao thần hỗn độn, lặng lẽ đứng trong đó, siêu phàm thoát tục. Anh chậm rãi bước vào ao thần hỗn độn, đôi mắt ngự thú, đôi mắt xuyên thấu cùng mớ ra, cảm nhận xung quanh. Trong phút chốc, anh nhìn thấy rất nhiều người. Tô Y Y của tộc Bách Hoa, cô ta mặc trang phục hiện đại của địa cầu, lụa đen quấn quanh hai chân, dưới chiếc tất là đôi giày cao gót màu đen, đôi mắt to đen láy, lóe lên hào quang long lanh. Bây giờ cô ta không còn buộc tóc đuôi ngựa như lần đầu gặp, mà đế thả tóc trên vai, trướng thành hơn rất nhiều, vẻ ngây thơ ngày xưa cũng biến mất. Ngoài ra, còn có Thích Thiện, hắn mặc áo cà sa màu trắng, như một vị Phật dưới ánh trăng, tỏa ra Phật quang rực rỡ, ba tấc xung quanh không một ai lại gần. Hoàng tử Đại Hạ Lý Thế Ngọc cũng đến, mặc long bào màu vàng kim, ngồi trong xe giao long, uy nghiêm bá đạo, khiến người ta kính sợ. Ngoài ra, còn có Tư Chính Hạo của mãn tộc cao gần 4 mét, đứng giữa không trung như một ngọn núi, khoanh hai tay. Bọn họ từng gặp Trần Đức, quen biết lẫn nhau. Còn có rất nhiều người mà Trần Đức chưa từng gặp, nhưng đều là cường giả thế hệ trẻ cực kỳ cường mạnh. Nhân vật thế hệ trước sống đến cấp hóa thạch càng không cần nói nhiều. Ngay cả những người khủng bố đến mức khiến Trần Đức cũng cảm thấy tê dại ra đầu cũng có không ít người có mặt. Hơn nữa, còn có rất nhiều người chạy đến, chân trời ầm ầm, từng con dị thú kéo xe kéo, chiến xa, đi về phía thành Hiên Viên. Trong đó, một chiếc thuyền lớn khiến đỏi mắt Trần Đức sững lại. Trên chiếc thuyền đó, một chữ Trần bay phấp phới. Nhà họ Trần cũng đến. Trần Nguyên Vũ chắp hai tay sau lưng đứng ở vị trí đầu thuyền. Còn phía sau óng ta là bóng hình xinh đẹp đứng một mình, Trần Đức biết rõ, nhìn vỏ cùng rõ ràng dáng vẻ của cô. Ấy! An Nhã Hy! Dưới ánh trăng, Trần Đức ngóng nhìn bóng dáng xinh đẹp phía sau Trần Nguyên Vũ, đôi mắt ngấn ngơ sững sờ. An Nhã Hy! Đúng là An Nhã Hy! Anh tuyệt đối không thể nào nhận nhầm. Năm đó, cỏ ấy đã cứu anh một mạng, cũng cướp đi trái tim của anh, những năm nay, Trần Đức luôn luôn tìm cô ấy, nhớ cô ấy. Lúc này, cô ấy lại đứng phía sau Trần Nguyên Vũ. Trong lòng Trần Đức nổi sóng ngút trời, nhớ lại tất cả, bây giờ lại nhìn thấy An Nhã Hy đứng phía sau Trần Nguyên Vũ, Trần Đức đầu thế không hiếu ra một số chuyện. Cảm xúc anh dâng trào dao động, sắc mặt cũng trở nên càng lúc càng khó coi, anh từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, bất luận thế nào, cũng không ngờ có một ngày An Nhã Hy sẽ xuất hiện phía sau kẻ địch. Tất cả đều là sắp đặt sao? An Nhã Hy xuất hiện rồi biến mất. Tất cả đều là do Trần Nguyên Vũ sắp đặt sao? Đôi mắt Trần Đức hơi đỏ lên, từng tỉa máu nổi lên, trái tim đập thình thịch dữ dội. Bây giờ xem ra, ngày đó, cái chết của từng người anh em của anh chắc chắn có liên quan đến cỏ gái này. Hận! Trần Đức muốn xông lên chất vấn An Nhã Hy. Bát Hoang, anh sao thế? Linh Lung lập tức cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ của Trần Đức, đây là lần đầu tiên cô ta thấy Trần Đức thất thần như vậy. Lúc đầu, cho dù đứng trước sống chết hay kẻ địch, rơi vào nguy hiểm, anh cũng chưa từng như vậy. An Nhã Hy đứng phía sau Trần Nguyên Vũ, Trần Đức cất giọng run run, tràn đầy hận thù, sát ý. Trần Đức từng nói chuyện của An Nhã Hy với Linh Lung, đó là cô gái đầu tiên anh yêu, cũng là cô gái duy nhất mà anh nhung nhớ, mãi không quên khi ở địa cầu. Cô gái này gần như là tâm bệnh của Trần Đức. Bát Hoang, bất kể đã xảy ra chuyện gì, bây giờ đột phá là quan trọng nhất, Linh Lung lo lắng nói, không thể đột phá, tất cả đều vỏ nghĩa, cho dù An Nhã Hy đứng trước mặt anh cũng không có cơ hội nói chuyện với cô ấy. Tôi biết, Trần Đức nhắm hai mắt, vận hành âm dương kinh, cố gắng bình tĩnh tâm trạng. Ván đã đóng thuyền, hiện giờ, điều quan trọng nhất với anh là đột phá, thức tỉnh ấn ký thiên tâm. Phụ nữ, chỉ ảnh hưởng đến tốc độ đột phá của anh. Sau gần trăm hơi thở, cuối cùng Trần Đức bình tĩnh trở lại, anh không nhìn về hướng Trần Nguyên Vũ nữa. Thậm chí không theo dõi tất cả việc bên ngoài thành Hiên Viên nữa. Lúc này, trong lòng anh chỉ có hai chữ, mạnh hơn. Tộc Hiên Viên đã bỏ ra quá nhiều, Hiên Viên Anh Hùng cũng bỏ ra quá nhiều, Trần Đức không thể khiến họ thất vọng. Bát Hoang, bắt đầu đi. Lúc này, ba bóng hình đáp xuống trước Trần Đức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 44.